sau đó lại lấy hộ nước tông môn tình thế, kiềm chế thế tục loạn đấu, cam đoan không có đại loạn phát sinh. Mà tông môn nhúng tay đế quốc sự tình, cũng bị bọn họ bóp chặt, cam đoan Tây Châu ổn định. Kể từ đó, Tây Châu quả thực cũng là đang không ngừng bình ổn phát triển chiến lực máy móc. Song Long Viện chỉ cần ách chế trụ chín tông, chẳng khác nào khống chế toàn bộ Tây Châu, đơn giản như vậy thanh thoát, nhưng lại hiệu quả lạ thường thủ đoạn, coi là thật không đơn giản. Trong mắt tinh quang rạng rỡ, Trác Phàm trong lòng âm thầm tán thưởng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, cười lạnh một tiếng lại là đột nhiên mà vang vọng tại ba người bên tai, để ba người ngăn không được đánh cái giật mình, hừ hừ hừ. Chỉ là coi người là động vật nuôi nhốt thôi, Song Long Viện, ngươi cho rằng ngươi là thần sao? Không khỏi giật mình, Trác Phàm đuổi vội vàng xoay người nhìn qua, lại chính gặp sau lưng tấm kia bên cạnh cái bàn đá, chẳng biết lúc nào ngồi đấy một đạo quen thuộc bóng người. Một thân nhếch nhác tướng, hồng hồng mũi đỏ, trên mặt tràn đầy hưu quạnh, tại từng miếng uống vào trong bầu thanh tửu, dường như vĩnh viễn uống không hết đồng dạng. Nhưng là người khác nhìn lấy hắn, cũng chỉ có một loại cảm giác, cô tịch. Người này, chính là Trác Phàm ban đầu ở cái kia tiểu trấn phía trên gặp phải cái kia tử quỷ. Tiền bối, ngươi là Song Long Viện người. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, trong lòng lại là chợt gấp lên. Người này thực lực thực sự quá cao, chẳng biết lúc nào đi vào phía sau hắn, hắn cũng không phát hiện. Chỉ sợ một khi giao thủ, hắn lập tức liền sẽ bị người kia như nghiền chết một con kiến giống như, hung hăng ngược chết. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, cái kia tử quỷ bất giác than nhẹ một tiếng, ai thán nói, Song Long Viện. Ha ha ha, trước kia là, hiện tại, không phải. Trước kia là, bây giờ không phải là. Chẳng lẽ nói, người này là kẻ bị ruồng bỏ, bị trục xuất sư môn sao? Nhưng là đã như vậy, hắn lại như thế nào có thể lại tiến vào nơi này? Đồng dạng tông môn, đối kẻ bị ruồng bỏ đều sẽ có đặc biệt phòng bị. Giống Song Long Viện dạng này địa phương, không có khả năng một chút đề phòng đều không có đi. Trong mắt hiện ra nghi hoặc, Trác Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, người kia bất giác mỉm cười cười một tiếng, lắc lắc đầu, suy cười ra tiếng, ha ha ha. Bọn họ là không muốn để cho ta trở lại, bất quá đáng tiếc, lão phu muốn đi địa phương, thiên hạ này còn không có ai có thể ngăn được ta. Bá khí. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm thật sâu nhìn về phía hắn, đã cảm thấy bội phục, lại đồng thời cảnh giác lên. Dạng này người, nói dễ nghe điểm gọi anh hùng vô địch, nói khó nghe chút, cái kia tựu là coi trời bằng vung. Nếu là hắn phát điên lên, người nào đều sẽ không đặt tại trong mắt, không quan tâm, đoán chừng không có người ngăn cản đến. À, này làm sao có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, cái này không phải liền là lão tử ta sao? Trác Phàm trong lòng suy nghĩ, lại là đột nhiên có chút sửng sốt, cảm giác tỉ mỉ phân tích đến, lão nhân này khí thế có khi còn thật cùng hắn có chút giống nhau. Rear map hơi động một chút, cái kia tử quỷ thật sâu liếc hắn một cái, bất giác nhìn không được cười lên lên, khoát tay một cái nói, không cần khẩn trương, người đối lão phu có tặng tử chi tình, lão phu nhìn ngươi lại rất ăn ý, sẽ không tùy tiện làm khó ngươi. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía một bên Vĩnh Ninh hai người, lộ ra chế nhạo nụ cười. Không khỏi thân thể lắc một cái, Vĩnh Ninh hai người đuổi vội vàng lui về phía sau một bước, một mặt cảnh giác nhìn về phía hắn. Không biết sao, lão đầu nhi này tổng cho các nàng một loại cảm giác nguy hiểm. Ha ha ha, không cần bối rối, lão phu cũng không phải tùy tiện khi dễ tiểu cô nương cái loại người này. Bất giác khẽ cười một tiếng, cái kia tử quỷ thản nhiên nói, nhà đầu, ngươi là Thiên Vũ công chúa đi. Ha ha ha, Thiên Vũ sự tình, lão phu tin đồn cũng hiểu biết một số, vừa mới nghe các ngươi giảng, đại khái là thật. Như vậy ngươi cảm thấy, ngươi phụ hoàng này hành động thế nào? Nhìn bên người Vân Sương liếc một chút, Vĩnh Ninh trầm ngâm một lát, sâu xa nói, tuy nhiên hắn là phụ hoàng ta, nhưng hắn như vậy bán lãnh thổ, dẫn sói vào nhà hành động, nhưng cũng không dám gật bừa. Ha ha ha, tốt một cái chính nghĩa lẫm nhiên công chúa, như vậy hắn nếu là chỉ cắt nhường lãnh thổ, vẫn chưa dẫn binh nhập cảnh đâu. Bất giác cười lớn một tiếng, cái kia tử quỷ tiếp tục nói. Không khỏi sững sờ, Vĩnh Ninh nghi ngờ nói, cái này không giống nhau sao? Không giống nhau, đương nhiên không giống nhau. Rear map hơi hơi động động, cái kia tử quỷ cười nhẹ lắc lắc đầu, dẫn binh nhập cảnh, sẽ cướp bóc đốt giết, tổn hại là khổ cực bách tính. Nhưng cắt nhường lãnh thổ,
chưa hẳn sẽ tạo thành như thế ác quả. Nói cho cùng, lãnh thổ là hoàng gia, cùng bách tính nửa xu quan hệ không có. Mặc kệ cái kia chủ tử đăng vị, ở trên mảnh đất này bách tính, còn không như cũ trải qua không bằng heo chó sinh hoạt, có gì khác nhau. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Cho nên lão phu mới nói, mặc kệ là Song Long Viện, các cái tông môn vẫn là các đại đế quốc, làm việc chỉ là nuôi nhốt mà thôi. Hút máu ăn thịt đối tượng, cũng là cái kia phía dưới vân vân. Con kiến hôi. Trong lòng hơi động một chút, ba người liếc nhìn nhau, tựa hồ trong nội tâm đều có chỗ xúc động. Trác Phàm suy nghĩ một lát, đạm mạc lên tiếng, Song Long Viện cử động lần này ổn định Tây Châu thế lực, còn có thể vững bước tăng cường chiến lực, không thể bảo là không phải một cao chiêu. Nếu là Tây Châu chiến lực yếu đuối, chẳng phải càng dễ dẫn ngoại địch xâm lấn. Cái kia bị hao tổn, như cũ là thiên hạ bách tính. Đánh giám. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, cái kia tử quỷ lại uống một ngụm thanh tử, khinh thường bĩu môi, chỉ là lấy cớ mà thôi, bọn họ thủ hộ là cái kia thánh linh khoáng, tu giả lợi ích, cùng dân chúng tầm thường có cái vẹo gì quan hệ. Coi như cái kia Trung Châu đại quân thật người xâm, bọn họ chiếm cũng bất quá là những cái kia tài nguyên tu luyện, như thế nào hướng thường người hạ thủ. Bọn họ cùng Song Long Viện những người này một dạng, đều cần những thứ này con kiến hôi cho bọn hắn khai thác ra tha thiết ước mơ to lớn tư nguyên. Trong lòng hơi hơi run lên, Trác Phàm gặp cái này tử quỷ tựa hồ có chút nộ khí, vội vàng cho hai nữ nháy mắt ra dấu, làm cho các nàng không nên tùy tiện chọc giận hắn. Tựa hồ cũng nhìn ra trong lòng bọn họ bất an, cái kia tử quỷ không khỏi mỉm cười cười một tiếng, khoát khoát tay, xin lỗi, lão phu vừa mới có chút kích động. Chỉ là nói về việc này, không khỏi biểu lộ cảm xúc. Thực trước kia lão phu giống như các ngươi, cảm thấy Tây Châu như vậy rất tốt, chỉ ít rất khó có đại chiến loạn phát sinh, xứng đáng thái bình thịnh thế. Thế nhưng là, từ khi gặp phải người kia, tất cả mọi thứ thì đều cải biến. Cái kia, là nữ tử A, ánh mắt không khỏi sáng lên, Vĩnh Ninh nhỏ giọng hỏi. Lông mày nhíu lại, cái kia tử quỷ kỳ dị nhìn về phía nàng A, tiểu cô nương, làm sao ngươi biết? Đó còn cần phải nói, có thể thay đổi một người nam nhân, không phải liền là nữ nhân A. Kiêu ngạo mà đính đính bộ ngực nhỏ, Vĩnh Ninh một mặt tự đắc mà nói. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, cái kia tử quỷ có chút mập mờ gật đầu, trêu đùa tiểu cô nương rất có kinh nghiệm A, nói, đến cùng cải biến mấy cái. Nói bậy, ta thế nhưng là rất đơn thuần, bây giờ còn chưa thay đổi qua một cái đây. Phụng trộm nhìn Trác Phàm liếc một chút, Vĩnh Ninh gương mặt đỏ bừng như máu. Trác Phàm nhìn thấy lại là không còn gì để nói, đạm mạc lên tiếng, tiền bối ngài đừng để ý tới nàng, nàng cũng là tài tử giai nhân cố sự nghe nhiều mà thôi. Tài tử giai nhân, ha ha ha, có khi cũng không chỉ là cố sự mà thôi a. Trong mắt lóe lên một đạo giật mình lo lắng, cái kia tử quỷ bất giác thở dài một hơi, tựa hồ rơi vào trong hồi ức, nhớ năm đó, lão phu cũng là phong lưu phóng khoáng, du lịch thiên hạ. Lại vẫn cứ gặp phải nàng, một cái ngây thơ đần độn công chúa, từ đó rơi vào hồng trần, không dứt ra được. Lúc đó theo lão phu, nàng thật là một cái ngốc đến đáng thương tiểu cô nương. Rõ ràng là công chúa của một nước, lại vẫn cứ yêu thích lưu luyến dân gian, giải cứu khó khăn, bị kẻ xấu ba lần bốn lượt lừa gạt, vẫn là chết cũng không hối cải. Trác Phàm nghe đến, trầm ngâm một chút, thăm thẳm lên tiếng, tiền bối, như loại này ngốc ngây thơ cô nương căn bản không biết nhân tâm hiểm ác, sớm muộn ra chuyện. Ta nếu là ngài, quyết định thật nhanh thì đạp nàng, miễn cho đem chính mình cũng rơi vào đi. Lão tử nguyện ý, người quản được sao? Lông mày nhíu lại. Tử quỷ hung hăng nguyết hắn một cái. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trác Phàm không nói, rất rõ ràng, hắn đã rơi vào đi. Thật sâu hít một hơi, cái kia tử quỷ tiếp tục nhớ lại, trên mặt đều là mỹ hảo chi sắc, nữ nhân như thủy, nam nhân A, có khi thì cần dạng này nữ nhân ở bên người, an ủi tâm linh. Tuy nhiên có khi, ta cũng bị nàng ngốc ngu xuẩn, tức giật đến thất khiếu bốc khói nhiều lần, cũng chọc qua không ít phiền phức. Bất quá quay đầu nghĩ đến, cái này cũng không có gì, ai bảo lão tử nghiêu bức đâu. Nguyện ý thay nàng khiêng, thì khiêng thôi. Nghe được lời này, hai nữ bất giác cùng nhau quay đầu, nhìn về phía một bên Trác Phàm, trong lòng kỳ dị. Cái này tử quỷ tính tình, giống như thật cùng người nào đó có điểm giống. Mình vị này Trác đại quản gia, tựa hồ cũng thay người khác khiêng không ít chuyện a. Bất giác sờ mũi một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhìn về phía nơi khác. Thế nhưng là về sau ta mới phát hiện,
nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt, cho dù là lão phu đối mặt đám kia lục đục với nhau lão gia hỏa, cũng có lực bất tòng tâm thời điểm. Đột nhiên, cái kia tử quỷ trong mắt hơi híp, bỗng dưng lóe qua một đạo trần trụi sát ý, lạnh lùng nói, một năm kia, nàng quốc gia gặp phải địch quốc xâm phạm biên giới, chính mình đế quốc hộ quốc tông môn, gặp cương thổ không có việc gì, tự nhiên lười nhắc quản, tuy nhiên lại khổ biên cảnh bách tính. Nàng nhìn ở trong mắt, lo ở trong lòng, ta không để ý tông môn tu giả khó lường nhiễu loạn thế tục cấm lệnh, thay nàng bãi bình mấy lần, cũng là bị địch nước tông môn một cáo trạng đến song Long Việt, ngược lại bị đặc lệnh triệu hồi. Không có cách nào, ta bị triệu hồi tông môn bị phạt. Lại không nghĩ rằng, cái này từ biệt liền thành vĩnh biệt. Thế nào, cái kia công chúa ra chuyện sao? Trong lòng bất giác siết chặt, Vĩnh Ninh khẩn cấp hỏi, còn thật nghe vào cố sự đi. Trác Phàm nhìn thấy, bất giác trợn mắt chừng một cái, nhà đầu, người thật đúng là tới nghe tài tử giai nhân cố sự a. Nguy đầu thật sâu nhăn lại, cái kia tử quỷ sắc mặt nhất thời ngưng trọng đáng sợ, hung hăng gật gật đầu, những người kia gặp ta rốt cục bị điều đi, liền bắt đầu tránh thức kế hoạch. Một bên tiếp tục quấy rối biên cảnh, một bên phái người cùng công chúa tiếp xúc. Mê hoặc nàng, chỗ kia dễ công khó thủ, không bằng bỏ, lui lại ngàn dặm, tại dãy núi phòng thủ, dễ dàng thủ chỗ chia làm biên cảnh. Dạng này đối với song phương bách tính, đều có chỗ tốt. Kết quả, nàng thật không có bù đắp được dụ hoặc, trong bóng tối trộm đi hoàng đế ngọc tỷ, cùng địch quốc ký kết cắt nhường hiệp nghị. Địch quốc cũng dùng cái này để đóng giữ đại tướng lui lại ngàn dặm, chiếm cái kia mảnh màu mỡ lãnh địa. Chờ hoàng đế phát hiện lúc, đã không kịp, đến tận đây lãnh thổ chia cắt đã thành, hộ quốc tông môn giận dữ, kích động dân oán đem gia tộc bọn họ đuổi xuống hoàng vị, nàng cũng bị làm giặc bán nước xử tử. Chờ ta nghe đến tin tức, lúc chạy đến, hết thảy đều muộn. Trong mắt nhìn thấy, chỉ có nàng thi thể, trong tai nghe đến, là bản quốc người chửi rủa, còn có người đế quốc chế giễu. Cái này căn bản là nhằm vào cái kia gái ngốc, ách không, là vị công chúa kia độc kế a. Trác Phàm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, thế nhưng là nhìn đến cái kia tử quỷ hung dữ ánh mắt, vội vàng đổi giọng, rực rỡ cười một tiếng, tiền bối, có câu nói không biết có nên nói hay không. Khi đó tình cảnh, nếu ta là ngươi lời nói, lúc này đến đối diện đại sát một trận, trước chấn nhiếp bọn họ một chút, nói cho bọn hắn, nha đầu này là ta bảo bọc. Nếu không về tông môn về sau, chịu nhiều một chút trừng phạt. Thế nhưng là, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ gặp ngươi không nhận nội quy trói buộc, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ không còn dám đánh cái kia công chúa chủ ý. Thế nhưng là tông môn điều lệnh vừa đến, ngài thì ngoan ngoãn trở về. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngài là bé ngoan, không dám vượt qua giới hạn, ngài thực lực coi như mạnh hơn, bọn họ cũng ngược lại yên tâm. Biết có tông môn nội quy trói buộc, ngài không dám làm loạn. Chỉ cần ngài vừa động thủ, bọn họ lập tức cho song Long Viện đâm thọc, cái này bị bọn họ bắt được tay cầm, người hiền bị bắt nạt a. Ngài nếu là ngay từ đầu thì biểu hiện thành cái người điên mà nói, bọn họ dám. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cái kia tử quỷ gật gật đầu. Khẽ thở dài, ai, lúc trước ta vì cái gì không có tuyển tu ma đạo a, hối hận lúc trước. Nếu là khi đó ta có ngươi như vậy bá lực, nàng cũng sẽ không xảy ra loại sự tình này. Chỉ là ta minh bạch đến quá muộn điểm, lúc đó bị chính đạo các loại giáo điều trói buộc, ngược lại bị đám đạo trích kia đùa bỡn vỗ tay trong bàn tay. Trong mắt lóe lên một đạo khắc cốt ghi tâm ngoan sắc, cái kia tử quỷ nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ ngày đó tình cảnh lần nữa rõ mồn một trước mắt. Tiền bối bất giận. Trác Phàm gặp cái kia tử quỷ băng lãnh khí tức ngăn không được phát ra, vội vàng khuyên nói một câu, khác mẹ hắn mượn tử kình, phát điên lên, vậy hắn nhưng là ngăn không được. Thế nhưng là Vĩnh Ninh nha đầu này, còn thật sẽ không xem xét thời thế, thế mà thật rơi vào cái kia cố sự bên trong, kinh ngạc nhìn hỏi cái kia sau đó thì sao, ngươi làm thế nào? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm khóe miệng giật một cái, thật nghĩ đem nàng ném ra. Cái này tử quỷ rõ ràng nói đến thương tâm nhất thống hận nhớ lại, tâm tình bất ổn, người còn không buông tha truy vấn ngọn nguồn, muốn chết a. Quả nhiên, cái kia tử quỷ ánh mắt càng ngày càng âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, về sau ta vào tới địch quốc, đem bọn hắn hoàng thất giết hại sạch sẽ, lại đến bọn họ hộ quốc tông môn bên trong đại sát một trận, đem bọn hắn trên đầu tông môn bảng hiệu ném trong đống lửa làm củi thiêu, cực điểm nhục nhã. Tốt, thống khoái. Cái kia tử quỷ còn chưa nói xong, Trác Phàm đã là theo tâm ý của hắn vỗ tay khen hay, khen lớn lên tiếng,
hy vọng hắn nghe đến tán dương sẽ không kìm chế được nỗi lòng, khởi xướng tửu điên. Thế nhưng là kỳ quái là, nghe đến cái này âm thanh tán thưởng, cái kia tử quỷ ngược lại sầm mặt lại, liếc xéo Trác Phàm liếc một chút, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, sớm muộn trở thành thế gian tai họa. Ách, bất giác trì trệ, Trác Phàm nhất thời không còn gì để nói, còn lại rụt cổ, khinh thường bĩu môi. Hắn cho là hắn liền đã đầy đủ vô lại, không nghĩ tới lão gia hỏa này so với hắn còn vô lại. Lúc trước diệt người ta cả nhà, thiêu người ta tông môn sự tình là ngài làm, kết quả bây giờ nói lão tử tai họa. Đến tột cùng ai mới là tai họa a? Tối thiểu nhất, lão tử không có đi thiêu người ta tông môn, diệt người ta cả nhà đi. Ân, chí ít đời này, bây giờ còn chưa có. Trác Phàm trong lòng thầm nhủ, từ chối cho ý kiến. Nhìn chằm chằm hắn, tựa như nhìn ra ý nghĩ của hắn, cái kia tử quỷ bất giác mỉm cười cười một tiếng, chỉ hắn vị trí trái tim nói, tiểu tử, người nha, hữu dũng hữu mưu có huyết tính, cái gì cũng tốt. Thì chỉ có một điểm, tâm không chính. Ân, bất quá, cái này cũng chẳng trách ngươi, ma đạo nào có tâm chính người. Đừng nói là ma đạo, chính đạo đều không mấy cái, chỉ ít lão phu hiện tại đều chưa từng gặp qua, bao quát lão phu chính mình cũng đúng vậy a, ha ha ha. Bất giác suy suy cười một tiếng, cái kia tử quỷ tiếp tục nói, lúc đó lão phu xông ra đại họa, rốt cục nhắm chúng Song Long viện người xuất thủ đuổi bắt. Thế nhưng là lão phu là ai, bọn họ muốn bắt liền có thể bắt sao? Lão phu lúc trước về tông chịu phạt, đó là cam tâm tình nguyện. Thế nhưng là lúc đó lão phu đau mất người yêu, đâu để ý nhiều như vậy, trực giác đến cái này toàn bộ thế giới đều tại đối địch với chính mình, cho nên thẳng thắn phản ra tông môn, đại sát tứ phương. Tây Châu Thập Tông, lão phu một vừa bước lên môn đi, đại náo một trận, đem những này cao cao tại thượng tông môn dẫm tại dưới chân. Để bọn hắn biết, lão tử không hề bị đầu kia quy trói buộc, về sau đừng đến gây lão tử. Thế nhưng là, cái kia thì có ích lợi gì? Bất quá tiết nhất thời khí mà thôi, dù sao nàng đã chết. Tử quỷ hét lớn liên tục, song đồng khóe mắt, nhưng là rất nhanh lại bật cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, biến đến vạn phần thất lạc ai, nói đến. Lúc đó lão phu cũng liền cùng một tông có thù, nhưng nhiệt huyết xông lên đầu, còn lại 9 tông cũng theo liên lụy phía trên, ngược lại là cùng bọn hắn những người này không khác chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, lúc đó thật cảm thấy mình triệt để điên. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, chân mày hơi nhíu lại. Đoạn này làm sao nghe như thế quen tai a, tốt giống như trước ở nơi nào nghe qua. Ưng ực một tiếng, lại là uống một ngụm thanh tửu. Cái kia tử quỷ thật dài phun ra một ngụm chọc khí, bất giác nhếch miệng cười rộ lên, ha ha ha. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, lão phu thì điên cuồng nhập ma, rơi vào vô tận trong bể khổ, không dứt ra được. Vậy ngươi lại là làm sao khôi phục đâu? Phảng phất là cái ngoan ngoãn nghe cố sự bảo bảo giống như, Vĩnh Ninh mở to hai mắt, chăm chú nhìn tử quỷ buồn vô cớ khuôn mặt, thăm thẳm lên tiếng. Khóe miệng hơi vểnh lên. Cái kia tử quỷ tựa hồ rất hài lòng tiểu cô nương này phản ứng, thật sự là một vị người nghe tốt a, thản nhiên nói cái này, vẫn là muốn cảm tạ nàng. Ngay tại ta rơi vào điên cuồng thời khắc, đúng lúc gặp phải nàng thiếp thân cung nữ, đem nàng lâm chung di thư giao cho ta. Nhìn lá thư này, ta mới hiểu được, nguyên lai nàng không phải bị lừa, cái này tất cả mọi thứ, nàng đều rõ ràng. Thật dài thở dài, tử quỷ thăm thẳm lên tiếng, nàng minh bạch cái này là đối phương kế sách. Cũng biết như thế cách làm, sẽ hủy gia tộc bọn họ. Nhưng là nàng minh bạch, đem mảnh đất kia sau khi cắt đi, những người kia trở thành địch quốc con dân, liền sẽ không lại thụ chiến loạn nỗi khổ. Đề nghị này là chính xác, sai, là người cầm quyền tâm. Lúc đó ta không khỏi nhớ tới, trước kia chúng ta đã từng nghiên cứu thảo luận qua một cái mơ ước, thiên hạ bình an. Câu nói này nói dễ, nhưng có thể làm được lại có bao nhiêu? Chính đạo người, sau lưng có cái chữ chính. Lúc này lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nhưng là trên thực tế, chính đạo sau lưng lại là ma, ma đạo thì lại càng không cần phải nói. Các ngươi vừa mới nói, Song Long viện bảo trì Tây Châu ổn định, nhưng là không có chữ chính, cái này Tây Châu vẫn như cũ là vẩn đục không chịu nổi. Mọi người như cái xác không hồn còn sống, lẫn nhau thôn phệ, chỉ có hư giả an ổn thôi. Tiểu cô nương, ngươi nói ta cái kia nàng, đem cương thổ cắt cho địch quốc, sai sao? Khóe miệng hơi vểnh lên, tử quỷ nhìn về phía Vĩnh Ninh chỗ đó. Khẽ cắn một miệng môi dưới, Vĩnh Ninh cúi đầu xuống, không nói nữa,
thật lâu mới sâu xa nói, nếu như ở đó Bạch Tính so trước kia sinh hoạt tốt hơn mà nói, cái kia làm là không tệ. Đế quốc, không phải liền là vì bảo vệ Bạch Tính mới tồn tại sao? Ha ha ha, tốt, có kiến thức. Ánh mắt bất giác sáng lên, cái kia tử quỷ cười lớn một tiếng, gật gật đầu, khen, đại đạo vì công, ngươi cùng ta cái kia nàng một dạng ngốc, lại so thiên hạ tất cả mọi người thông minh được nhiều. Tránh thức người ngốc là ta, rõ ràng đi cùng với nàng lúc, nói muốn sáng lập một cái đại đạo vì công lý muốn khu vực, kết quả nàng không tại, ta lại đại náo Tây Châu, làm cho dân chúng lầm than, hoàn toàn quên dự tính ban đầu. Ai, là ta khờ a, à, ta khờ. Trác Phàm nhìn thấy, bất giác vỗ nhẹ đập tử quỷ cánh tay, Trần An nói, ha ha ha. Tiền bối ngài không cần để ý, nam nhân a, hoa tiền nguyệt hạ lúc chém gió chút, đầu miệng ba hoa chích chòe, rất bình thường, ngài không cần quá để ở trong lòng. Đánh rắm, lão tử cũng không như ngươi vậy vô sỉ, lão tử ở trước mặt nàng nói đều là thật tâm lời nói. Hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, tử quỷ không hay hét lớn lên tiếng, lão tử liền biết, ngươi nhà tâm không chính. Thế nhưng là càng là ngươi dạng này người, thì càng nên tìm cái tâm chính nhà đầu, uốn nắn một chút. Tựa như ta cái kia nàng, ngươi nói nàng ngốc, ha ha ha. Chỉ là quá mức thiện lương mà thôi. Bất giác khẽ giật mình, Trác Phàm mi đầu lắc một cái, trong lòng tựa hồ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hiện tại cái này tử quỷ đối vị công chúa kia cảm giác, tựa như cũng là hắn lúc trước lần thứ nhất đối Ngưng Nhi cảm giác một dạng. Xem ra giống bọn họ dạng này tính toán tường tận kiêu hùng, thật sự là khát vọng một cái hồn nhiên người bồi ở bên người mới cảm thấy an tâm. Bởi vì đối mặt với cái này hư ngụy thế giới, chỉ có dạng này người, mới có thể để cho bọn họ cảm thấy tránh thức nhẹ nhõm tự tại. Thật lâu, cầm trong tay bầu rượu triệt để đảo ngược, tại trước mồm lắc lắc, lại không có một tửu đi ra, tửu quỷ không hay bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, thở dài, ai, lại không tửu, lão phu đến lại đi làm điểm tới. Các ngươi những người tuổi trẻ này, có thể nghe lão phu nói rông dài như thế nửa ngày, cũng thật sự là khó được. Chúng ta hữu duyên, lão phu có thể giúp các ngươi làm một chuyện. Bất quá cũng chỉ là một số việc nhỏ mới có thể, giống các ngươi muốn thiêu rớt một cái tông môn chuyện lớn như vậy, liền phải lại thêm một dạng đồ vật, lão phu mới có thể giúp các ngươi, cũng coi như sư xuất hữu danh. Thứ gì, trong lòng bất giác vui vẻ, Trác Phàm vội vàng hỏi nói. Lão gia hỏa này thực lực thâm bất khả chắc, nếu là có thể được đến hắn một cái hứa hẹn, quả nhiên là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt ha. Tiện tay sờ sờ rear map, cái kia tử quỷ bất giác trầm ngâm một trận, trong mắt lại nổi lên nhớ lại ánh mắt, đó là một bức họa, lão phu lúc đó tự tay vì nàng vẽ ra, rất tốt non sông, rõ mồn một trước mắt, cũng là lão phu bình sinh hài lòng nhất tác phẩm. Chỉ là đáng tiếc, gia tộc của nàng suy sụp về sau, bức họa kia cũng không thấy tăm hơi. Lão phu đã từng phóng ra tiếng gió, người nào có thể tìm tới bức họa kia, lão phu liền đáp ứng hắn một cái điều kiện, nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Ai, khả năng kiếp này lão phu sẽ không còn được gặp lại đi. Khẽ than dao động cái đầu, cái kia tử quỷ quay người lại, không thấy tăm hơi. Trác Phàm quính lên, chặn lại nói, tiền bối, bức họa kia đến tột cùng là dạng gì họa? Há, lão phu cái kia họa rất nổi danh, tên là, Giang Sơn xã Tắc Đồ. Tử quỷ bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng thanh âm hắn lại là rõ ràng truyền vào ba trong tai người. Nhíu mày, Trác Phàm nghe đến cái tên này, làm sao cảm thấy quen thuộc như vậy đây? Bỗng nhiên, hắn dường như nhớ tới cái gì, cả kinh nói, Giang Sơn xã Tắc Đồ. Đó không phải là, hắn là Tây Châu đệ nhất nhân, thư họa song tuyệt, đan thanh sinh. Trong mắt bất giác khẽ giật mình, hai nữ cũng hơi hơi sững sờ, tiếp lấy hung hăng gật đầu, không sai, chúng ta cũng nghe qua hắn truyền thuyết. Gần hơn 1000 năm, hắn thế mà còn sống. Họa đây, ta nhớ được Thiên Vũ cất giấu bức họa này. Trác Phàm vội vàng nhìn về phía Vĩnh Ninh, vội vàng nói, đây chính là triệu hoán một cái tuyệt thế cao thủ triệu hoán phù a. Vĩnh Ninh nghe đến, cũng là không khỏi quính lên, suy nghĩ một chút, khóe miệng một đến xẹp xuống tới, há, ta nhớ tới, từ lần trước các ngươi đi đế đô, tam ca đăng vị về sau, cái kia họa thì không thấy. Vốn là tam ca còn muốn đem cái kia họa tính vào hắn xính lễ, cùng một chỗ đưa cho Long Quỷ tỷ tỷ. Kết quả toàn bộ quốc khố lật khắp, đều không tìm được. Tên mập mạp chết bầm này, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích.
khóe miệng nhìn không được co lại, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, nhưng là trong lòng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc trước có bức họa này lúc, tìm không thấy người, nhưng bây giờ người xuất hiện, họa lại không, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Tuy nhiên bọn họ mất đi hướng Đan Thanh Sinh xin giúp đỡ một cái cơ hội, nhưng Thiên Vũ Hoàng thất cũng đồng dạng mất đi a. Riêng là cái kia mập mạp chết bầm, bức họa nơi tay, lại biết được Đan Thanh Sinh hạ lạc, còn không nhanh chóng cầu hắn phục quốc a. Vậy ngươi để Lạc gia cái này mới lên cấp đại gia tộc địa vị, hướng chỗ nào thả? Phun ra một hơi thật dài, Trác Phàm âm thầm gật đầu, không thấy cũng tốt, cũng tốt. Một phương diện khác, Thông Thiên Các tầng cao nhất, chính bên trong chủ vị ngồi đấy hai vị lão giả, một vị tóc trắng phơ, mặt như trẻ sơ sinh, trong hai con ngươi tinh quang rạng rỡ, một vị khác là cái tóc đen lão giả, râu dài phiêu đáng, sắc mặt lạnh lùng, không nói ra uy nghiêm. Bọn họ phía dưới lại là đang ngồi một đám hóa hư cường giả, chính là các tông đi cùng đến đây trưởng lão cung phụng. Như vậy việc này thì định ra, Song Long hội sau 3 ngày bắt đầu, vẫn quy củ cũ, từ Hạ Tam Tông trước so, các vị lại hồi đi. Chậm rãi lúc lắc tay áo dài, lão giả tóc trắng đạm mạc lên tiếng. Mọi người cùng nhau hạ bái, liền khom người lui ra ngoài, vâng. Lúc này, ngoài cửa vụt sáng qua một bóng người, hướng hai người bái nói, tham kiến hai vị chí tôn, kết giới chỗ khác thường hình dáng phát sinh. Cái gì dị trạng, lão giả tóc trắng nhẹ giọng mở miệng. Khẽ chau mày, người kia vội vàng nói, lần này Song Long hội, 9 tông đến, cửa nên mở 9 lần. Nhưng là chúng ta phát hiện, môn kia vậy mà tổng cộng mở lần 10, sợ có người trong bóng tối lẫn vào. Tốt, người đi xuống trước đi, chặt chẽ đề phòng. Vâng, lão nhân tóc trắng lại vung tay lên, người kia liền khom người lui ra. Đợi đến nơi đây chỉ có hai người lúc, lão nhân tóc trắng mới nhìn hướng tóc đen lão giả cau mày nói, chúng ta Song Long viện kết giới, không có có nhất định thực lực, còn có đặc thù kết ấn thủ pháp, là không thể nào vô thanh vô tức trà trộn vào tới. Ngươi nói, có phải hay không là hắn trở về? Có thể tại hai người chúng ta dưới mí mắt ẩn vào đến, lại đối Song Long viện quen thuộc như thế, toàn bộ Tây Châu, cũng chỉ có hắn. Chỉ là không biết, hắn đột nhiên trở về, lại có gì sự tình, hy vọng đừng có lại đâm cái gì rắc rối. Than nhẹ một tiếng, tóc đen lão giả bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Lão giả tóc trắng cũng là khẽ gật đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, thật dài ra ngụm chọc khí. Đã từng hai người chúng ta đệ tử đắc ý nhất, lần này lại quay về sư môn, đến tột cùng ý muốn như thế nào a? Sau 3 ngày thi đấu, tại cái kia đặt chân trong sân nhỏ, Trác Phàm một mặt kinh dị nhìn lấy vừa mới trở về 3 vị cung phụng, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Quay đầu lại nhìn một chút các cái gian phòng bên trong, chính đang gia tăng đột phá đệ tử, mặt ủ mày trao nói, này thời gian có chút gấp gáp a, không biết có thể hay không theo kịp. Ta nói các ngươi 3 cái cung phụng, rõ ràng biết chúng ta thời gian cấp bách, cũng không sẽ cùng bọn họ kéo thêm một chút thời gian. Trong mắt bất giác chừng một cái, Dương Sát nhất thời giận không chỗ phát tiết, nhiều người như vậy cùng một chỗ quyết định sự tình, 3 người chúng ta người, một cái nho nhỏ Hạ Tam Tông thì có thể phủ quyết sao? Bây giờ nói thời gian eo hẹp, người nhà sớm làm gì đi? Sách trước mấy ngày, cho bọn hắn giải dược đột phá, không được sao? Ai, như thế tới nói, chỉ có thể nhìn bọn họ tạo hóa. Không có đi để ý tới cái kia Dương Sát, Trác Phàm tựa hồ cũng cảm thấy đối lý, thẳng đổi chủ đề, thăm thẳm lên tiếng. Dương Sát nhìn thấy, lại là trong lòng càng giận, ra mặt nhìn không được ngoan quất, nha nha nha, Trác Phàm, người thế nhưng là chúng ta Ma Sách Tông lĩnh đội, khác như thế không đáng tin cậy có thể không? Cái gì gọi là nhìn tạo hóa, người sớm không có kế hoạch được không? Còn có, vừa mới ra ngoài hai cô gái kia nhi là chuyện gì xảy ra, ở chỗ này còn tán gái, người còn có hay không điểm lĩnh đội trách nhiệm tâm? Dương Sát mắng to lên tiếng, khóe mắt, Dương Anh múa vuốt, nếu không phải có hai vị khác cung phụng ngăn đón, đoán chừng nhất thời thì muốn xông lên đi cùng Trác Phàm làm lên khung tới. Trác Phàm lại là thờ ơ chật qua đầu, nhún nhún vai, thổi lên huýt sáo, tựa hồ việc không liên quan đến mình đồng dạng. Nhưng là trong lòng của hắn, lại là một mực tại bàn tính toán thời gian. Nếu là hắn không có đoán chừng sai lời nói, trong vòng 3 ngày hẳn là có thể toàn bộ đột phá. Chỉ là tùy từng người mà khác nhau, ai biết hội sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Vạn nhất có người chính tốt cảm giác đến, muốn liên tiếp đột phá, bế quan hắn cái 10 ngày nửa tháng, cũng không phải là không thể được a.
Cái gọi là lâm thời ôm chân Phật, chạy đến Song Long Viện nơi này, tại đại so trước đó lâm thời đột phá, toàn bộ chín tông bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Ma Sách Tông làm như vậy. Cái này nếu để cho hắn tông môn biết lời nói, không phải mở rộng tầm mắt không thể. Đại ca, các người đệ tử trong tông có phải hay không quá dễ dàng, không có điểm tâm lý áp lực sao? Ở chỗ này đột phá, có thể có tâm tư đột phá được sao, đều lớn chiến sắp đến. Trừ Mắc Tiểu, còn có cái nào địa phương có thể hoàn toàn đột phá? Thế nhưng là, bọn họ làm sao biết, Trác Phàm nín những người này mấy tháng, hành động bất tiện. Hiện tại thật vất vả có thể giành lấy tự do, ai còn quản có khẩn trương hay không, còn không thêm gấp tu luyện. Tốt, như vậy đi, đại chiến ngày ấy, các ngươi trước kéo lấy. Thực sự kéo không lời nói, ta một người phía trên, đánh ngã bọn họ. Một mình ngươi trước quỷ, Trác Phàm vừa mới ưỡn ngực, đề nghị lên tiếng, Dương Sát liền từng ngụm nước phun ra ngoài, mắng to, ngươi cho rằng đây là cá nhân ngươi tú chàng. Song Long hội cá nhân chiến là rút thăm chiến, đoàn thể chiến là duy nhất một lần quyết chiến. Đầu tiên cá nhân chiến, một mình ngươi quất 10 cái ký A. Quỷ Sát nghe đến, cũng là không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, mặt hiện ngượng nghịu, nhìn về phía Trác Phàm, ai, ta biết ngươi một cái đỉnh 10 cái, nhưng đại hội quy củ, ngươi chỉ có thể đánh một trận mà thôi, sau cùng nhìn tích phân bài danh, quyết ra tông môn thứ tự. Cho nên tông chủ mới nói, một mình ngươi mạnh không có tác dụng gì. Bất quá tại đoàn thể tranh tài, ngược lại là có đại ưu thế. Nghi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm trong lòng không sai, bất giác thở dài, ai, Song Long hội này quy củ nhiều như vậy, mọi người cùng nhau xông lên, quần ẩu một trận không phải rất nhanh sao. Ha ha ha, đây cũng là vì tổng hợp xác định và đánh giá các tông tiềm năng mà. Âm Sát cũng là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Trác Phàm có khi tâm tư tinh mịn, có khi thật đúng là đơn giản thô bạo vô cùng. Vậy thì tốt, đã như vậy, chúng ta cũng bất lực, đến thời điểm rồi nói sau, phó thác cho trời. Ta để ngươi phó thác cho trời, để ngươi phó thác cho trời. Nghe đến Trác Phàm lời nói, ba người bất giác không còn gì để nói, Dương Sát càng là tức giận đến nổi trận lôi đình, liền muốn nhào tới. May mắn hai người khác ngăn đón, mới đem hắn kéo ra. Nếu không, hắn không phải lại muốn cùng Trác Phàm đánh lên không thể. Kết quả là, như thế như vậy, tại Trác Phàm như thế không xem ra gì, lỗ mãng thái độ dưới, ba vị cung phụng trong lòng lo sợ trông coi những đệ tử này đột phá, thật hy vọng bọn họ có thể tận mau rời khỏi gian phòng này. Nhưng là, liên tiếp ba ngày trôi qua, bọn họ lại một cái đều không đi ra, điều này không khỏi làm ba người bọn họ đều có chút tuyệt vọng. Nếu không phải sợ có hại những đệ tử này tu vi, Trác Phàm ngăn đón lời nói, Dương Sát đều hận không thể xông đi vào, đem bọn hắn cưỡng ép lôi ra tới. Cộc cộc cộc, lại là cái kia đạo quen thuộc tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài viện đứng đấy một cái áo bảo xám bóng người, hướng mọi người cúi người hành lễ nói, Ma Sách Tông chư vị khách quý, Song Long hội lập tức muốn bắt đầu, nhưng không thấy chư vị bóng người, trưởng lão đặc phái ta đến cho mời. Khóe miệng nhìn không được co lại. Dương Sát một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Trác Phàm, giận dữ nói ai, này làm sao làm. Kéo, trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm lúc này mở miệng nói. Da mặt nhìn không được run run, Dương Sát hung ác nguýt hắn một cái, tiếp lấy liền bỗng dưng che cái bụng, đau kêu ra tiếng, ai u, ta cái bụng thật là đau a, các ngươi chỗ này đồ vật không sạch sẽ, ta muốn lên nhà xí. Khách quý, tất cả mọi người là tu giả. Chúng ta chỗ này cũng không cung cấp thức ăn cùng loại rượu, đồng dạng lấy ngài tu vi, cũng không nên đau bụng a, ngài sẽ không phải ăn cái gì độc đan đi. Người kia bất giác sững sờ, thản nhiên nói. Thân thể bất giác trì trệ, bàn tử đỏ bừng cả khuôn mặt dừng lại, sau đó rực rỡ cười một tiếng, ha ha ha. A, thật thần kỳ a, người cái này nói chuyện, ta còn thực sự không đau. Ngu ngốc, Trác Phàm bọn người trong lòng trì trệ, cùng nhau im lặng. Nếu không còn chuyện gì, thì mời đi theo ta đi. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, người kia liếc bọn họ liếc một chút, thẳng đi, vừa đi còn một bên lầm bầm, gặp qua không có gan, còn chưa thấy qua như thế không có gan, đại so trước đó thế mà giả bệnh. Đã không dám lên đài, người tới đây nhi làm gì, có bệnh à? Khóe miệng có chút co lại, Dương Sát mặt mũi tràn đầy biệt khuất sắc, sau đó nhìn về phía Trác Phàm hung tợn nói, tiểu tử, lão tử hôm nay bị một cái hạ nhân khinh bỉ. Toàn là bởi vì ngươi. Hiện tại chúng ta đi cho ngươi kéo dài thời gian,
đến lúc đó ngươi nếu là không cho chúng ta giành lại mặt đến, chúng ta không bỏ qua cho ngươi, hừ. Giận hừ một tiếng, Dương Sát đi đầu hướng về phía trước, còn lại hai người cũng theo thật sát. Ngươi mất mặt, quan ta lông sự tình, ai để ngươi vừa mới quá sốc nổi. Bất giác trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhưng nhìn hướng cái kia nguyên một đám vẫn không có động tĩnh gì gian phòng, hắn mi đầu vẫn là không nhịn được nhăn lại tới. Đám này thằng nhãi con, đến tột cùng đột phá đến loại nào tình trạng. Ông, bỗng nhiên, một đạo rõ ràng không gian chấn động vang lên, khí thế cường đại bỗng dưng hướng ra khỏi phòng, tràn ngập tại chỉnh cái trong sân nhỏ. Trác Phàm ánh mắt sáng lên, nhìn sang, chỗ đó chính là Thích Trường Long gian phòng. Ong ong ong. Ngay sau đó, lại là liên tiếp không ngừng nhẹ vang lên phát ra, cuồn cuộn khí thế cường hãn theo các cái gian phòng phun ra ngoài. Mí mắt hơi hơi nhảy một cái, Trác Phàm ánh mắt càng ngày càng sáng, khóe miệng cũng là dần dần nhếch lên một cái vui vẻ đường cong. Thành thục trứng lớn, rốt cục từng cái phá xác, tiếp đó, thì là các ngươi dương cánh bay cao thời điểm, ha ha ha. Một phương diện khác, ở một tòa quảng trường khổng lồ bên trong, bốn phương tám hướng khán đài đều ngồi đầy người, tất cả đều là Tây Châu các đại đế quốc hiển quý, được phái tới giải các tông thực lực. Vĩnh Ninh cùng Vân Sương một mặt mong đợi nhìn hướng phía dưới, lại là vô luận như thế nào cũng không tìm tới Ma Sách Tông bóng người, bất giác trong lòng kỳ quặc. Mà Huyền Thiên Tông cùng Ngự Thú Tông người, lại sớm đã đi tới nơi này, chính trên đài yên tĩnh đứng đấy, chờ lấy rút thăm. Trước mặt bọn hắn là cái hoa lão đầu râu bạc, chính là lần này phân xét trưởng lão. Hạ Tam Tông đệ tử quyết chiến, song lòng chí tôn nhưng là không tâm tư nhìn, phái cái trưởng lão đến ứng phó cũng không tệ. Điều này không khỏi làm những cái kia muốn thấy Tây Châu mạnh nhất, song lòng chí tôn diện mạo người, thất vọng. Khởi bẩm trưởng lão, Ma Sách Tông người đến. Đúng lúc này, một cái áo bào xám trung niên nhân đi vào cái kia trước mặt lão giả, khom người cúi đầu, sau đó liền một mặt khinh bỉ nhìn xem sau lưng ba người, lui xuống đi. Trưởng lão kia dương mắt nhìn lên, cũng là nhìn không được nhíu mày, một mặt không hiểu nói, Dương Sát ba vị cung phụng, làm sao chỉ có các ngươi ba cái đến. Các ngươi đệ tử đâu? Ách, cái này. Không khỏi trì trệ, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng vẫn là Dương Sát nhắm mắt nói, khởi bẩm trưởng lão, chúng ta đệ tử lâm thời có một số việc trì hoãn, muốn hơi muộn một chút mới có thể tới. Ha ha ha, cái gì trì hoãn, bọn họ căn bản chính là sợ bản đại gia, không dám tới. Thế mà, Dương Sát vừa dứt lời. Một đạo vô cùng phách lối thanh âm liền đột nhiên phát ra, dương mắt nhìn lên, lại chính là cái kia Ngự Thú Tông Hôi Hùng không thể nghi ngờ. Lúc lắc to lớn thân thể, Hôi Hùng đi vào trên đài chính vị trí trung tâm, nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người, dương đắc ý nói, các ngươi có lẽ không biết, ngay tại gần nửa năm trước, ta đơn thương độc mã, đâm hắn Ma Sách Tông tinh anh môn. Hiện tại bọn hắn không người có thể phái, thì phái tới chút già nuôi yếu ớt. Lĩnh đội cũng chỉ là cái thần chiếu tam trọng tiểu tử, còn không bằng một số thế tục trưởng lão cung phụng tu vi cao đâu. Lúc đó ta hảo tâm đi đề điểm bọn họ một chút, xem ra bọn họ là có ngộ hiểu, rốt cuộc biết cái này cái đài không phải bọn họ cái kia phía trên, đã hoảng sợ chạy a, ha ha ha. Lời vừa nói ra, toàn bộ hội trường trong nháy mắt quát kêu lên, hối hả thanh âm, nối liền không dứt. Mọi người đều là trâu đầu ghé tai, trong mắt kinh dị vô cùng. Chẳng lẽ đúng như người này chỗ nói, Ma Sách Tông người bị hoảng sợ chạy. Vậy nhưng quá mất mặt, so sánh với đài thua còn mất mặt, thật có thể nói là trăm ngàn năm qua, song long hội đều chưa từng xuất hiện sự tình a. Vị kia phân xét trưởng lão không biết thực hư, mi đầu sâu nhăn, đem ánh mắt hướng Dương Sát chỗ đó. Dương Sát ba người không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể kìm nén một cơn tức giận, trong bóng tối nổi nóng. Thế nhưng là cái kia Hôi Hùng gặp này, còn cho là mình đoán đúng, càng thêm lớn lối, nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng, cười lớn một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, xem ra lần này Hạ Tam Tông đứng đầu tranh đoạt, muốn tại ngươi ta hai tông ở giữa triển khai. Khinh thường bĩu môi, Huyền Thiên Tông chúng các cô nương, cùng nhau trợn mắt chừng một cái nhi. Được chứng kiến Trác Phàm thực lực kinh khủng các nàng, nơi nào sẽ tin tưởng loại này lời nói ngu xuẩn. Trác công tử sẽ bị cái này mãng phu hoảng sợ chạy, nói đùa cái gì. Đây chính là có thể cùng Thượng Tam Tông thiên tài đệ tử nhất chiến cao thủ, cái này Hôi Hùng muốn theo Trác công tử động thủ, hắn cũng xứng. Tựa hồ là cảm nhận được chúng nữ xem thường,
Hôi Hùng bất giác trong lỗ mũi hai ống khí thô phun ra, trong lòng giận dữ. Thế nhưng là, còn không đợi hắn lớn tiếng đến đâu kêu gào, lại là hét lớn một tiếng, đột nhiên vang lên. Mau nhìn, đó là ai? Nghe được lời này, mọi người bất giác cùng nhau quay đầu, lại là giật nảy cả mình, trong lòng một trận không hiểu. Chỉ là Hạ Tam Tông chi chiến, bọn họ làm sao lại tới? Nương theo lấy mọi người ánh mắt kinh dị, ba đạo bộ dạng tương tự, đồng dạng treo tà dị tiếu dung bóng người, chậm chậm đi vào nơi này, lại chính là Ma Hồn Tông Hàn Gia Tam huynh đệ không thể nghi ngờ. Dương mắt nhìn trên đài hai đội liếc một chút, Hàn Gia đại công tử không khỏi khẽ chau mày, thì thào lên tiếng, thế nào, Ma Sách Tông người còn chưa tới sao? Xem ra là không tới, đại ca, nếu không chúng ta đi trước trên khán đài chờ lấy. Hàn Tam thiếu cũng là quét một vòng, không thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, không khỏi gật gật đầu, đề nghị. Khẽ vuốt cằm, cái kia đại công tử từ chối cho ý kiến, trực tiếp hướng trên khán đài đi đến, ta đã không kịp chờ đợi muốn mở mang kiến thức một chút, các ngươi chỗ sách quái vật kia. Ha ha ha, đại ca, hắn nhất định sẽ là ngươi đối thủ tốt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Hàn Tam thiếu cùng Hàn Nhị thiếu cùng nhau đuổi theo. Mà mọi người thấy ba người chậm rãi đi đến khán đài chỗ cao nhất, bất giác tất cả đều mặt hiện nghi hoặc, xì xào bàn tán lên. Chuyện gì xảy ra, Ma Hồn Tông đệ nhất thiên tài, Hàn Vân Phong, thế mà tự mình chạy đến nơi đây đến xem Hạ Tam Tông tỉ thí, sẽ không phải là cái này Tam Tông bên trong, có hắn để ý đối thủ đi. Cái kia làm sao có thể, Ma Hồn Tông chính là Trung Tam Tông, thực lực cường hãn, cái nào là những thứ này Hạ Tam Tông có thể so sánh. Đoán chừng chỉ Hàn công tử một người, liền có thể đơn đấu cái này toàn bộ Hạ Tam Tông toàn thể. Lời tuy không tệ, thế nhưng là hắn tự mình tới đây, lại sao làm giải thích đâu. Đoán chừng là nhàn không có việc gì, tùy tiện đi một chút, không có gì khác ý tứ, ha ha ha. Có đơn giản như vậy. Mọi người một trận hối hả, nhìn lấy ba người kia lạnh nhạt bóng người, nghiên cứu thảo luận lấy bọn hắn lần này đến đây tránh thức mục đích, lại tất cả đều là một bộ vẻ không hiểu. Không chỉ là bọn họ, cho dù là lần này bình phán trưởng lão, cũng là chân mày hơi nhíu lại, trong lòng hồ nghi cực kỳ. Tông môn ở giữa, đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực phi tôn. Thượng Tam Tông xem thường Trung Tam Tông xem thường Hạ Tam Tông, cái này đã là trạng thái bình thường, song Long hội tổ chức gần vạn năm qua đều không có ngoại lệ. Thế nhưng là lần này, Trung Tam Tông Ma Hồn Tông ba vị trụ cột cùng đi Hạ Tam Tông thi đấu, tĩnh tâm quan chiến, lại là ý gì? Chẳng lẽ lần này Ma Hồn Tông thực lực không đủ, thật lo lắng bị Hạ Tam Tông cho chọn à, cho nên đặc biệt đến đây điều tra địch tình. Thật sâu cau mày, cái kia bình phán trưởng lão một mặt không hiểu, lại nhìn về phía cái kia Hàn gia ba vị công tử tu vi, lại là lại lắc lắc đầu, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Cái này cũng không giống a, ba người thực lực cao như vậy, không giống như là hội lo lắng bị chọn người. Cái kia đến tột cùng là vì cái gì, thật chẳng lẽ là nhàn nhàm chán. Nhưng là làm cao một cấp bậc cấp tông môn, tới chỗ này, nhất định kéo theo tất cả mọi người ánh mắt, xem như cho cái này Hạ Tam Tông vô cùng lớn mặt mũi. Làm Ma Hồn Tông đệ tử hạch tâm, bọn họ coi như lại không trò chuyện, cũng sẽ không làm như thế đường đột sự tình, tự hạ thân phận a. Trưởng lão trong lòng hồ nghi tràn đầy, làm sao cũng nghĩ không thông. Thủy Nhược Hoa bọn người lại là hung tợn nhìn chằm chằm ba người kia, nghiến răng nghiến lợi, riêng là nhìn về phía Hàn Tam thiếu ánh mắt, càng là trợn mắt nhìn. Dù sao, lúc trước vì tranh giành linh dược, Thủy Nhược Hoa thế nhưng là thương tổn tại ma đầu kia thủ hạ, hao hết tâm lực mới liệu thương thành công. Mối thù này oán niệm, làm sao có thể không cái. Mà lại, không chỉ nàng cái, toàn bộ Huyền Thiên Tông bọn tỉ muội cũng cùng một chỗ ghi ở trong lòng. Tựa hồ cảm nhận được cái kia đạo đạo oán độc ánh mắt, Hàn Tam thiếu quay đầu nhìn Thủy Nhược Hoa chờ nữ liếc một chút, khinh thường bĩu môi, nâng lên một cái ngón út, ở trước mặt các nàng lắc lắc, khinh bỉ sùi cười một tiếng. Một đám tiểu nha đầu, các ngươi muốn ghi hận bổn công tử, còn không có tư cách này. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Thủy Nhược Hoa chờ nữ càng là hận đến đầy mặt nộ khí, song quyền chăm chú nắm lại tới. Vân trưởng lão nhìn đến, lúc này quát lạnh một tiếng nói, Nhược Hoa, tỉnh táo, chúng ta mục tiêu không phải Trung Tam Tông, mà chính là Hạ Tam Tông đứng đầu, khác tùy tiện gây chuyện. Ách, Hạ Tam Tông đứng đầu, ngài chắc chắn chứ? Trong lòng bất giác trì trệ, lúc trước còn nét mặt đầy vẻ giận dữ các cô nương nghe được lời này, lại là nhất thời tiêu tan nộ khí,
một mặt kỳ dị nhìn về phía bên cạnh trưởng lão, trên mặt đều là vẻ cổ quái. Vân trưởng lão, cái này mục tiêu là 3 tháng trước a, hiện tại ngài còn bình tĩnh cao như vậy mục tiêu, có phải hay không quá khó xử chúng ta? Thử hỏi, ngài đem ma sách tông thả ở nơi nào? Tựa hồ lại nghĩ tới Trác Phàm cái kia thực lực kinh khủng, Vân trưởng lão bất giác gương mặt một đỏ, vội ho một tiếng, nhất thời sửa lời nói, ừm. Thực hạ tam tông vị thứ hai, cũng khá, các ngươi hết sức cũng là. Nghe được lời này, mọi người mới gật gật đầu, thở dài ra một hơi. Bọn họ còn thật sợ vị trưởng lão này, bước lấy bọn hắn cùng cái kia ma sách tông liều mạng đây, vậy thì thật là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, cùng muốn mạng bọn họ không có gì khác biệt. Ha ha ha, rất tốt, các ngươi quả nhiên rất có tự mình hiểu lấy. Biết lần này hạ tam tông vị trí đầu não đã là chúng ta ngự thú tông vật trong bàn tay, liền lui mà cầu thấp hơn, bảo vệ vị thứ hai, thẳng thức thời mà. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng quát kêu cười to, lại là vang lên lần nữa. Mọi người mi đầu nhìn không được lắc một cái, quay đầu nhìn qua, quả nhiên, lại là cái kia không coi ai ra gì Hôi Hùng phát ra. Khinh thường bĩu môi, mọi người thẳng thắn không để ý tới hắn. Thế nhưng là thấy tình cảnh này, Hôi Hùng còn cho là bọn họ bị chính mình khí thế chấn nhiếp, không phản bác được, bất giác càng thêm phách lối, cười to liên tục, cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, các ngươi tại bản đại gia trước mặt nhận thua, không có gì có thể mất mặt, không cần như vậy chán ngán thất vọng, không phải còn có một cái giả yếu tàn tật ma sách tông tại cho các ngươi lót đáy sao. Dù sao, ta thế nhưng là bị Trung Tam Tông, ma hồn tông ba vị công tử thanh lãi người a. Cái gì? Người bị Hàn Tam thiếu bọn họ yêu ái. Nghi đầu nhìn không được lắc một cái, Thủy Nhược Hoa rất là kỳ lạ nhìn về phía cái kia Hôi Hùng, trong mắt đều là nhìn ngu ngốc ánh mắt. Cái kia Bình Phán trưởng lão cũng là rear map nhìn không được lắc một cái, nhìn lấy Hôi Hùng dương dương đắc ý bộ dáng, trên dưới dò xét một phen, bất đắc dĩ lắc đầu, không còn gì để nói. Ngự thú tông đệ tử tâm tính, thật là tốt ha. Bất quá, có phải hay không quá tốt một chút? Không có để ý mọi người ánh mắt kỳ dị, Hôi Hùng một mặt kiêu ngạo mà chuyển cái đầu, đắc ý nói, có lẽ các ngươi còn có chỗ không biết, ngày đó ta cùng sư phụ đi ma sách tông chọc bọn hắn tinh anh phía sau cửa, xuống núi trên đường, vừa vặn đụng tới Hàn Nhị Thiếu bọn họ. Bọn họ biết được ta công tích vĩ đại về sau, đúng ta là đặc biệt sùng bái, khen không dứt miệng. Điểm này, sư phụ ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi có thể hướng hắn cầu chứng. Lỗ trưởng lão đầy mặt ý cười. Bận bịu gật đầu không ngừng, khóe miệng đều nhanh liệt đến cái ót, tựa hồ thực sự tin tưởng lúc trước ma hồn tông mọi người đối hắn đệ tử tán dương, là phát ra từ đáy lòng. Hàn Nhị Thiếu đứng tại trên đài cao gặp này, khóe miệng nhịn không được co lại, trong lòng không còn gì để nói. Hai cái này sư đồ là thật ngốc hay là giả ngốc, lúc trước cái kia đoạn nói mát không nghe ra đến, có thể quy tội vì phản ứng chậm, không có gì lớn không. Thế nhưng là thời gian dài như vậy. Các người thế mà còn không có trở lại thói cũ, còn cầm việc này đắc chí, thì thuần túy là IQ vấn đề. Ai, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nghĩ không ra ta Hôi Hùng bởi vì thực sự quá ưu tú, hiện tại thế mà bị ma hồn tông ba vị thiếu chủ cho để mắt tới, coi là suốt đời đối thủ, cũng thật sự là nhường ta có chút tâm thần bất định a. Đón lấy, Hôi Hùng bất giác thở dài một tiếng, hướng về trên đài cao ba người hung hăng ôm một cái quyền, hét lớn lên tiếng. Ba vị công tử, các ngươi yên tâm đi, các ngươi tâm ý ta đã biết. Làm cho các ngươi nhận định mạnh nhất đối thủ, tại ta lấy xuống Hạ Tam Tông đứng đầu danh vị về sau, nhất định hướng ba vị lĩnh giáo cao chiêu, lấy báo ba vị tự hạ thấp địa vị, đến đây lên tiếng ủng hộ tri ân. Soạt. Lời vừa nói ra, trên khán đài mọi người tất cả đều ồn ào lên. Nhìn lấy trên đài Hôi Hùng cái kia mặt mũi tràn đầy biết anh hùng nặng anh hùng phóng khoáng khí khái. Nhìn lại trên đài đỉnh cao nhất Hàn gia tam thiếu ba người, tất cả đều một mặt vẻ ngạc nhiên. Cái này Hôi Hùng mặc dù là thần chiếu 9 tầng cao thủ, nhưng thật người đến ba vị này công tử pháp nhãn, đem hắn xem làm đối thủ, đến đây quan chiến sao. Vậy vị này Hôi Hùng một hồi phải thật tốt quan sát một chút, nói không chừng thật sự là vị thâm tàng bất lộ hắc mã đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người tất tất dẫn dẫn, bắt đầu chỉ trỏ, ánh mắt toàn tập trung tại hắc hùng trên thân. Ra mặt nhìn không được co lại, Hàn Vân Phong quay đầu nhìn bên cạnh Hàn Nhị Thiếu liếc một chút, cười lạnh một tiếng nói, nhị đệ, chỗ nào nhận biết cái này ngu ngốc. Ây, đại ca, lúc trước bất quá đùa hắn hai câu, hắn thật đúng là tin.
mà lại vạn vạn không nghĩ đến là, sư phụ hắn cũng theo tin, cái này. Hừ hừ hừ, thật sự là có cái gì dạng sư phụ, thì có cái gì dạng đồ đệ. Nghĩ không ra chúng ta Ma Hồn Tông, sẽ bị ngu như vậy bước trong lúc vô tình sử dụng, giúp hắn tụ lên thanh thế đến, suy nghĩ một chút thì khó chịu. Mi đầu khẽ run lên, Hàn Vân Phong lạnh lùng lên tiếng. Hàn nhị thiếu trầm ngâm một chút, trong lòng cũng là có chút nộ khí, đề nghị, vậy chúng ta làm sao bây giờ, nếu không ta đi làm sáng tỏ một chút. Làm sáng tỏ cái gì? Trèo càng cao, té càng đau, không có khối kim cương, cũng dám ôm đồ sứ sống, một lát nữa đợi hắn tự ăn ác quả đi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Hàn Vân Phong từ chối cho ý kiến. Hàn nhị thiếu hai người nghe đến, cũng là liếc nhau, lạnh cười lạnh thành tiếng. Bạch! Đột nhiên, một đạo xích mang lóe qua, toàn bộ hội trường nhiệt độ đột nhiên trong nháy mắt tăng lên. Một cái đầu đầy thanh niên tóc đỏ, một đến xuất hiện tại đài cao vị trí, khoảng cách Hàn gia ba vị công tử 100 mét có hơn, một đôi lãnh mâu, nhìn chằm chằm thi đấu giữa sân, trong miệng thì thào lên tiếng, quái vật kia, còn không có xuất hiện a. Thượng Tam Tông, Ma Viêm Tông đệ nhất thiên tài, Viêm Ma. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Hàn Vân Phong bất khả tư nghị nhìn về phía cái kia thanh niên tóc đỏ, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Không chỉ là hắn, còn lại người nhìn thấy Ma Viêm Tông đệ nhất thiên tài đến đây, cũng là không khỏi giật nảy cả mình, kinh hãi lên tiếng. Hôm nay đây là có chuyện gì, một cái hạ tam tông chiến đấu, thế mà lại thỉnh cầu trung tam tông cùng thượng tam tông hai đại ma tông đệ nhất đệ tử đến, chẳng lẽ cái này hạ tam tông bên trong, thật có cái gì để bọn hắn kiêng kỵ nhân vật tồn tại sao? Riêng là cái kia thượng tam tông Viêm Ma cũng đến, chẳng lẽ cái này hạ tam tông bên trong sẽ xuất hiện một cái có thể uy hiếp đến bọn hắn thượng tam tông đệ tử tồn tại? Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Dù sao, thượng tam tông cùng hạ tam tông chỉ tông môn thực lực còn kém đến ngày đêm khác biệt, chớ nói chi là đệ tử ở giữa chênh lệch, càng lớn hơn. Thế nhưng là cái này Viêm Ma đến, lại giải thích như thế nào? Sẽ không phải, lại là nhàm chán đến xem trò vui à? Vậy lần này tới tham gia Song Long hội tông môn đệ tử, nên có nhiều nhàm chán a. Đại ca, cái quái vật này tới làm gì? Mi đầu thật sâu nhăn lại, Hàn nhị thiếu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn về phía Hàn Vân Phong. Mí mắt nhìn không được hơi hơi lắc một cái, Hàn Vân Phong chậm rãi lắc lắc đầu, trên mặt đồng dạng phủ đầy vẻ nghi hoặc, ta đây chỗ nào biết, chỉ là người này xuất hiện, nhất định không phải ngẫu nhiên, sẽ không phải cùng chúng ta để mắt tới cùng một cái đối thủ đi. Nếu là nói như vậy, nhưng là hỏng bét thấu. Làm sao, không khỏi sững sờ, Hàn Tam thiếu một mặt vẻ không hiểu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hàn Vân Phong than nhẹ một tiếng, các ngươi cũng không nghĩ một chút, có thể bị Viêm Ma chỉnh trọng như vậy đối đãi người, sẽ là một cái như thế nào đáng sợ nhân vật. Nghe được lời này, hai người lạnh không khỏi thân thể lắc một cái, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Viêm Ma, trung ương trên đài cao. Thủy Nhược Hoa nhìn lấy chỗ cao cái kia thanh niên tóc đỏ, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Nàng hiện tại còn rõ ràng nhớ đến, nàng tỉ muội là như thế nào bị cái này ác ma cho đùa bỡn tới chết. Song quyền bất giác chăm chú nắm lại, Thủy Nhược Hoa trong mắt đã tràn đầy đỏ thẫm ánh sáng. Bọn người nữ, biết sư tỷ trong lòng phẫn hận, cũng là tràn đầy lửa giận nhìn chăm chú về phía chỗ cao Viêm Ma phương hướng. Thế nhưng là Viêm Ma lại căn bản không có đem các nàng để vào mắt, chỉ là một đôi lãnh mâu, nhìn chung quanh tại chỗ mỗi khắp ngõ ngách, tìm kiếm lấy cái kia quen thuộc nhưng lại đáng sợ bóng người. Nhược Hoa, nơi này là Song Long Viện, không nên gây chuyện. Mi đầu nhất động, Vân trưởng lão nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, cảnh cáo một tiếng, huống hồ, cái kia Viêm Ma chúng ta cũng không thể trêu vào. Phía sau hắn Ma Viêm Tông, chúng ta càng thêm không thể trêu vào. Ánh mắt hơi hơi hư hư, Thủy Nhược Hoa không khỏi thở dài một tiếng, thật sâu mà cúi thấp đầu. Cứ như vậy xem ra, nàng tỉ muội thù là báo không, tông môn cũng sẽ không cho các nàng chỗ dựa, các nàng. Chết vô ích. Vừa nghĩ đến đây, Thủy Nhược Hoa quyền đầu liền nắm quá chặt chẽ, thậm chí ngay cả móng tay đều đập vào trong thịt, lại là không có cảm giác chút nào. Bỗng nhiên, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, tự nhiên sinh ra. Hôi Hùng nhìn lấy phía trên Viêm Ma. Trong mắt bất giác có chút giật mình lo lắng, thật lâu, mới đẩy mắt lệ quang mà nói, sư phụ, ngài nhìn đến a, đồ nhi bị cái kia Viêm Ma để mắt tới. Tuy nhiên rất nguy hiểm,
nhưng cũng hoàn toàn chứng minh thực lực ngươi được đến Ma Viêm Tông đệ nhất thiên tài tán thành, vì sư lấy ngươi làm vinh. Cái kia Lỗ trưởng lão cũng là có chút kích động, trịnh trọng lên tiếng. Thế nhưng là lời vừa nói ra, trên trận mọi người liền không lý do cùng nhau một cái lảo đảo, sau đó một mặt khinh bỉ nhìn về phía hai người. Hai người này cũng quá tự luyến a, dựa vào cái gì nói cái này Viêm Ma cũng là vì bọn họ mà đến. Thì vậy ngay cả hóa hư cảnh đều không đột phá thực lực, dựa vào cái gì để đường đường hóa hư ngũ trọng Viêm Ma để mắt tới. Lão huynh, các ngươi tự luyến cũng nên có cái độ a. Cái kia Bình Phán trưởng lão nhìn lấy hai người, cũng là không còn gì để nói, lắc lắc đầu. Trước bất luận bọn họ loại này tự mình người lương thiện tốt cảm giác từ đâu tới đây, vẻn vẹn là một cái nho nhỏ hạ tam tông thi đấu, liền đem trung tam tông cùng thượng tam tông cao thủ dẫn tới, liền để cái kia Bình Phán trưởng lão trăm bề khó lường giải. Vòng bài nhìn một chút trước mặt hai tông này nhân mã, lại nhìn một chút trong tay phần kia danh sách, phía trên rõ ràng đánh dấu các tông đệ tử thực lực, cái kia Bình Phán trưởng lão liền một mặt hồ nghi. Nơi này cũng không có một cái ra dáng, có tư cách bị bọn họ để mắt tới a. Ai, tính toán, không nghĩ, chờ tỉ thí bắt đầu sau thì hết thảy đều rõ ràng. Bật cười lắc lắc đầu, trưởng lão kia nhìn về phía mọi người, yêu quát một tiếng, thời gian không còn sớm, các tông mau tới rút thăm đi. Lần này cá nhân chiến, lấy xa luân chiến hình thức đánh. Nơi này cùng sở hữu ba cái que trúc, phía trên có đánh dấu dãy số. Thứ nhất thứ hai vị trước chiến, thua một phương cùng vị thứ ba chiến, sau đó vị thứ ba lại cùng thắng một phương khai chiến. Giá trị này ba bánh tích phân, chính là cá nhân chiến thành tích. Nói, cái kia trường lão trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện một cái ống trúc, bên trong để đó ba cái que trúc. Liếc nhìn nhau, Huyền Thiên Tông cùng Ngự Thú Tông trưởng lão ào ào tiến lên, chuẩn bị rút thăm. Nhưng là Dương Sát ba người nhìn cửa một chút vị trí, gặp Trác Phàm bọn họ vẫn như cũ không đến, bất giác lòng nóng như lửa đốt. Trưởng lão, chúng ta nhân mã còn có một số việc trì hoãn, có thể hay không lại hơi đợi một lát. Xoa xoa mập dính bàn tay, Dương Sát một mặt cười lấy lòng nhìn về phía người kia. Thế nhưng là trưởng lão kia lại là lạnh lùng nhìn lấy hắn, từ chối cho ý kiến, thời gian đã đến, không có người hội trợ các ngươi. Người vẫn là tranh thủ thời gian đến đại biểu tông môn rút thăm đi. Nếu như các người vận khí thật tốt, rút đến vị thứ ba, không phải thì lại có lúc ở giữa chờ a. Lời tuy như thế, có điều. Gãi đầu một cái, Dương Sát nhìn về phía trưởng lão kia sắc mặt có chút khó khăn, một đôi mập chân tại trên mặt đất xoa đến xoa đi, cũng là không tiến về phía trước. Trưởng lão gặp này, không khỏi giận dữ, người quất không quất, không quất lời nói làm bỏ quyền luận. Ta rút rút quất, quất còn không được a. Khóe miệng bất giác một xẹp, Dương Sát nhìn bên cạnh hai người liếc một chút, đều là lộ ra một cái khổ bức khuôn mặt, kiên trì đi ra phía trước. Dương Sát, quất đến tốt đi một chút. Có gan ngươi đến. Dương Sát cái kia phí thời gian bước chân vừa mới đi trên đài, âm sát ở phía sau liền hét lớn một tiếng, điều này không khỏi làm mập mạp này nhất thời giận dữ, hung ác nguyết hắn một cái, hét lớn lên tiếng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, âm sát làm ra một cái dáng vô tội, khoát khoát tay, người tùy tiện, coi ta không nói. Âm trầm một khuôn mặt, Dương Sát đầy mặt vẻ u sầu, do dự đi vào cái kia trước mặt trưởng lão, bên người là hai cái âm hiểm cười liên tục địch phương trưởng lão, sắc mặt trong nháy mắt thì đổ xuống tới, tâm lý đem Trác Phàm tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Thằng danh con này, làm sao còn không đến, muốn thả lão tử bồ câu a. Dương Sát cung phụng, mời, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, phân trưởng lão một mặt cười xấu xa nhìn về phía Dương Sát, làm mời thủ thế. Ngự Thú Tông cái kia Lỗ trưởng lão cũng là đầy mặt chế nhạo chi sắc, chăm chú nhìn lấy hắn không thả. Ra mặt nhịn không được co lại, Dương Sát hung hăng chừng cái kia Vân trưởng lão liếc một chút, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão nhi này thật không phải thứ gì, nếu không phải chúng ta, các ngươi có thể bình an đến nơi đây a. Hiện tại thấy chúng ta gặp nạn, thế mà nhìn lão tử chuyện cười. Hừ, người cho lão tử chờ lấy. Trong lòng kìm nén một cơn tức giận, Dương Sát bất giác khẽ cắn môi, vung tay lên một cái, bỗng dưng, một cái mập mạp đại thủ liền luồn vào đi, sau đó cấp tốc rút ra một cái que trúc tới. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến cái kia que trúc thượng đẳng mã lúc, lại là nhất thời khẽ giật mình, trầm ngâm một chút, trong mắt đã là chớp động lên yêu kiều lệ quang, có loại muốn khóc xúc động. Thế nào, rút đến số mấy?
trong lòng không khỏi trầm xuống, quỷ sát vội vàng hỏi nói. Khổ bức lấy một khuôn mặt, Dương Sát vạn phần xấu hổ đem cái kia que trúc đưa cho hai người nhìn, thất lạc nói, xin lỗi, vận khí ta không tốt lắm, rút đến số một. Ha ha ha, lời vừa nói ra, âm sát hai người nhất thời thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vân trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão hai người, thì là liếc nhìn nhau, cùng nhau thoải mái cười to mà ra. Hiện tại bọn hắn đệ tử không tới, vòng thứ nhất trực tiếp luân không, sao không bị gặp đối thủ, đây chính là muốn tổn thất không ít điểm đếm, lỗ lớn a. Nhìn lấy hai người cái kia một bộ tiểu nhân đắc chí, cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, Dương Sát hận đến một trận nghiến răng, thế nhưng là không có cách nào. Mà cái kia hai cái lão đầu, thì là tại một phen hư tình giả ý nhún nhường bên trong, theo thứ tự quất ra cái thẻ. Ngự Thú Tông là vị thứ hai, vòng thứ nhất cùng Ma Sách Tông tương đối, Huyền Thiên Tông thì là vị thứ ba, vòng thứ hai mới lên tràng. Ai, vốn định thật tốt phơi bày một ít ta tông uy phong, không nghĩ tới cái này Ma Sách Tông vậy mà như thế bất tranh khí, lão tử để bọn hắn đừng lên đài, bọn họ còn thật không dám lên sân khấu. Không có cách, cái này vòng chúng ta đành phải kiếm cái có sẵn tiện nghi, ha ha ha. Hôi Hùng đem cái kia que trúc lấy đi trong tay nhìn xem, bất giác khinh bỉ sùi cười ra tiếng. Dương Sát ba người gặp này, trong lòng giận dữ, lại chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao đây là Song Long hội quy củ. Đột nhiên, một đạo thanh dương chi tiếng vang lên, truyền vào tại chỗ mỗi người trong tai, đã Ma Sách Tông đệ tử còn chưa tới, không bằng hai tông chúng ta trao đổi một chút, do chúng ta Huyền Thiên Tông lên trước đi. Trước mắt bất giác sáng lên. Mọi người cùng nhau hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua, lại chính gặp Thủy Nhược Hoa hướng mọi người ôm một cái quyền, sau cùng nhìn về phía cái kia bình phán trưởng lão khom người nói. Khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo ý mừng, Dương Sát không khỏi cảm kích nhìn về phía nàng, vẫn là ngươi nha đầu này có lương tâm, trưởng lão, Huyền Thiên Tông nguyện ý cùng chúng ta trao đổi, để bọn hắn lên trước đi. Nói bậy, chúng ta nhưng là chưa nói qua loại sự tình này. Thế mà, hắn vừa dứt lời. Vân trưởng lão gầm thét lại là chợt vang lên, sau đó hướng cái kia bình phán trưởng lão khom người cúi đầu nói, trưởng lão, một người đệ tử hồ ngôn loạn ngữ, đừng nghe nàng. Đón lấy, hắn lại quay người hung tợn trừng Thủy Nhược Hoa liếc một chút, trách mắng, Nhược Hoa, người nói mỏ gì, còn không lui xuống đi. Trong lòng bất giác run lên, Thủy Nhược Hoa nhìn cái kia Dương Sát liếc một chút, lộ ra cái xin lỗi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, lui về tại chỗ, trong lòng một trận thở dài. Thực trong nội tâm nàng minh bạch, đây là một cái báo ân cơ hội, báo đáp Ma Sách Tông cứu trợ tri ân. Nhưng là nàng càng minh bạch trưởng lão ý tứ, Ma Sách Tông có trác phàm tại, thực sự quá mạnh. Lần này có thể để bọn hắn luân không, sao không bị gặp đối thủ, một lần, tại tích phân phía trên ở thế yếu, là không thể tốt hơn. Thế nhưng là đây đối với mọi người lương tâm, lại có chút băn khoăn, đây không phải vong ân phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng a. Chúng nữ nhìn về phía Thủy Nhược Hoa, minh bạch nàng tâm tình, trong lòng cũng là cảm thấy vân trưởng lão làm như vậy có chút không chính cống. Nhưng là Sở Khuynh Thành, cái này từng làm qua Hoa Vũ lâu lâu chủ, trải qua các loại lục đục với nhau người, lại là có thể lý giải, thản nhiên nói, sư tỷ, đã chúng ta bây giờ là thù địch, thì không cần thiết thủ hạ lưu tình. Lại giả thuyết, chút chuyện nhỏ như vậy, không làm khó được người kia. Không khỏi sững sờ. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Sở Khuynh Thành, trong lòng thầm nhủ. Cái này Khuynh Thành không phải cùng cái kia Trác công tử giao được chứ, làm sao hiện tại tuyệt không vì hắn cân nhắc. Chẳng lẽ vì yêu thành hận, náo tách ra. Thế nhưng là các nàng lại làm sao biết, tránh thức giải Trác phàm, hoàn toàn cũng là Sở Khuynh Thành. Trác phàm cần gì, không cần gì, trong nội tâm nàng đều nhất thanh nhị sở. Giống bây giờ loại chuyện nhỏ nhặt này. Rất rõ ràng là không cần các nàng ra tay giúp đỡ. Khóe miệng hơi vểnh lên, Sở Khuynh Thành lộ ra một cái thần bí đường cong, khoan thai tự đắc. Vân lão nhi, người cái này thật không có lương tâm, còn chính đạo tông môn đây, liền cái nữ oa cũng không bằng. Dương Sát khinh thường bĩu môi, một mặt châm chọc nói. Cười lạnh, vân trưởng lão từ chối cho ý kiến, chúng ta Huyền Thiên Tông cùng các ngươi Ma Sách Tông không có bất kỳ cái gì liên quan. Lúc trước sự tình các ngươi cũng nói đến rất rõ ràng, đường lớn hướng lên trời, mặc người tiến lên. Các ngươi đi được, chúng ta vì sao đi khó lường? Chúng ta không nợ các ngươi cái gì. Lúc này hai tông càng là cạnh tranh quan hệ, chúng ta thì càng không cần thiết để cho các ngươi cái gì. Ngươi, Dương Sát bất giác giận dữ,
tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng thầm hận, cái này Huyền Thiên Tông quả nhiên lang tâm cẩu phế, ra vẻ đạo mạo. Sớm biết như thế, lúc trước thì không nên xuất thủ tương trợ, để bọn hắn chết hết trong tay Viêm Ma cho phải đây. Còn lại người không rõ nội tình, tự nhiên không biết hai tông ân oán, nghe được rất là kỳ lạ. Thế nhưng là Viêm Ma biết rõ tình, nhưng cũng là có chút không quen nhìn, cười lạnh liên tục, một mặt vẻ khinh bỉ, hừ, cái gì chính đạo tông môn, chỉ là một số dối trá vong ân người, mà sách tông cái này Đông Quách tiên sinh thật đúng là làm đến đầy đủ biệt khuất ha. Bất quá, bọn họ vì vậy mà không cách nào tham chiến, quả nhiên là rất đáng tiếc, riêng là quái vật kia. Ánh mắt khẽ híp một cái, Viêm Ma sờ sờ chính mình cái cằm, trong lòng than nhẹ một tiếng. Hàn gia tam huynh đệ cũng là thật sâu nhìn lấy trên đài, trong mắt khẽ run, đang chờ người kia xuất hiện. Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi thì càng là một mặt khẩn trương, một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Ma sách tông đệ tử đến tột cùng tới hay không, nếu như không đến lời nói, cái này vòng thì luân không sao không bị gặp đối thủ. Cái kia bình phán trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Dương Sát bọn người lại là một mặt lo lắng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hôi Hùng chờ Ngự Thú Tông mọi người, thì là đắc ý ngẩng đầu lên, nhịn không được cười lên liên tục. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn lại là mãnh liệt tràn vào trong hội trường, để tại chỗ không ít người khí tức nhịn không được trì trệ. Đồng thời, một đạo quen thuộc tiếng cười khẽ, cũng trở về lay động ở chỗ này mỗi người bên tai, ha ha ha. Xin lỗi, Ma Sách Tông đệ tử đến. Sốt cục đến. Trong mắt bất giác ngưng tụ. Tất cả mọi người không khỏi cùng nhau nhìn về phía giữa sân phía lối vào, bao quát Hàn gia ba vị công tử cùng Viêm Ma, càng là mặt lộ vẻ nghiêm túc chi sắc. Mà Dương Sát ba người cũng là hai mắt tỏa sáng, quả thực liền muốn cảm ơn trời đất tạ tổ tông. Ta trời ơi, bọn họ cuối cùng kịp thời đuổi tới. Chậm thêm dù là một chút xíu, hắn chỉ sợ cũng muốn kéo không đi xuống. Đạp đạp đạp, từng tiếng nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ dần dần đến gần. Mọi người tất cả đều tập trung tinh thần nhìn lấy chỗ đó. Xuyên qua lúc mới nhập môn cái kia mảnh tối tăm bóng mờ, Trác Phàm trên mặt lộ ra tà dị tiếu dung, bước đầu tiên, đạp vào cái này phủ kín ánh sáng mặt trời khắp nơi, thu vào mọi người tầm mắt. Ngay sau đó, sau lưng Thích Trường Long, Bạch Luyện, Khuê Lang bọn người từng cái tiến vào, sắc mặt một trận nghiêm túc, trong mắt tản ra lạnh ý cười. Giống như từng cái chuẩn bị nhắm người mà phệ hung thú, tại tìm kiếm chính mình con mồi. Thế nhưng là làm mọi người cảm nhận được trên người bọn họ cái kia cường đại mà ngưng tụ khí thế lúc, lại là nhịn không được giật nảy cả mình, đồng loạt hít sâu một hơi. Cho dù là Viêm Ma cùng Hàn gia ba vị công tử, cũng không khỏi đến trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, kêu lên sợ hãi cái này sao có thể. Chỉ thấy giờ này khắc này, trừ Trác Phàm vẫn như cũ là nguyên bản thần chiếu tam trọng cảnh tu vi bên ngoài, sau lưng mọi người lại đều là đã thoát thai hoán cốt, dâng lên khí thế ngăn không được hướng bên ngoài tản ra. Đầu tiên Thích Trường Long, Lục Hạt cùng Bạch Luyện ba vị này nguyên bản là tinh anh môn mạnh nhất đệ tử ba người, cùng nhau đột phá hóa hư cảnh bình cảnh, mà lại đều không ngoại lệ, đều là một đường thế như trẻ tre, đột phá đến hóa hư tam trọng tình trạng bước. Mặt khác Quỷ Hổ là hóa hư nhị trọng cảnh tu giả, Khuê Lang cùng Nguyệt Linh thì là đột phá đến hóa hư nhất trọng cấp độ. Chỉ có Thiết Ưng, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi ba người, bởi vì lúc trước dùng qua thông thiên đan, dược hiệu đã không phải là rất rõ ràng. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ theo thần chiếu nhị trọng liên tục đột phá tứ trọng, đi vào thần chiếu sáu tầng tình trạng bước. Kể từ đó, Ma Sách Tông đệ tử tuy nhiên chỉ có 10 người, nhưng là bên trong 6 cái đều là hóa hư cảnh cao thủ, 3 cái thần chiếu ngũ trọng lấy phía trên cao thủ, chỉ có một cái thần chiếu tam trọng tu giả Trác Phàm, vẫn là thâm tàng bất lộ, liền chung chung hư cảnh cao thủ đều không để vào mắt quái vật. Như thế đội hình, đừng nói là tại Hạ Tam Tông. Cho dù là tại Trung Tam Tông bên trong cũng đã làm cho người hoảng sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có Thượng Tam Tông đệ tử, mới có thể cùng so sánh đi. Viêm Ma thật sâu nhìn cái này đội ngũ vào tràng, cái trán không lý do chảy ra một tia mồ hôi lạnh, trong lòng do dự. Nhìn như vậy đến, chẳng những là cá nhân chiến khó làm, liền đoàn chiến đều có chút phiền phức a. Hàn Vân Phong càng là bất khả tư nghị nhìn lấy 10 người kia chậm chậm tiến vào hội trường, hung hăng trừng mắt về phía lão nhị lão tam. Chất vấn cái này. Đây là có chuyện gì? Ma Sách Tông đến đây tham chiến đệ tử, một nửa trở lên đều là hóa hư cảnh, các ngươi đi Ma Sách Tông là làm sao tìm hiểu, trọng yếu như vậy tình báo đều không tìm được. Cái này,
Hàn nhị thiếu cùng Hàn tam thiếu hai người cũng là có chút mộng, khó có thể tin nhìn phía dưới cả đám nhóm, lắp bắp nói, chúng ta cũng không biết a, bọn họ đến tột cùng theo từ đâu chạy tới. Thế nhưng là rất nhanh, Hàn nhị thiếu liền tại trong đội ngũ nhận ra Thích Trường Long bọn họ, đây không phải tại Ma Sách Tông bên trong, bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất người a, tại sao có thể như vậy? Dường như gặp quỷ giống như, Hàn nhị thiếu vội vã chỉ hướng bọn họ, hét to lớn tiếng, đại ca, ba người kia mấy tháng trước vẫn là thần chiếu 9 tầng cùng bát trọng tu giả, làm sao có thể hiện tại liền đã thành hóa hư tam trọng cao thủ, đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Cái gì, người nói là bọn họ trước đây không lâu còn không có đột phá hóa hư cảnh. Không khỏi giật mình, Hàn Vân Phong chăm chú nhìn ba người kia, lại nhìn xem Hàn nhị thiếu, khó có thể tin lắc lắc đầu. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cái này sao có thể? Lão nhị, bằng vào chúng ta Ma Hồn Tông tài lực, người cũng là gần nhất vừa mới đột phá hóa hư cảnh. Bọn họ một cái nho nhỏ Ma Sách Tông, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, để những người này liên tục vượt 4 cấp, đột phá tới hóa hư tam trọng đâu? Hàn nhị thiếu cũng là đầy trong đầu khó hiểu, cười khổ lắc đầu, đại ca, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Nếu như người còn không tin lời nói, có thể hỏi một chút tam đệ, lúc đó hắn cũng ở tại chỗ. Không tệ, cũng là bọn họ, thế nhưng là bọn họ làm sao đột phá đến nhanh như vậy, thật sự là gặp quỷ a. Hàn tam thiếu tại tỉ mỉ nhìn ba người sau một hồi, cũng là quá sợ hãi, mang ra, chứng thực nói. Trong lúc nhất thời, ba người đều là đầy đầu mây đen che đỉnh, trong lòng đều là mù mịt bao phủ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hàn Vân Phong trên mặt ngưng trọng vô cùng, thản nhiên nói. Nhìn như vậy lời nói, cái này Ma Sách Tông coi là thật không thể coi thường. Cái này đã không phải có thể hay không uy hiếp được chúng ta trình độ, mà là chân chính có lấy thay thực lực chúng ta. Cho nên, kế hoạch có biến, chúng ta ánh mắt nhất định phải từ trên người Ma Sách Tông, chuyển tới mặt khác hai đại trung tam tông trên thân. Chỉ cần chúng ta không phải lót đáy, Ma Sách Tông cho dù nhập trung tam tông, cũng uy hiếp không được chúng ta. Hai người nghe đến, đều là nghiêm túc gật đầu. Hiện tại cùng Ma Sách Tông ngạnh bính, quả nhiên là cực kỳ không khôn ngoan hành động. Đúng, lần trước các ngươi nói người kia là ai, có ở đó hay không cái này 6 cái hóa hư trong cao thủ. Đột nhiên, Hàn Vân Phong mở miệng hỏi. Mi đầu bất giác vẩy một cái, hai người chậm rãi lắc lắc đầu, tiếp lấy Hàn Tam Thiếu Nhất chỉ đi ở đằng trước Trác Phàm, trong mắt chớp động lên vẻ kiêng dè, sâu xa nói, đại ca, là tiểu tử kia. Ngươi chớ nhìn hắn tu vi thấp. Thực lực mạnh như cái quái vật. Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Hàn Vân Phong đánh đo một cái đội ngũ sắp xếp trình tự, thì thào lên tiếng, mấy cái này hóa hư cao thủ thế mà cam nguyện đi tại phía sau hắn, xem ra người này xác thực thâm tàng bất lộ, thủ đoạn phi phàm. Nếu là có người cho là hắn chỉ là thần chiếu tam trọng tu giả mà khinh thị, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Ánh mắt khẽ híp một cái, Hàn Vân Phong trầm tư thật lâu. Bất giác bất đắc dĩ thở dài, 6 cái hóa hư cao thủ thêm một cái thâm bất khả trắc quái vật, Ma Sách Tông nội tình đã càng ngày càng không mò ra. Quả nhiên, chúng ta kịp thời chuyển di đối phó mục tiêu, mới là thượng sách. Chỉ là ta vẫn là kỳ quái, đến tột cùng là cao nhân phương nào, có thể tại như thế trong thời gian ngắn, đem bọn hắn tu vi tăng lên tới trình độ như vậy. Quả thực cũng là kỳ tích. Lời vừa nói ra, còn lại hai người suy nghĩ một lát, cũng là một mặt tán thưởng gật đầu. Một phương diện khác, Dương Sát ba người nhìn đến Trác Phàm mang theo hùng tráng như vậy uy vũ đội ngũ đến, cũng là kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó chính là vô tận hoan hỉ xông lên đầu. Trác Phàm, người nhà cuối cùng đến, trả lại lão tử lớn như vậy một phần kinh hỉ, lão tử yêu chết ngươi, ha ha ha. Dương Sát hoa chân múa tay nhào tới, ôm lấy Trác Phàm liền muốn đến hai cái, Trác Phàm liều mạng tránh thoát, mới đem cái này gần như điên cuồng bàn tử cho đẩy ra. Căm ghét liếc hắn một cái, Trác Phàm hung tợn trừng mắt về phía hắn nói, lăn, lão tử không tốt khẩu này. Hắc hắc hắc, ngươi không tốt, ta cũng không tiện, vừa mới chỉ là tình khó chính mình mà. Không chút nào bất mãn, Dương Sát một mặt vui cười khoát khoát tay, sau đó hai con mắt hiện ra không hiểu tinh quang, tỉ mỉ xem phía trên phía sau hắn đệ tử, lại là càng xem càng ưa thích, càng xem càng hưng phấn, trong lòng thầm khen. Tiểu tử này còn thật mẹ hắn thần. Chưa tới nửa năm thời gian, quả thực là đem bọn hắn tất cả mọi người thực lực, xinh xinh nhấc lên ít nhất 4 cấp, còn liền hóa hư cảnh bình cảnh đều đột phá. Quả nhiên cái này Trác Phàm, là cái sáng tạo kỳ tích nhân vật,
Phô Nguyệt có thể đem hắn kéo vào tông môn, quả thực cũng là nhặt được bảo bối. Âm sát cùng quỷ sát hai người ở một bên nhìn lấy, cũng là dừng gật đầu không ngừng, hưng phấn cười to. Thế nhưng là, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, Huyền Thiên Tông cùng Ngự Thú Tông mọi người thấy tình cảnh này, lại là một trái tim trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh. Riêng là Huyền Thiên Tông Vân trưởng lão, tại kiến thức Trác Phàm khủng bố về sau, vốn là đối Ma Sách Tông có mang đề phòng. Bất quá khi đó còn tốt, Trác Phàm cho dù mạnh hơn, cũng là một cái người, cá nhân chiến bên trong không chiếm tiện nghi. Nhưng là cái này ngược lại tốt, cái quái vật này đem toàn bộ Ma Sách Tông đệ tử hoàn toàn biến thành quái vật, vậy bọn hắn còn nơi nào có đến đánh a, trực tiếp nhận thua. Thủy Nhược Hoa chờ nữ nhìn đến cũng là kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc nhìn không biết nên nói cái gì lời nói mới tốt. Những người này vẫn là cái kia một đường lên tay chân cứng ngắc, hành động bất tiện cương thi sao? Làm sao thoáng cái, biến đến khủng bố như thế cường đại? Tựa hồ sớm có chủ ý, Sở Khuynh Thành nhạt cười một tiếng nói, các ngươi nhìn, ta nói đúng a, loại chuyện nhỏ nhặt này chính hắn sẽ xử lý tốt. Chúng ta chỉ cần coi bọn họ là thành địch nhân, toàn lực ứng phó liền có thể. Khuynh Thành, ngươi lại nói nhẹ nhõm, một đám hóa hư cao thủ, làm sao toàn lực ứng phó a? Bất giác sắc mặt một khổ, Thủy Nhược Hoa hiện tại còn ngược lại hy vọng cái này Ma Sách Tông có thể luân không, không bị gặp đối thủ, một lần đây, chỉ ít lấy bọn họ hiện tại chiến lực, cho dù luân không, không bị gặp đối thủ, một lần, đó cũng là 10 phần cường thế, mặt khác hai tông căn bản không thể so sánh. Nhưng là rất nhanh, nàng liền lại lông mày nhíu lại, kinh nghi lên tiếng, đúng, ngươi vừa mới nói bọn họ đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, đều là Trác tiên sinh làm. Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Ha ha ha, ta chỗ nào biết, tóm lại, ta chỉ biết một chút, hắn là cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Cười một tiếng, Sở Khuynh Thành xa xa nhìn về phía Trác Phàm bóng người, lộ ra thâm tình chi sắc. Thủy Nhược Hoa chúng nữ nghe đến, lại là từng cái càng thêm kinh ngạc. Nguyên lai vị này Trác tiên sinh chẳng những thực lực cường hãn, liên thủ đoạn đều như thế nghịch thiên, quả nhiên là danh phó thực quái vật a. Bỗng dưng, mọi người nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, đều là lộ ra hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Cái này khiến một bên Tuyên Thiếu Vũ, không khỏi càng thêm tức giận, trong mắt tản ra âm lãnh ánh sáng. Bá rồi bá á. Cái kia Bình Phán trưởng lão không ngừng mà liếc nhìn trong tay bảng danh sách, cũng là bị cả kinh hoàng tay chân. Cái này Ma Sách Tông đến tột cùng làm cái quỷ gì, đến thời điểm không đều là thần chiếu cảnh à, mà lại mấy cái đều là thần chiếu ngũ trọng phía dưới tu giả. Làm sao một trận công phu, thì toàn mẹ hắn biến thành hóa hư cảnh, chỉ có một cái tại thần chiếu ngũ trọng trở xuống. Ngắn ngủi 3 ngày a, có thể có lớn như vậy biến hóa, không phải là nhờ người ngoài a. Thế nhưng là lật lên, trưởng lão kia tay khô gầy trưởng liền bỗng dưng dừng lại, hơi hơi trì trệ một lát. Trong đầu lại hồi tưởng lại hai vị kia giữ cửa trưởng lão lời nói. Lần này Ma Sách Tông tựa hồ phát cái gì đại tài, lại dám dùng cương thi đan ma luyện đệ tử. Nghĩ đến cái này, trưởng lão kia cũng liền hết thảy không sai, dương mắt nhìn nhìn nơi này 13 người, trong lòng thầm nhủ, trong này có cao nhân a, thế mà có thể sử dụng như thế ít thấy huấn luyện phương pháp, trong thời gian ngắn để cao đệ tử thực lực. Cách làm như vậy, bọn họ Song Long Viện cũng chỉ là nghe qua, không có tránh thức thực hành. Thế nhưng là người này thế mà vận dụng đến như thế thông thạo, có thể thấy được thủ đoạn làm thật là cao minh. Thật sâu hít một hơi, trưởng lão kia một mặt cảm thán, xem ra lần này Song Long hội muốn phiên giang đảo hải, Ma Sách Tông cái kia bay lên, ha ha ha. Tốt, Ma Sách Tông cùng Ngự Thú Tông cá nhân chiến bắt đầu, song phương đệ tử mời đến rút thăm. Bình Phán trưởng lão thanh âm sáng sủa truyền ra, nhìn về phía song phương lĩnh đội. Thế nhưng là làm hắn đem ánh mắt ném đến Hôi Hùng trên thân lúc, lại chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể đều tại rừng không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng là bỗng dưng rất trắng lên, đúng là chưa chiến trước suy. Ngốc ngơ ngác nhìn đối diện cái kia 6 đạo phát ra khí thế cường hãn, hóa hư cao thủ bóng người, Hôi Hùng đầy mặt trắng xám, thân thể run lên cầm cập, nhìn về phía sư phụ hắn sắc mặt, sắp khóc đi ra, nghẹn ngào thanh âm nói, sư phụ, hắn. Bọn họ gian lận. 3 ngày trước rõ ràng gặp bọn họ đều là một đám già yếu tàn tật, làm sao hiện tại đều biến thái như vậy? Khẳng định làm trò gì? Đúng vậy a, đến tột cùng làm trò gì đâu? Cái kia lỗ trưởng lão cũng là ngơ ngác nhìn Ma Sách Tông mọi người, đồng dạng có loại muốn khóc xúc động, trong lòng một trận thầm mắng. Đám gia hỏa này ăn chất xúc tác,
làm sao có thể trong 3 ngày đề cao đến nhanh như vậy, quả thực không phải người, căn bản chính là một bầy quái vật a. Hôi Hùng do dự nửa ngày, hai con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, thăm thẳm lên tiếng, sư phụ, chúng ta vòng thứ nhất thua định. Nếu không, chúng ta bỏ quyền a, đem tinh lực dùng tới đối phó Huyền Thiên Tông phía trên. Cùng đám gia hỏa này đánh, chúng ta căn bản không có một chút chắc chắn nào a. Đánh giám. Không khỏi mắng to một tiếng, Lỗ trưởng lão oán hận nói, người biết Song Long hội vì cái gì áp dụng tích phân chế. Chính là sợ có người làm bỏ quyền tiểu hoa chiêu, nhằm vào nào đó một tông môn. Những thứ này tích phân cuối cùng là phải thêm tổng cộng, người cái này vòng bỏ quyền, thì đại biểu một phần cũng không chiếm được. Gương mặt bất giác một xẹp, Hôi Hùng đầy mặt bất đắc dĩ, thế nhưng là sư phụ, coi như chúng ta cùng bọn hắn tỉ thí, cũng đồng dạng một phần đều lấy không được a. Người xem một chút người ta cái này chỉnh thể thực lực. Ta cảm giác chúng ta ban đầu ở Ma Sách Tông, bị cái kia Tà Vô Nguyệt cho đùa nghịch. Hắn cho chúng ta triển lãm, căn bản chính là hắn yếu nhất đệ tử, đám người này mới thật sự là tinh anh môn a. Gương mặt nhìn không được co lại, Lỗ trưởng lão cũng là có chút tức giận. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tà Vô Nguyệt đường đường nhất tông chi chủ, vậy mà lại đùa nghịch điểm ấy tiểu hoa chiêu, có người đến cửa luận bàn. Liền đệ tử cũng không dám ra bên ngoài lộ. Cái này muốn truyền đi, chẳng phải chiêu chín tông chúng tu chế nhạo. Nhưng là bây giờ thời khắc nguy cấp, hắn cũng không cần cố kỵ như vậy, trong lòng suy nghĩ một chút, nhìn về phía Hôi Hùng thản nhiên nói, đồ đệ, người cũng không cần quá lo lắng, người này chiến là rút thăm chế. Bọn họ bên kia tuy nhiên có 6 cái thực lực mạnh, nhưng tương tự có 4 cái thực lực yếu a, chỉ cần mình vận khí tốt, luôn có thể cầm mấy phần. Sư phụ, ngài nói tốt giống có đạo lý. Dương mắt nhìn phía trước 10 người, Hôi Hùng khẽ gật đầu, sau cùng hắn đem ánh mắt định tại Trác Phàm trên thân, chỉ hắn nói, sư phụ, tiểu tử kia chỉ có thần chiếu tam trọng tu vi, nếu là ta rút đến hắn, thì không thể tốt hơn. Lỗ trưởng lão cũng quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, khinh thường bĩu môi, quay người thì hung hăng gõ một chút Hôi Hùng đầu, mắng, không có tiền đồ đồ vật, bên kia 4 cái thần chiếu cảnh. Người lại chọn một cái yếu nhất so. Xin nhờ, người thế nhưng là thần chiếu 9 tầng, liền không thể chọn đi một cái thần chiếu 6 tầng, đem tiểu tử kia lưu cho mình sư đệ giải quyết a. Cứ như vậy, chúng ta còn có thể lấy thêm điểm phân đâu. Hừ, tiểu tử thúi, liền nghĩ chính mình. Sư phụ, người cũng nói, rút thăm xem vận khí, cái nào là ta muốn chọn người nào thì chọn người nào, bất quá tùy tiện suy nghĩ một chút, không thể a. Ôm chặt lấy đầu. Hôi Hùng vạn phần ủy khuất nói. Lỗ trưởng lão suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, tiểu tử này nói cũng đúng, có điều rất nhanh vừa hung ác nguyết hắn một cái, mắng chửi nói, lão phu là giận ngươi không tranh chi ý, không phải mắng ngươi suy nghĩ lung tung. Cường giả, liền muốn dũng cảm hướng cường giả khiêu chiến, như thế mới có thể mạnh hơn, khác suốt ngày nghĩ đến khi dễ yếu, không có tiền đồ, hừ. Bất giác co rụt đầu lại, Hôi Hùng một mặt buồn bực gật gật đầu. Tốt, các đội đều đến rút thăm đi. Chỗ này có 2 cái hộp gỗ, bên trong để đó 10 cái thẻ, đánh dấu lấy dãy số. 2 đội phân biệt theo mỗi người thùng gỗ rút ra, nắm giữ đồng dạng dãy số cái thẻ 2 người, liền là đối thủ. Giao chiến trình tự, từ 1 đến 10 dãy số trình tự quyết định. 2 đạo quang mang lóe qua, bình phán trưởng lão trên 2 cánh tay, phân biệt xuất hiện 2 cái hộp gỗ, bày ra cho mọi người. Trác Phàm dẫn đầu tiến lên. Thờ ơ đem tay vươn vào đi, xuất ra một chi cái thẻ, cho trưởng lão kia xem xét. Hơi hơi gật gật đầu, trưởng lão cất cao giọng nói, Ma Sách Tông lĩnh đội Trác Phàm, rút đến số 10 ký. Ha ha ha, số 10 ký, thật không biết người nào xui xẻo như vậy, muốn chống lại quái vật kia. Khán đài ngay phía trên, Viêm Ma nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng lên tiếng. Nhưng là đúng lúc này. Một đạo vui cười lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn bên tai, hì hì ha ha. Viêm Ma sư huynh, ngươi ngày bình thường ngay cả chúng ta tinh anh trong môn những sư huynh đệ kia đối chiến đều chẳng muốn nhìn, làm sao hôm nay như thế có nhã hứng, đến xem hạ tam tông thấp như vậy cấp đối chiến. Bạch, một cái lắc mình, một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người, cười nói tự nhiên. Há, là Ngọc Mỹ A. Dương mắt liếc nàng một cái. Viêm Ma không khỏi suy cười một tiếng, thở dài, hạ tam tông đối chiến, thật là đầy đủ hạ cấp, lão tử không có hứng thú gì. Có điều. Nói đến đây, Viêm Ma trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo sắc bén ánh sáng, như cùng một con sói đói,
hung hăng chằm chằm hướng phía dưới một bóng người, nghiến răng nghiến lợi nói, có một người nam nhân, đáng giá lão tử cẩn thận đối đãi. Không khỏi giật mình, cái kia Ngọc Mỹ nhìn đến Viêm Ma hung ác như vậy bộ dáng, trong lòng bất giác run run, kinh ngạc vô cùng. Bởi vì nàng biết, Viêm Ma tâm tính ham chơi, vạn vật không để trong lòng. Duy nhất để trong lòng, cũng là cùng cái kia Vũ Thanh Thu nhất chiến. Nhưng là bây giờ, hắn lộ ra cái ánh mắt này, lại là cùng nhấc lên Vũ Thanh Thu lúc một dạng sắc bén, thậm chí còn hơn. Chẳng lẽ nói, nơi này cũng có Viêm Ma sư huynh trong lòng nhận định đối thủ. Theo hắn ánh mắt nhìn, Ngọc Mỹ nhìn hướng phía dưới buồn bực ngán ngẩm Trác Phàm bóng người, không khỏi nao nao, ngạc nhiên nói, thần chiếu tam trọng cảnh. Đúng vậy a, thần chiếu tam trọng. Bất đắc dĩ gật đầu, Viêm Ma nhìn lấy Trác Phàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng to lên tiếng, cái này nha cái lửa gạt, cầm cái thần chiếu tam trọng cảnh làm ngụy trang, khắp nơi giả heo ăn thịt hổ. Lão tử lần trước thiếu chút nữa. Viêm Ma tức giận đến sắp nói ra lúc, nhất thời nhìn đến bên cạnh Ngọc Mỹ, liền lại im miệng không nói. Thế nhưng là Ngọc Mỹ lại là trong lòng hiếu kỳ, khẩn cấp hỏi, lần trước làm sao? Không có gì, ngươi không cần nhiều hỏi, chuyện không liên quan ngươi. Đầu hơi hơi hết lần này tới lần khác, Viêm Ma gương mặt một đỏ, có chút xấu hổ. Hắn là thực sự khó có thể mở miệng, không muốn nói. Chẳng lẽ hắn khắp nơi nói với người, lần trước kém chút bị cái này thần chiếu tam trọng tiểu tử làm thịt sao? Vậy hắn mặt mũi hướng chỗ nào thả? Thế nhưng là hắn càng không nói, Ngọc Mỹ trong lòng liền càng hiếu kỳ, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tiểu tử này, thế mà có thể đem Viêm Ma sư huynh tức thành dạng này, đến tột cùng là từ đầu tới. A, số 10, số 10. Phía dưới trung ương trên chiến đài, Hôi Hùng vừa rút ra một cái que trúc, liền ngăn không được kêu to lên, hớn hở ra mặt, vui mừng khôn xiết. Sau đó, một mặt tà cười nhìn về phía Trác Phàm vị trí, phát ra nụ cười đắc ý. Cái kia bình phán trưởng lão cùng hiện trường người xem gặp này, bất giác đều lộ ra vẻ khinh bỉ, lỗ trưởng lão cũng là mặt mo đỏ ửng, xấu hổ cúi thấp đầu. Hắn dạy thế nào ra như thế một cái không có tiền đồ đồ đệ a, không phải sớm nói a, ngươi một cái thần chiếu 9 tầng cùng một cái thần chiếu tam trọng đánh, coi như đánh thắng, lại có gì có thể kiêu ngạo. Hiện tại ngươi càng hưng phấn, cũng chỉ có thể chứng minh ngươi càng là cái người yếu mà thôi, quả thực đem lão phu mặt đều mất hết. Thế nhưng là những cái kia biết Trác Phàm thực lực, nhìn đến hắn như thế bộ dáng, lại là tất cả đều suy cười một tiếng, trong lòng thầm thở dài nói, ngu ngốc. Ai, người ngu xuẩn không có cứu, hắn đánh lên quái vật kia, có gì có thể cao hứng, chạy đi đầu thai a. Bất giác than nhẹ một tiếng, Hàn Tam thiếu thăm thẳm xuất khẩu. Hàn Vân Phong lại là sờ mũi một cái, từ chối cho ý kiến, cái này cũng không tệ, tại Ngự Thú Tông bên trong, cái kia Hôi Hùng tính toán mạnh nhất. Cầm hắn đến đo một chút quái vật kia năng lực, tuy nhiên không đủ, nhưng hắn có thể lên đã tính toán tốt nhất. Hai người nghe đến, lẫn nhau nhìn xem, cùng nhau gật đầu. À, vừa mới không có phát hiện, cái này Hạ Tam Tông bên trong lại có như thế một con ngựa ô a. Chỉnh thể thực lực, ép thẳng tới Thượng Tam Tông. Xem ra lần này, Thượng Tam Tông có hay không tông môn hội xuống ngựa không rõ ràng, nhưng Trung Tam Tông địa vị khẳng định có người khó giữ được. Trên đài cao, Ngọc Mỹ mị nhãn như tơ, liếc về phía Ma Sách Tông phương hướng, phát ra tán thưởng, tiếp lấy không biết vô tình hay là cố ý nói, Ngự Thú Tông đại hán kia thế mà quất đến trong này yếu nhất cái kia, ngược lại thật sự là vận khí tốt ha. Lỗ tai hơi hơi động động, Viêm Ma nghe đến, lại là cười lạnh, vận khí tốt cái rắm, hắn nha chết chắc. A, à, làm sao lại như vậy? Lông mày nhíu lại, Ngọc Mỹ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, bọn họ thế nhưng là chênh lệch 6 tầng tu vi đây, chẳng lẽ tiểu tử kia có thắng được khả năng sao? Nào chỉ là thắng, đối phó loại nhân vật này, quả thực cũng là miểu sát. Không khỏi trợn mắt một cái, Viêm Ma từ chối cho ý kiến, không tái phát lời, nhưng Ngọc Mỹ lại càng thêm hiếu kỳ. Một đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn Trác Phàm chỗ đó, không nhúc nhích. Ma Sách Tông nghỉ ngơi vị phía trên, Dương Sát nhìn về phía trước mặt cái này hùng tráng chi sư, một mặt tâm tình kích động, quát to, các vị huynh đệ tỉ muội, nhìn thấy các ngươi cường hãn như thế, lão tử cảm giác sâu sắc vui mừng, cảm giác cho chúng ta lần này đánh Trung Tam Tông, tựa hồ không nói chơi. Nói điểm chính, lạnh lùng liếc hắn một cái, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Bất giác trì trệ, Dương Sát cười khoát khoát tay, lại cũng không coi là ngang ngược,
thăm thẳm lên tiếng, vốn còn muốn nhiều khen các ngươi một chút, nhưng Trác quản gia nói như vậy, vậy ta thì nói điểm chính đi. Cái này trọng điểm chính là, một hồi đối lên Ngự Thú Tông về sau, đều cho ta thủ hạ lưu tình một số. Đem bọn hắn đánh bay liền có thể, tuyệt đối đừng làm bị thương. Vì sao? Không khỏi sững sờ, Lục Hạt không rõ ý nói, kia là cái gì hôi hùng, lúc trước còn kiêu ngạo như vậy, chúng ta sớm muốn dạy dỗ hắn. Hiện tại có một cơ hội, thế mà để cho chúng ta thủ hạ lưu tình. Vội vã khoát khoát tay, Dương Sát đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, không phải thủ hạ lưu tình, mà chính là sách lược, các ngươi hiểu chưa? Song Long hội này thế nhưng là tích phân chế, nếu như chúng ta đem bọn hắn đả thương, bọn họ cái kế tiếp đối thủ, cũng là Huyền Thiên Tông, cái kia không phải là giúp Huyền Thiên Tông một tay a? Các ngươi cũng biết, cùng những cái kia trang bức phách lối địch nhân tương đối, vong ân phụ nghĩa thế hệ, càng khiến người ta chán ghét cực kỳ. Nghe được lời này, mọi người bất giác hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy chính là cùng nhau phát ra trận trận cười lạnh thanh âm, tà dị mà quỷ mị. Riêng là ngươi, khác nhìn lấy muội tử kia, thì không để ý mình tông môn lợi ích, đối thủ của ngươi thế nhưng là bọn họ mạnh nhất một người, cho ta đem hắn thực lực tốt, đừng cho đánh cho tàn phế hoặc tới chết, vậy thì đồng nghĩa với tặng không Huyền Thiên Tông điểm số. Đón lấy, Dương Sát lại cường điệu nhắc nhở một chút Trác Phàm. Thờ ơ khoát khoát tay. Trác Phàm đạm mạc gật đầu, yên tâm đi, ta có chừng mực. Lại nói, lấy nàng thực lực, cho dù đối lên cái kia hôi hùng, cũng không thành vấn đề, ta không cần đến lo lắng. Ông, một trận vô hình không gian ba động vang lên, tại trung ương chiến trường bốn phía, đột nhiên xuất hiện tứ phía vô hình vách tường, đem bên trong hết thảy chăm chú bao khỏa ở bên trong, không cho một tia năng lượng tràn ra. Kết giới phát lên, song phương vào chỗ. Minh phán trưởng lão trong tay kết ấn hoàn tất, đảo mắt nhìn về phía Ma Sách Tông cùng Ngự Thú Tông song phương nhân mã, ra hiệu bọn họ theo thứ tự lên sân khấu. Cười lạnh, mặt ngoài tu vi cao nhất Thích Trường Long, dương dương tự đắc đi lên, hóa hư tam trọng cảnh khí thế, ngăn không được phát ra, làm cho tại chỗ tất cả mọi người bất giác khí tức trì trệ. Thẳng đến hắn đi vào kết giới kia bên trong, cỗ khí thế này mới bị kết giới ngăn lại, mọi người cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không đa nghi phía dưới cái kia cố hoảng sợ, vẫn như cũ khiếp sợ không hiểu, thật lâu không thể tiêu tan. Mà Ngự Thú Tông bên kia mọi người, thì càng thêm dọa đến sợ mất mật, sắc mặt trắng bệch. Trong tay cầm một cái nhỏ bé que trúc, phía trên rõ ràng khắc lấy một chữ, một. Ngự Thú Tông vị kia lập tức muốn đăng tràng thanh niên hùng tráng, hai tay bất giác run run, lại nhìn một chút trên đài cái kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một mặt cười lạnh Thích Trường Long, nhất thời có loại muốn khóc xúc động. Lẽ ra hắn thực lực cũng không yếu, thần chiếu thất trọng tu vi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác vận khí không tốt, rút đến đối phương hóa hư tam trọng tu vi cao thủ, lần này nhất thời để hắn có loại dê nhập hang sói cảm giác. Cái này nếu là đi lên, còn không tới tấp chuông để người ta một cái thần hồn trùng kích giết chết a. Khổ bức lấy một khuôn mặt nhìn về phía Lỗ trưởng lão, người kia cầu khẩn lên tiếng, trưởng lão. Ta khẳng định thua định, mình bỏ quyền có được hay không? Đánh giám, người cũng đã biết Song Long hội quy củ. Nghi đầu bất giác lắc một cái, Lỗ trưởng lão hừ lạnh lên tiếng, tích phân chế tỉ thí, thắng hai phần, yên ổn phân, thua không điểm, mà bỏ quyền. Hừ hừ, móc ngược hai phần, ngươi nếu là không ra sân, chúng ta tổn thất coi như lớn. Khóe miệng bất giác xẹp xẹp, người kia ai thán lên tiếng, Song Long hội này là chỉnh người a. Liền bỏ quyền đều không cho. Đây không phải rõ ràng, đem người vào chỗ chết bức a. Hừ, cao tầng ý nghĩ, người biết cái gì? Khinh thường bĩu môi, Lỗ trưởng lão từ chối cho ý kiến nói, cái gọi là biết rõ không thể làm mà làm, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Song Long hội cử động lần này cũng là nhìn tông môn đệ tử có hay không vì tông môn hy sinh tinh thần. Nếu là một cuộc tỉ thí xuống tới, cuối cùng xuất hiện phụ phân lời nói. Vậy cũng không chỉ là tông môn thực lực vấn đề, còn có người tâm lực ngưng tụ vấn đề, đã định trước hạ tam tông cuối cùng. Cho nên, vì tông môn thể diện, khác nói đối thủ là cái hóa hư tam trọng, coi như hắn là hóa hư sáu tầng bát trọng, người cũng phải cho lão tử kiên trì chống lên. Mẹ nó, giống như chống đi tới không phải ngươi, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Cái kia người trong lòng một trận oán thầm, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể ai thán một tiếng, đạp lên phí thời gian tốc độ. Chậm chậm đi về phía trước. Dù sao hắn nếu không phía trên, sau đó tông môn truy cứu tới, đoán chừng sống không bằng chết,
còn không bằng trực tiếp chết thống khoái đâu. Hôi Hùng ở một bên nhìn lấy, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, uy, ngươi trước kia không phải tổng cùng lão tử tranh giành tông môn đệ nhất a, hiện tại tốt, đây chính là cái nhất chiến thành danh cơ hội. Nào giống ta đối thủ kia, thắng cũng không có gì tốt hào quang, ha ha ha. Hung hăng nguyết hắn một cái, người kia trong lòng thầm hận. Mẹ nó, tiểu tử này liền sẽ nói ngồi châm chọc, bỏ đá xuống giếng. Đón lấy, hắn lại đem ánh mắt hướng Ma Sách Tông chỗ đó Trác Phàm phương hướng, trên mặt nhất thời phát lên một cỗ vẻ hâm mộ. Thần chiếu tam trọng a, thực lực như thế, tại Song Long hội nơi này, là cá nhân đi lên đều có thể đem hắn đánh ngã. Có thể rút đến dạng này quả hồng mềm nắm, là bực nào vận khí a, chẳng lẽ cái này Hôi Hùng kiếp trước cứu vãn toàn bộ đại lục. Một mặt ước ao ghen tị, tại trên mặt bò không đến một giây thời gian, người kia cũng chỉ có thể lại trở lại hiện thực, nhìn về phía Thích Trường Long cái kia lạnh lẽo nụ cười, thẳng lắc đầu, thở dài không thôi. Mạng của lão tử, thật khổ. Nện bước nặng nề tốc độ, người kia đi lên đài, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Thích Trường Long nhìn lấy hắn, trên mặt chỉ có vô tận chế giễu. Tốt, song phương tỉ thí bắt đầu, Minh Phán trưởng lão nhìn lấy đây hết thảy. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đạm mạc lên tiếng. Vừa dứt lời, người kia liền vội vàng cúi đầu xuống, chắp tay trước ngực, hướng Thích Trường Long không ngừng đến bái lấy, giống như dập đầu cầu xin tha thứ một dạng, mảy may ứng chiến dũng khí đều không có. Thấy tình cảnh này, Thích Trường Long nhất thời cười ra tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ, Ma Sách Tông cùng tại chỗ người xem, cũng toàn cũng nhịn không được cười to liên tục. Coi như người thực lực không đủ. Liền điểm ấy đối chiến dũng khí đều không có, cũng quá không có gan đi. Lỗ trưởng lão thì là gương mặt nhìn không được co lại, trong lòng hận đến thẳng đau răng, ngự thú tông mọi người càng là xấu hổ cúi thấp đầu. Sư huynh dạng này, cũng quá mẹ hắn mất mặt, cho dù chết, người cũng bị chết có tôn nghiêm một chút a. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Thích Trường Long trong mắt tinh quang lóe lên, liếc hắn một cái, cười nhạo nói tốt, có ánh mắt, biết cất nhắc. Lão tử hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, cút đi. Bạch, chỉ là vung tay lên, một cỗ cường đại phong cương liền chạm mặt tới, người kia còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đã là đụng một tiếng bị đánh xuống cái bàn. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lại là phát hiện, cái kia phong cương mặc dù mãnh liệt, lại không có thương tổn hắn chi tâm, hắn toàn thân cao thấp vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Trận đầu, Ma Sách Tông thắng. Minh Phán trưởng lão buồn bực ngán ngẩm thăm thẳm xuất khẩu, chính mình cũng cảm thấy không có tí sức lực nào, hai tông thực lực sai biệt thực sự quá lớn, cái này tại trước kia Song Long hội phía trên, thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua, dù sao đều là cùng một đẳng cấp tông môn, vì sao lại có một trời một vực. Thế nhưng là lần này, rất rõ ràng Ma Sách Tông là cái quái thai. Người kia tại dưới đài, nhìn lấy trên đài Thích Trường Long, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, như tuyệt sử phùng sinh. Ngăn không được gật đầu, luôn miệng nói tạ cảm ơn thủ hạ lưu tình, cảm ơn ân không giết. Cái kia cỗ bộ dáng, đừng đề cập nhiều bị ổi. Vây xem mọi người gặp này, bất giác lần nữa cùng nhau phát ra chế giễu thanh âm, lỗ trưởng lão nhìn đến, trong lòng càng giận, rear map đều giận đến nhếch lên tới. Cái này nhà tuy nhiên giữ được tính mạng, nhưng thua cũng quá không thiết tháo. Thế nhưng là ngự thú tông chúng đệ tử nhìn thấy, lại là hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai dạng này liền có thể bảo mệnh a, cái kia mình đi lên cũng thử một chút, dù sao đánh không lại, có thể bảo mệnh cũng rất không tệ. Không có nhìn người kia liếc một chút, Thích Trường Long một mặt lạnh lùng đi xuống đài, nhìn về phía Ma Sách Tông mọi người, đều là lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Thực, đây đều là bọn họ lúc trước thương lượng xong sách lược, vốn là không định thương tổn bọn họ, cũng không phải là người kia cầu tình có tác dụng. Bất quá, người kia trước mang cái này đầu. Tất cả mọi người lấy vì kể từ đó, Ma Sách Tông thì không nặng tay, kết quả là. Trận thứ hai tỉ thí, hai tông đệ tử lên sân khấu. Minh Phán trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, liếc mắt liếc hai tông một chút. Nguyệt Linh chậm rãi đứng dậy, đi bộ nhàn nhã đi thẳng về phía trước, ngự thú tông cái kia người thứ hai đệ tử, thì là run run rẩy rẩy chuyển lấy không lưu loát tốc độ, nơm nớp lo sợ mà tiến lên. Ưỡn ngực đến. Khác mẹ hắn hướng mặt trước tiểu tử kia một dạng không có tiền đồ. Coi như chiến tử, cũng phải có cốt khí. Hôi Hùng nhìn lấy cái kia người thứ hai đệ tử, hung hăng vùng vùng nắm đấm, giống to lên tiếng, rất là anh hùng khí khái, tiếp lấy vừa nhìn về phía cái kia vừa trở về đệ nhất nhân,
trên mặt một trận xem thường, mắng chửi nói, còn có ngươi, vừa mới mất mặt mất hứng, cả cái tông môn mặt mũi đều bị ngươi thua sạch, con mẹ nó ngươi còn có mặt mũi trở về. Lạnh lùng chừng cái kia hôi hùng liếc một chút, trong lòng mọi người thầm giận, mắng to liên tục. Hừ, đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi nha là quất cái yếu nhất, đương nhiên lực lượng đủ, chúng ta quất nhưng là một cái so một cái mạnh. Ngươi nếu là như thế anh hùng, có loại cùng chúng ta thay đổi, nhìn ngươi nha đến lúc đó cầu hay không tha cho, hứ. Không có để ý mọi người cái kia phẫn hận ánh mắt, hôi hùng vẫn như cũ đầy mặt kiệt ngao, toàn thân cao thấp đều là cảm giác ưu việt, tại nước bọt bay tứ tung chửi ầm lên. Dường như toàn bộ Ngự Thú Tông, thì hắn một cái anh hùng hảo hán, hắn tất cả mọi người là cẩu hùng một dạng. Mọi người thì là e ngại hắn thực lực, đều là giận mà không dám nói gì, buồn bực thanh âm nhẫn thụ lấy. Một phương diện khác, Ngự Thú Tông người thứ hai đệ tử là vị thần chiếu 6 tầng tu giả, sau khi lên đài, cảm thụ lấy Nguyệt Linh cái kia hóa hư cảnh khí tức cường đại, nhất thời một đầu mồ hôi đổ như thác rơi xuống. Sau đó không nói hai lời, trong nháy mắt cho Nguyệt Linh nằm sấp ngã xuống đất, được cái đầu dạp xuống đất đại lễ, đúng là so lúc trước cái thứ nhất còn không chịu nổi không có gan. Quan chiến mọi người thấy đây hết thảy, sớm đã là cười vang liên tục, cười đến cái bụng đều đau lên. Này chỗ nào vẫn là Hạ Tam Tông chi chiến, căn bản chính là Ngự Thú Tông hướng Ma Sách Tông bái cha nuôi mẹ nuôi a. Cả cái tông môn mặt mũi, đều nát một chỗ. Lỗ trưởng lão đã là tức giận đến toàn thân run rẩy, trong lòng nhiệt huyết đều nhanh phun ra ngoài. Cái này đã không chỉ có là mất mặt xấu hổ, quả thực cũng là liền 18 đời tổ tông mặt mũi đều không muốn a. Tất cả mọi người là Hạ Tam Tông, các ngươi cách làm như vậy, đem tông môn thể diện đưa ở chỗ nào, vẫn phối làm Ngự Thú Tông đệ tử a. Thế nhưng là các đệ tử đâu để ý một bộ này, chỉ cần có thể bảo mệnh, so cái gì đều mạnh. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, tất cả Ngự Thú Tông đệ tử tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn về phía trên đài hai người, trong lòng lo sợ bất an. Vừa mới vị sư huynh kia cầu xin tha thứ, lập tức liền sống sót. Lần này vị huynh đệ kia cầu được càng sâu, nếu là hắn cũng có thể còn sống, đã nói lên Ma Sách Tông thật dính chiêu này, bọn họ tất cả mọi người thì đều có thể có sinh cơ. Cho nên, lúc này chú ý nhất trên trận tình thế, ngược lại là Ngự Thú Tông đệ tử. Dù sao, cái này nhưng là quan hệ đến bọn họ mạng nhỏ a. Ánh mắt khẽ híp một cái, Nguyệt Linh thật sâu nhìn trước mặt người kia liếc một chút, bất giác khinh miệt đùa cười một tiếng, không tệ không tệ, tỷ tỷ thì ưa thích như thế thức thời nam tử, cút đi. Nói, Nguyệt Linh cũng là nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời đem nam nhân kia đánh bay ra ngoài, nhưng lại không dùng đại lực. Đợi nam tử kia từ dưới đất bò dậy, nhìn xem quanh thân cũng không lo ngại lúc, bất giác mừng rỡ, nhất thời có loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác, vui vẻ cười to liên tục. Ngự Thú Tông chúng đệ tử, cũng là hai mắt tỏa sáng, ào ào đứng lên, vui mừng khôn xiết, cười to lên, dường như cuộc tỷ thí này, là bọn họ thắng đồng dạng. Điều này không khỏi làm tại chỗ tất cả mọi người khẽ giật mình, một mặt không hiểu nhìn về phía bọn họ, đợi qua sau một lúc, mới phản ứng được, không khỏi tất cả đều khinh bỉ cười ha ha. Nguyên lai cái này Ngự Thú Tông đệ tử mục tiêu thấp như vậy, miễn là còn sống liền đầy đủ a. Cái kia lỗ trưởng lão thì tất nhiên là tức giận đến sắp liếc mắt, chẳng những là hôi hùng dạng này, liền còn lại đệ tử, cũng mẹ hắn không có một cái nào có tiền đồ a. Kết quả là, Ma Sách Tông cùng Ngự Thú Tông đối chiến, một trận tiếp tục tiến hành, tất cả Ngự Thú Tông đệ tử, cũng tất cả đều không ngoại lệ chỗ, vừa lên đài thì dập đầu cầu xin tha thứ, hy vọng đối phương có thể tha chính mình nhất mệnh. Mà Ma Sách Tông cũng rất tình nguyện tác thành cho bọn hắn, giơ lên cao ngạo ánh mắt, như là bố thí khất cái một dạng, vung tay lên, thưởng cho bọn hắn một cái mạng, bọn họ về sau còn muốn mang ơn nói cảm ơn liên tục. Nhìn lấy từng cảnh tượng ấy mất mặt mất hứng tràng cảnh, liên tiếp không ngừng mà phát sinh, lỗ trưởng lão đã là tức giận đến không còn cách nào khác, chỉ còn lại có hai mắt chảy xuống hai đạo vết máu, đã là thất khiếu chảy máu, nhanh giận sôi lên. Thế nhưng là, Huyền Thiên Tông Vân trưởng lão nhìn lấy đây hết thảy, lại là càng xem càng không thích hợp. Từ vừa mới bắt đầu giống như người khác xem thường, đến sau cùng nghi ngờ nhìn chằm chằm Ma Sách Tông phương hướng, đến bây giờ cuối cùng quá sợ hãi, kêu lên, không tốt, đây là Ma Sách Tông quỷ kế. Thế nào, trưởng lão, có vấn đề gì không? Không khỏi giật mình, Thủy Nhược Hoa một mặt kỳ quái nhìn về phía Vân trưởng lão, khó hiểu nói. Mi đầu thật sâu nhăn lại. Vân trưởng lão hung tợn nhìn chằm chằm Ma Sách Tông phương hướng,
nghiến răng nghiến lợi nói, tốt ngươi cái Dương Sát, thế mà cho lão phu làm loại này mánh khóe, hừ. Nghe được lời này, mọi người càng thêm không hiểu, ào ào nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vẻ ngờ vực. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một vấn đề à, mà Sách Tông cùng Ngự Thú Tông trận đại chiến này, lại không có người nào thụ thương. Thật sâu hít một hơi, Vân trưởng lão không khỏi thở dài lên tiếng. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Thủy Nhược Hoa thật sâu nhìn trên trận mọi người liếc một chút, bất giác bật cười nói, song phương chênh lệch quá lớn, không có đại chiến, đương nhiên sẽ không có thương vong. Đúng vậy à, chênh lệch quá lớn, cho nên toàn bộ đối chiến, tất cả đều từ một phương chủ đạo. Dạng này sự tình, tại trước kia song long hội phía trên, thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện. Dù sao mỗi người đều muốn đem hết toàn lực, mới có thể vì tông môn tranh giành đến nên được lợi ích, cho nên không có người có thể trưởng khống đại cục. Ánh mắt khẽ híp một cái, Vân trưởng lão không khỏi thở dài lên tiếng, cũng là bởi vì dạng này, lão phu lại nhất thời không nhìn ra cái này Ma Sách Tông giảo quyệt, hừ. Không khỏi sững sờ, Thủy Nhược Hoa kỳ quái nhìn về phía Vân trưởng lão, hỏi trưởng lão, ngài một mực nói Ma Sách Tông quỷ kế, đến tột cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi còn không có nhìn ra sao? Ma Sách Tông đây là có ý đang nhường. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Vân trưởng lão oán hận nói, bọn họ không thương tổn Ngự Thú Tông một tên đệ tử, rõ ràng chính là muốn bọn họ chiến lực, để bọn hắn vòng tiếp theo đối lên chúng ta lúc, có thể toàn lực ứng phó. Không khỏi giật mình, Thủy Nhược Hoa lại thật sâu nhìn trên trận liếc một chút, thế nhưng là Ngự Thú Tông đệ tử vừa vào sân thì dập đầu cầu xin tha thứ a, cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhược Hoa, đó là chúng ta chuẩn tắc, người trong ma đạo cũng không giảng một bộ này. Lại nói, những cái kia ma đạo cuồng đồ, cái tính cách bất thường, một người khả năng thủ hạ lưu tình, làm sao có thể tất cả mọi người lên sân khấu đều thủ hạ lưu tình. Cái này, rõ ràng cũng là sớm an bài tốt, nhằm vào chúng ta Huyền Thiên Tông sách lược. Không khỏi lạnh hừ một tiếng, Vân trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, những cái kia ma đạo kẻ xấu, là muốn đè ép chúng ta Huyền Thiên Tông, để cho chúng ta lót đáy. Nghe được lời này, mọi người bất giác ào ào khẽ giật mình. Sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc lên. Tuyên Thiếu Vũ càng là vội ho một tiếng, cười lạnh, chửi bới nói, hừ hừ hừ. Người trong ma đạo quả nhiên bị ổi vô sỉ, tận làm chút hạ lưu sự tình. Sư huynh lời ấy sai rồi, bọn họ chẳng qua là sử dụng quy tắc, trưởng khống chiến cục mà thôi, ở đâu là cái gì hạ lưu. Huống hồ, chúng ta vốn là thua thiệt bọn họ, vừa mới còn bỏ đá xuống giếng, gây nên bọn họ tức giận, cũng là hợp tình lý sự tình. Không có quan hệ gì với chính ma đi. Đột nhiên, từng tiếng lạnh du dương thanh âm truyền ra, mọi người sững sờ, quay đầu nhìn qua, đã thấy người nói chuyện chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Mọi người suy nghĩ một chút, toàn cũng hơi gật gật đầu. Lúc trước bọn họ xác thực làm được rất quá đáng, khó trách Ma Sách Tông hội dưới cơn nóng giận, thay đổi đầu thương chỉ hướng bọn họ. Nếu là đổi chỗ chi, đoán chừng bọn họ cũng sẽ làm ra đồng dạng sự tình đi. Trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu, Tuyên Thiếu Vũ khẽ cắn môi, hận nói, Khuynh Thành sư muội, ngươi vì sao muốn thay những cái kia ma đạo kẻ xấu nói chuyện, sẽ không phải hay là bởi vì tiểu tử kia đi. Một nửa là, một nửa không phải. Khóe miệng hơi vểnh lên, Sở Khuynh Thành thản nhiên thừa nhận, hắn là ta bạn cũ, bất cứ lúc nào, chỗ hắn tại loại nào tình trạng, ta đều nguyện ý đứng tại hắn phía bên kia, không rời không bỏ. Huống hồ. Dứt bỏ cái tầng quan hệ này không nói, luận sự, hiện tại hai tông là thù địch, vô luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần không phá hư quy tắc, đều là hợp tình lý. Rơi vào hạ phong thì theo người ta về mặt thân phận tìm cảm giác ưu việt, chụp mũ lung tung. Đây là người yếu hành động, bất kể là ai làm ra việc này, ta Sở Khuynh Thành đều sẽ xem thường. Trong lòng bất giác run lên, mọi người thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, suy nghĩ thật lâu. Đều là hơi hơi gật gật đầu, thâm biểu tán đồng. Tuyên Thiếu Vũ cũng đã tức giận đến tóc dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi nói, sư muội, chiếu ngươi nói như vậy, nếu là tiểu tử kia cũng làm ra việc này, ngươi có phải hay không liền không lại nhớ hắn? Hắn sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Khóe miệng xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong, Sở Khuynh Thành ánh mắt giật mình lo lắng, tựa hồ lại lâm vào chuyện cũ trong hồi ức, các ngươi không hiểu hắn, trước kia hắn cùng người đấu đan giành thắng lợi. So tốc độ, rõ ràng chiến ưu thế rất lớn, mà lại cũng dùng rất nhiều thủ đoạn hèn hạ, đem đối thủ gạt ra sân thi đấu. Kết quả người kia phí hai cái tâm huyết,
mới miễn cưỡng luyện tốt lọt vào, lại vừa vặn lại có người đưa ra, chính mình so người kia chậm một giây luyện tốt, nhưng phẩm chất cao hơn nhiều, theo đó thay thế người kia vị trí. Các ngươi cảm thấy, như thế tình cảnh nên làm thế nào cho phải? Lẫn nhau nhìn một chút, chúng nữ tất cả đều rơi vào trầm tư, một chút, Đan Nhi nháy mắt mấy cái nói, chỉ là chậm một giây, nhưng phẩm chất đan dược càng cao, vô luận như thế nào nghĩ, cho dù là công bình đánh giá, cũng nên lấy cái sau đi. Ha ha ha, lúc đó toàn bộ luyện đan hội người, đoán chừng đều là nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có hắn, thay đối thủ kia xứng danh, lúc đó nói tốt so tốc độ, tự nhiên tốc độ ưu tiên, phẩm chất đan dược càng là thứ. À, vậy hắn ngốc, ngươi không phải nói, hắn mục đích cũng là đem người kia gạt ra sân thi đấu à, hiện tại như vậy tốt một cái cơ hội, làm sao đột nhiên ngược lại giúp người kia. Không khỏi sững sờ, Đan Nhi nháy hai cái như nước trong veo mắt to, một trận mê hoặc. Chúng nữ, cũng là vạn phần không hiểu. Bất giác khẽ cười một tiếng, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, đây chính là hắn, thua lỗi lạc, thắng được bằng phẳng. Tuy là ác, lại ác đến đại khí. Lúc đó ta cũng cảm thấy hắn mất đi một cái cơ hội tốt, có chút oán trách, nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, hắn làm cũng không sai. Hắn tuy là đạt mục đích, không từ thủ đoạn, nhưng cũng có hắn nguyên tắc. Lúc đó ta liền biết, người này bất luận thiện ác, nhưng đầu tiên hắn là một cái chính thức nam nhân. Trong lòng bất giác chấn động, chúng nữ nghe được lời này, lại xa xa nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó lúc, trong mắt lại đều hiện lên một tầng vẻ mờ mịt. Trác công tử cái này cả lơ phất phơ bề ngoài dưới, đến tột cùng là một cái như thế nào người đâu. Tuyên Thiếu Vũ lại sớm đã tức giận đến phổi đều muốn nổ, Sở Khuynh Thành lời ấy không phải rõ ràng nhục nhã hắn a. Trác Phàm là chân chính nam nhân, chẳng lẽ hắn cũng không phải là sao? Bị trong lòng nữ thần nói ngươi không là nam nhân, đoán chừng là cái nam nhân đều muốn tan nát cõi lòng một chỗ. Đúng, Khuynh Thành tỷ, cái kia về sau hắn thắng sao? Đan Nhi không khỏi nháy mắt mấy cái, vội vàng nói. Chúng nữ, cũng là tụ tinh hội thần nghe lấy. Cười đắc ý, Sở Khuynh Thành đạm mạc gật đầu, đương nhiên. Vậy cái kia cái kẻ bại thế nào, chết sao? Ha ha ha, nói đến các ngươi cũng không tin, lúc đó ta coi là cái kia người đã bị hắn trước mặt mọi người giết. Kết quả về sau ta đi vào tông môn, trước kia tỉ muội cho ta truyền tin mới biết được. Nguyên lai người kia sau cùng đi theo hắn, hai người cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu. Ách, làm sao có thể? Không khỏi khẽ giật mình, chúng nữ triệt để mắt trợn tròn, bọn họ không phải là cửu nhân không? Cười một tiếng, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói, chính đạo có biết anh hùng trọng anh hùng câu chuyện, mà đạo làm sao lại không có hai cái ác ôn cùng chung chí hướng lý lẽ đâu. Lại nói, bọn họ đều là nhất lưu luyện đan sư. Khuynh Thành, chính ma có khác, chú ý phân tắc. Thế mà, Sở Khuynh Thành còn chưa nói xong, Vân trưởng lão tựa hồ đã nghe không vô, sợ đám này cô nương bị làm hư, vội vã lên tiếng quát nói. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sở Khuynh Thành không nói lời nào. Chúng nữ cũng là hậm hực thở dài, nhưng nhìn hướng Trác Phàm chỗ đó, trong mắt nhưng lại có thật nhiều khác ý tứ. Một phương diện khác, hai tông tỷ thí tại vạn phần nhàm chán tiến hành, từng chàng xuống tới, đều là ma sách tông người lên sân khấu, cao ngạo đứng ở nơi đó, ngự thú tông đệ tử đi lên thì dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó ma sách tông người hơi vung tay đem hắn đánh ra. Ngay từ đầu, vây xem mọi người còn từng trận cười nhạo, xem thường không ngừng, nhưng về sau nhìn quen. Liền cũng nhàm chán, có càng ngửa mặt lên trời đánh tới ngáp. Cách xa thực lực sai biệt, đã để cuộc tỉ thí này, không còn có thể xưng là đúng chiến, mà là sống sờ sờ bái sư lễ còn tạm được. Cũng chỉ có Khuê Cương, Nguyệt Nhi những thứ này thần chiếu cảnh tu giả, đi lên về sau theo đúng tay qua hai chiêu, nhưng cũng bằng phát triển rộng lớn gân mạch cùng dâng trào như hải nguyên lực nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Rốt cục, đến sau cùng một cuộc tỉ thí, Trác Phàm cùng Hôi Hùng hai người, muốn lên sàn. Hừ, một đám mất mặt mất hứng đồ chơi, để lão tử đi lên, cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi ngự thú tông uy phong. Hôi Hùng giận hừ một tiếng, một mặt khinh bỉ nhìn về phía sau lưng các sư đệ, hét lớn liên tục. Đón lấy, tựa như một vị trăm trận trăm thắng tướng quân, Hùng Dũng hiên ngang xuất chinh. Đã bị thay nhau nhục nhã chàng diện mài đến chết lặng lỗ trưởng lão, chợt thấy Hôi Hùng ra sân, bất giác trong mắt lại có hy vọng ánh sáng, Hôi Hùng. Chúng ta ngự thú tông đến bây giờ còn không có cầm tới một phần đây, chỗ có hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Ta cũng không muốn một vòng đối chiến xuống tới, chúng ta bị bọn họ soát đầu chọc.
Ha ha ha, sư phụ, yên tâm đi, giao cho ta, ta cũng không giống như đám kia không dùng ra hỏa một dạng, một phần đều không cầm về được. Chậm rãi khoát khoát tay, Hôi Hùng bất giác cười lớn một tiếng, không nói ra kiệt ngao phách lối. Chúng đệ tử gặp này, lại là trong nháy mắt sắc mặt âm lãnh xuống tới, lại nhìn một chút Trác Phàm chỗ đó, khinh thường bĩu môi. Cùng một cái thần chiếu tam trọng tu giả đánh, coi như thắng cũng không có gì quan trọng, đắc ý cái gì sức lực. Nếu là chúng ta rút đến tiểu tử kia, cũng giống vậy uy phong, hừ. Trong lòng mọi người một trận bất mãn, thế nhưng là bọn họ làm sao biết, Hôi Hùng rút đến là bổn chàng lớn nhất thô sáp gốc giả. Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, hướng cái kia đài cao đi đến, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, thần sắc lạnh lùng, không có gì quan trọng. Dương Sát nhìn thấy, lại là vội vã hét lớn lên tiếng, nhắc nhở Trác Phàm, nhất định muốn ngăn chặn, đừng làm bị thương hắn. Biết, chẳng phải thả một chút à, có gì to tát. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, đi lên đài. Dương Sát nhìn lấy cái kia khoan thai tự đắc bóng lưng, vẫn như cũ trong lòng lo sợ, có chút bất an. Quỷ hổ nhìn đến, khuyên nhủ cung phụng yên tâm, Trác quản gia là tất cả chúng ta bên trong, người tâm cảnh cao nhất, đối lực lượng luôn luôn thu phóng tự nhiên, ta cũng có thể làm đến, hắn cũng nhất định sẽ không nặng tay. Người biết cái gì, tình thế không giống nhau. Không khỏi thở dài, Dương Sát bất đắc dĩ lắc đầu, nhất chỉ trên đài nói, các ngươi theo mặt ngoài nhìn, đều là hóa hư cao thủ, đối phương nhìn thấy các ngươi thì dọa đến run chân. Chỉ có dập đầu cầu xin tha thứ phần, các ngươi đương nhiên có thể thu phóng tự nhiên. Các ngươi lại nhìn cái kia Hôi Hùng, nhìn về phía Trác Phàm lúc một mặt cần ăn đòn bộ dáng, các ngươi nói, các ngươi nhìn thấy hắn có thể nhịn xuống đi sao? Không khỏi khẽ giật mình, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, nhìn đến cái kia Hôi Hùng một mặt phách lối bộ dáng, thỉnh thoảng còn trêu chọc một chút Trác Phàm, dường như lão tử thiên hạ đệ nhất giống như, trong mắt mọi người liền không lý do sinh ra một cơn tức giận tới. Không thể, mọi người cùng nhau lắc đầu, song quyền bất giác chăm chú. Quỷ hổ càng là cắn răng nói, cái này nha quá phách lối, ta nếu là ở trên đài, không đánh chết hắn cũng muốn đánh tàn hắn. Nói đúng là a, đối thủ cần ăn đòn, không có cách nào. Chỉ hy vọng Trác Phàm có thể có tính nhẫn nại, chứ bị bốc lên nóng tính tới. Nếu không mà nói, tiểu tử kia chết chắc, kế hoạch chúng ta cũng thất bại một nửa. Dương Sát chắp tay trước ngực, trong lòng cầu nguyện. Một mặt vẻ khẩn trương. Sốt cục ra sân. Trác Phàm bóng người vừa mới xuất hiện, mấy đạo sắc bén ánh mắt liền cùng nhau hướng trên đài chằm chằm quá khứ. Không chỉ là Viêm Ma cùng Hàn Gia Tam huynh đệ, nhìn chăm chú vào trên trận động tĩnh, còn có một đạo thần bí ánh mắt, giấu ở lối vào trong bóng tối, song đồng bất giác co lại, tản mát ra tìm kiếm chi sắc. Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi hai nữ, thì là trên khán đài một trận hưng phấn, ánh mắt nhu hòa nhìn phía dưới người kia. Ha ha ha, tiểu tử, lúc trước các ngươi Ma Sách Tông đối với chúng ta nhục nhã, lão tử hội toàn bộ còn tới trên người ngươi. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, cùng lão tử rút đến cùng một cái mã số đi. Trung ương trên chiến đài, cái kia Hôi Hùng mới vừa lên đài, thì cực điểm trêu chọc sở trường, một mặt ngông cuồng hướng Trác Phàm khiêu khích lên tiếng. Viêm Ma bọn người gặp này, bất giác cùng nhau trong lòng thầm mắng một tiếng, ngu ngốc. Dương Sát mọi người lại là không còn gì để nói, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Trác Phàm nhất định muốn nhịn xuống. May mắn, Trác Phàm tâm cảnh độ cao, tâm tính chi vững vàng, người phi thường có thể so sánh. Cho dù đối diện cái kia Hôi Hùng lại cần ăn đòn, Trác Phàm vẫn như cũ sắc mặt bình thản, trong lòng không hiện một tia gợn sóng. Thấy tình cảnh này, Dương Sát bất giác thở dài một hơi, yên tâm không ít. Thế nhưng là đột nhiên, tâm hạ một đạo rung động phát lên. Trác Phàm mi đầu sâu nhăn, tựa như nghe được cái gì triệu hoán giống như, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lối vào cái kia trong âm u, trong mắt nhịn không được run run. Không khỏi sững sờ, Hôi Hùng chính đang lớn tiếng quát kêu, cực điểm làm càn nhục nhã đối thủ, thế nhưng là bỗng dưng nhìn đến Trác Phàm căn bản không có liếc hắn một cái, ngược lại chăm chú nhìn chỗ lối vào, bất giác trong lòng càng thêm tức giận vô cùng. Tốt ngươi cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Chỉ là thần chiếu tam trọng cảnh mà thôi, lão tử phát biểu ngươi lại dám không nghe, thuần túy muốn ăn đòn đúng hay không? Nghĩ như vậy, Hôi Hùng sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng nói, tiểu tử, lão tử nhường ngươi 10 chiêu, ngươi trước công tới, lão tử tuyệt không hoàn thủ. Hôi Hùng hét lớn xa xa truyền đi, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người,
lại là cùng nhau đưa tới mọi người lúc thì trắng mắt. Một cái thần chiếu 9 tầng cao thủ, tại một cái thần chiếu tam trọng tu giả trước mặt, sung cái gì đầu to tỏi. Có gan ngươi đi hóa hư cao thủ bên kia sung a, hư, rõ ràng cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Viêm ma bọn người thì là cười lạnh nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng thầm nghĩ, ngu ngốc, nếu để cho tiểu tử kia xuất thủ trước, ngươi thì không có cơ hội ra chiêu. Thế nhưng là, trung ương trên chiến đài, vẫn không có một điểm động tĩnh. Trác Phàm dường như ngây người giống như, hai cái trợn thật lớn ánh mắt, một mực chăm chú nhìn lối vào cái kia tối tăm khu vực, dường như đang tìm kiếm cái gì, làm thế nào cũng tìm không thấy. Hôi hùng lời nói, hắn cũng hoàn toàn không có nghe lọt vào tai bên trong, chỉ là như thế đứng bình tĩnh lấy, không nhúc nhích, dường như ngốc một dạng. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi tất cả đều sửng sốt, cho dù là Dương Sát bọn họ cũng là một mặt rất là kỳ lạ, không biết vì sao. Cái này Trác Phàm đến tột cùng là làm sao, tuy nhiên mình nói cho hắn biết, để hắn trên đài khắc chế một số, thủ hạ lưu tình, nhưng cũng không có để hắn khắc chế đến loại này cấp độ A, vậy mà như cọc gỗ giống như không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Trong mắt mọi người đều hiện ra hồ nghi, Hôi Hùng cũng là có chút rất là kỳ lạ. Suy nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh đại ngộ, mỉa mai cười ra tiếng, ha ha ha. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, bị lão tử khí thế dọa sợ đi. Nhưng dù cho như thế, lão tử cũng sẽ không thả lỏng, lão tử thế nhưng là cái có nguyên tắc người. Vừa dứt lời, Hôi Hùng đột ngột đến khí thế đại phóng, toàn thân cao thấp hào quang màu xám đột nhiên hiện. Sau lưng đúng là đột nhiên xuất hiện một cái hư huyễn gấu to cái bóng. Khí thế bàng bạc ùn ùn kéo đến, cho dù là cái kia trong kết giới, cũng biến thành u ám lên, tựa hồ hoàn toàn bị khí thế của hắn khống chế. Mọi người gặp này, bất giác kinh hãi, thật sâu liếc hắn một cái, tựa hồ đối với hắn lại có một cái mới nhận thức. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, quỷ hổ bọn người liếc nhìn nhau, cũng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tuy nói cái này Hôi Hùng cả ngày một bộ thiếu đánh bộ dáng, nhưng dù sao cũng là ngự thú tông đệ nhất đệ tử, thật là có chân tài thực học. Phần này thực lực, đoán chừng đã không đi xuống lúc trước Thích Trường Long thần chiếu 9 tầng lúc lực lượng. Bất quá đáng tiếc là, hắn lần này đối thủ là quái vật Trác Phàm, nếu là có thể đổi một cái khác thần chiếu tu giả lời nói, thắng được cơ hội đó là tương đối lớn a. Đáng tiếc, ha ha, trên đời không có nếu như. Nhìn lấy Hôi Hùng cái kia một bộ hăng hái bộ dáng, quỷ hổ chờ biết Trác Phàm thực lực người. Chỉ có thể một mặt đồng tình lắc đầu. Ai, tiểu tử này uổng công cái kia một thân cường hãn thực lực, lần này toàn đút tới hung thú trong miệng. Siêu. Một cái lắc mình, Hôi Hùng bóng người đã là bỗng nhiên đi vào Trác Phàm trước mặt, gặp Trác Phàm còn không có dương mắt nhìn hắn, bất giác tức giận càng sâu, mang theo rời núi lấp biển chi thế nhất trưởng, hung hăng hướng Trác Phàm trên ót vỗ tới, cắn răng nói, hừ, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Huyền giai trung cấp vũ kỹ. Hùng uy cái thiên trưởng. Soạt, trưởng chưa đến, thế tới trước, giống như một tòa núi lớn đè xuống, Trác Phàm dưới chân bàn đá nhất thời vỡ vụn thành từng mảnh, nước toát ra, bay ra bốn phía. Mạnh mẽ cương gió thổi hắn áo khuyết tung bay, phát ra lạnh lẽo tiếng vang. Một trưởng này nếu là đập thật lời nói, người bình thường tuyệt đối trong nháy mắt biến thành thịt vụn, chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là, Trác Phàm lại vẫn không có nhíu một chút lông mày, nhấc một chút mắt. Hai cái song đồng vẫn là chăm chú nhìn cái kia cửa vào chỗ tối tăm không nhúc nhích, tựa hồ nơi đó có cái gì đồ vật, chính đang hấp dẫn hắn, để hắn tự động che đậy ngoại giới hết thảy động tĩnh. Liền cái kia Hôi Hùng tập cận trước người, cũng bất giác hiểu. Vây xem mọi người gặp này, bất giác cùng nhau quá sợ hãi, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy lo lắng. Hắn đến tột cùng làm sao, thật chẳng lẽ bị dọa sợ, không thể động đậy mảy may. Nguyên bản đối Trác Phàm tràn ngập lòng tin Vĩnh Ninh hai nữ, cũng là nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Mà Dương Sát bọn họ liền càng thêm không hiểu, tiểu tử này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người, đều không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem giữa sân, có kinh khủng, có lo lắng, càng nhiều là thật sâu nghi hoặc. Chỉ có Trác Phàm một người, dường như siêu thoát ra khỏi trần thế giống như, một đôi sắc bén trong mắt, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia tối tăm nơi hẻo lánh. Sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Hô! Đột nhiên, cái kia tối tăm trong góc, hai đạo sáng chói ánh lửa chợt lóe lên, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, sâu trong đáy lòng một cảm thấy một cỗ thật sâu nguy hiểm đánh tới. Không lý do, từng đạo tử lôi bỗng dưng chui lên toàn thân, tay phải kỳ lân tí cũng hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra khí tức khủng bố,
hắn trong hai con ngươi càng là ngọn lửa màu xanh không chừng chớp động. Phảng phất là trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính đồng dạng, Trác Phàm trên thân ba cỗ mạnh nhất năng lượng, nhất thời không bị khống chế cùng nhau bạo phát. Mà cũng liền tại vào thời khắc này, Hôi Hùng cái kia cường hãn nhất trưởng đã là tập kích đến trước người hắn. Trong mắt nhịn không được lắc một cái, Trác Phàm tựa hồ mới phản ứng được giống như, bản năng đưa tay nhất quyền thì phản kích trở về. Oanh! Chỉ một thoáng, xích mang nở rộ, tử lôi nổ vang, trùng thiên kỳ lân cánh tay cùng tử lôi hợp hai làm một cái kia cỗ lực lượng cường đại, trong nháy mắt thì hướng hung mãnh đánh tới Hôi Hùng đánh tới. Bạch! Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Hôi Hùng thậm chí còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bỗng dưng tiêu tán tại hư không. Lại là đã bị cái kia sức mạnh cường hãn cùng tử lôi tàn phá bừa bãi, một hơi ở giữa oanh sát đến cặn bã, không ngớt lời kêu gào đều không phát ra tới. Có lẽ, hắn cho dù là trước khi chết, đều không biết mình là như thế nào chết, liền đã hoàn toàn biến mất giữa phiến thiên địa này. Ngay sau đó, cái kia cỗ sức mạnh cường hãn không có không trì trệ tiếp tục vào tới trước, đụng một tiếng nện ở cái kia vô hình kết giới phía trên. Dường như thú chạy đụng phải lồng giam giống như... Toàn bộ kết giới bắt đầu càng không ngừng rung động, từng đạo tử lôi cùng cái kia sức mạnh cường hãn tàn phá bừa bãi bên trong. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, cái kia bình phán trưởng lão bất giác quá sợ hãi, thế nhưng là còn không đợi hắn làm chút gì, răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang phát ra, kết giới kia đúng là tại tất cả mọi người thật không thể tin trong ánh mắt, ầm vang nổ vỡ đi ra, biến mất không còn tăm tích. Mà cái kia cỗ quyền lực, thì là lần nữa nương theo lấy tử lôi nổ vang. Dường như ngựa hoang mất dây trói giống như hướng về phía trước rong đuổi. Chính đối, lại chính là ngự thú tông đệ tử nghỉ ngơi ghế. Oanh! Lại là một tiếng nổ rung trời phát ra, cái kia uy áp mạnh mẽ tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước, trong nháy mắt tiến lên, xẹt qua thân thể bọn họ, xuyên qua sau lưng vách tường, xông thẳng tới chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia thỉnh thoảng chợt lóe lên tử mang cùng tường gạch không ngừng sụp đổ tiếng ầm ầm vang. Mới có thể chứng minh, cỗ lực lượng kia xác thực đi qua từ nơi này. Khói lửa còn đang lấp lóe, bao phủ giữa trời, chờ bụi mù tán đi lúc, ngự thú tông vị trí đã là lại không một bóng người. Chỉ có một đạo nhạt lam sắc quang mang chậm rãi bay lên, thỉnh thoảng bên trong tử lôi nổ vang, không khỏi làm nó thống khổ run run, phát ra khó có thể tin kêu gào cái này. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện gì a? Cái kia, đó là, lỗ trưởng lão thanh âm. Không khỏi giật mình, cái kia bình phán trưởng lão lúc này kêu lên, tiếp lấy nhìn về phía cái kia phế tích bên trên không có không sức sống một màn, triệt để kinh ngạc đến ngây người, thì thào lên tiếng, ngự thú tông các đệ tử. Toàn diệt, liền trưởng lão đều bị hủy thân thể, chỉ còn thần hồn. T. Bình phán trưởng lão kinh dị thanh âm, rõ ràng vang vọng tại mọi người bên tai, làm cho tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác, tiếp lấy chính là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó song đồng không nháy mắt nhìn chăm chú về phía trong lúc này trên chiến đài. Ở nơi đó, một cơn gió màu xanh lá xẹt qua, đem tràn ngập bụi mù thổi tan, lộ ra bên trong tròng mắt không ngừng run run ngưng trọng khuôn mặt, hắn trên cánh tay phải hồng mang, vẫn tại không ngừng lấp lóe, tản ra khí tức khủng bố. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, trên đầu đã là toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ có hai chữ, quái vật. Cho dù là Viêm Ma cùng Ngọc Mỹ hai người, cũng là thân thể nhịn không được lắc một cái, hoàn toàn mắt trợn tròn. Riêng là Viêm Ma, hắn hiện tại mới hiểu được, nguyên lai liền xem như lần trước cùng hắn trong sơn động đại chiến một khắc, tiểu tử này đều không có hoàn toàn sử xuất toàn lực. Hắn hôm nay cái này tùy ý nhất quyền, uy lực quả là mạnh mẽ như vậy, chỉ là trong chốc lát, liền oanh sát Hôi Hùng, xông phá kết giới, diệt tuyệt ngự thú tông trên dưới các đệ tử trưởng lão. Đáng sợ như thế lực lượng, chớp mắt mà qua. Liền cái kia bình phán trưởng lão cũng không kịp phản ứng ngăn cản, quả nhiên là rất đáng sợ. Thế nhưng là hắn lại làm sao biết, cái này tùy ý một cái mạnh quyền, cũng không phải là Trác Phàm cố ý gây nên, mà chính là thể nội lực lượng mất khống chế. Mà mất khống chế nguyên nhân, ngay tại cái kia cửa vào tối tăm chỗ. Ánh mắt hơi khép, Trác Phàm nhìn lấy cái kia trong bóng tối hai đạo hỏa quang, dần dần biến mất, thể nội lao nhanh lực lượng mới lại dần dần bình ổn lại. Trong lòng ngưng trọng càng sâu. Cái này thiên mệnh địch nhân vốn có, cuối cùng xuất hiện. Nếu không, hắn ba cỗ năng lượng, không có khả năng đồng thời có như thế đại phản ứng, chỉ là người này, đến tột cùng là ai? Trác Phàm thật sâu cau mày, phun ra một hơi thật dài tới. Tính,
giống như chết tính, tại chỗ tất cả mọi người đều ngốc ngơ ngác nhìn giữa sân cái kia cao ngạo bóng người, giống như nhìn một cái theo địa ngục trốn tới, tác tính mạng người tu la giống như, trong mắt chỉ có thật sâu hoảng sợ. Không chỉ là những đệ tử kia, cho dù là trưởng lão cũng giống vậy. Liếc nhìn nhau, Huyền Thiên Tông Vân trưởng lão cùng hai vị khác trưởng lão đều là nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, trên thân mồ hôi đổ như thác chảy ròng, âm thầm kinh ngạc. Cái này Ma Sách Tông đến tột cùng từ nơi nào tìm đến đáng sợ như thế quái vật, cùng dạng này quái vật đối chiến, thực sự quá mẹ hắn không có cảm giác an toàn. Không chỉ là đệ tử như thế, cho dù là ở bên quan chiến trưởng lão cũng giống vậy a. Đảo mắt nhìn xem hiện tại liền cỗ nhục thân đều không có, thần hồn bên ngoài phiêu đáng, tựa hồ đã điên, là to lỗ trưởng lão, Vân trưởng lão bọn họ liền ngăn không được sau lưng phát lạnh. Thủy Nhược Hoa bọn họ thì càng là kinh ngạc đến ngây người. Đây là đệ tử cấp lực lượng à, quả thực khó có thể tin. Nếu là rút thăm thời điểm, để lão tử đối lên quái vật này, ta con mẹ nó trực tiếp bỏ quyền, người nào khuyên ta theo người đó liều. Huyền Thiên Tông một vị đệ tử, nhịn không được run run bờ môi, run run rẩy rẩy mà nói. Còn lại đệ tử gặp, suy nghĩ một chút, cũng là tán đồng gật gật đầu. Người này thực lực mạnh cũng liền thôi, quan trọng còn thủ đoạn độc ác. Người ta lại độc nhân. Trên đài đối chiến, tối đa cũng chỉ giết trên đài địch nhân đệ tử. Hắn mẹ hắn ngược lại tốt, chẳng những giết trên đài, còn diệt người ta dưới đài đệ tử, liền trưởng lão đều không buông tha, quá mẹ hắn hung tàn. Vừa nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tựa như cùng nhìn lấy một cái hung thú tại hướng bọn họ lộ ra răng nanh, trong lòng liền ngăn không được đánh tới rung động tới. Viêm ma sư huynh, người này đến tột cùng thần thánh phương nào a? Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Ngọc Mỹ run rẩy thanh âm, thì thào lên tiếng. Mí mắt nhìn không được nhảy nhót, Viêm Ma trầm giọng nói, người bất kể hắn là ai, tóm lại không nên tùy tiện đi trêu chọc hắn là được. Hừ, muốn chết, Ngọc Mỹ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi vừa mới nghĩ pháp. Hiện tại nên đánh tiêu tàn ý nghĩ kia đi. Thình lình thẳng gật đầu, Ngọc Mỹ đã câm như hến. Vốn là nàng gặp luôn luôn cao ngạo Viêm Ma coi trọng như thế cái này Trác Phàm, còn muốn tìm một cơ hội đi sờ sờ hắn nội tình, nhìn hắn đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Nhưng là bây giờ không cần mò, nàng cũng hoàn toàn minh bạch, đó là cái có thể dung chuyển cả cái thượng tam tông địa vị người, khó trách Viêm Ma sư huynh sẽ đối với hắn gấp đôi chú ý. Nghĩ tới đây, Ngọc Mỹ lại sâu sắc liếc hắn một cái, trong mắt ngưng trọng càng sâu. Xem ra lần này thượng tam tông quyết đấu. Nhất định phải bảo vệ trước hai vị mới được. Nếu không rất có thể bị cái này bất chợt tới Ma Sách Tông, cho dồn xuống đi, luân lạc tới trung tam tông hàng ngũ, cái kia đối với tông môn tới nói nhưng là tổn thất quá lớn. Riêng là tại cá nhân chiến bên trong, này người tuyệt đối có thể làm cho các tông đệ nhất thiên tài trong lòng phát lạnh, chỉ ít hiện tại, Viêm Ma sư huynh đã là như thế. Quay đầu nhìn chằm chằm Viêm Ma khuôn mặt, Ngọc Mỹ gặp hắn mặt sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nhưng hai tay còn thỉnh thoảng rung động động một cái, trong lòng liền bất giác ai thán một tiếng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua vị sư huynh này, kiêng kỵ như vậy qua một người, liền hỏi, Viêm Ma sư huynh, người cảm thấy người này cùng Vũ Thanh Thu so sánh như thế nào? Không cách nào so sánh được. Chậm rãi lắc đầu, Viêm Ma bình tĩnh nói, bọn họ một cái ma đạo, một cái chính đạo, một cái tới từ địa ngục, một cái đến từ tiên sơn, một cái bá đạo, một cái vương đạo. Đạo bất đồng, tự nhiên không cách nào so sánh. Bất quá nếu bàn về cuối cùng thực lực lời nói, tiểu tử này một quyền này, đoán chừng cái kia Vũ Thanh Thu đến tiếp xuống cũng tốn sức. Trong lòng bất giác run lên, Ngọc Mỹ biết, tuy nhiên Viêm Ma không nguyện ý tùy tiện đem chính mình một mực truy tìm đối thủ hạ thấp, nhưng trong lòng sớm đã không sai, người này thực lực coi là thật đã tại bọn họ những thứ này thượng tam tông đệ nhất thiên tài đệ tử phía trên. Cái kia Vũ Thanh Thu, có lẽ cũng nhiều không bì kịp đi. Nghĩ tới đây, Ngọc Mỹ bất giác thở dài một tiếng, sâu xa nói, lần này Song Long hội, coi là thật muốn nghiêng trời lệch đất. Một phương diện khác, Hàn gia ba vị công tử nhìn lên trước mặt tràng cảnh, sớm đã cả kinh không thể lại kinh hãi, thật lâu, mới một mặt bi thương cúi thấp đầu, thở dài không thôi. Kế hoạch định ra đến, chúng ta lần này trung tam tông thi đấu, nhất định muốn bảo trụ trước hai vị, nếu như các ngươi không muốn ăn tiểu tử kia quyền đầu lời nói. Liếc mắt liếc hai vị huynh đệ liếc một chút, Hàn Vân Phong thăm thẳm lên tiếng. Còn lại hai người nghe đến, gấp không thể chờ gật đầu. Tại kiến thức Trác Phàm một quyền này chỉ uy về sau,
bọn họ thế nhưng là cũng không tiếp tục muốn theo tiểu tử này có bất kỳ tiếp xúc. Nguyên lai tiểu tử này ban đầu ở Ma Sách Tông cùng bọn hắn động thủ lúc, căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt a. Nếu không mà nói, hắn dù là nghiêm túc một chút điểm, bọn họ liền đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhìn nhau, đều có chút thổn thức, thầm nghĩ, lão tử thật sự là đại nạn không chết a, trước kia thế mà cùng quái vật này động thủ một lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình cái mạng này còn thật mẹ hắn là kiếm về một dạng. Ai, quá hung hiểm. Trung ương trên chiến đài, cái kia bình phán trưởng lão cũng là một mặt kinh dị nhìn lấy Trác Phàm, rất lâu đều không nói một câu, tựa hồ là muốn nhìn một chút, cái này nha đến tột cùng là quái vật gì một dạng. Bất quá rốt cục, trưởng lão kia vẫn là hướng mọi người phất phất tay, quát to, lần này hạ tam tông tỉ thí, bởi vì đột phát tình huống, trước tạm tạm dừng đối chiến. Chờ lão phu trước đi xin phép hai vị chí tôn về sau, lại đi an bài. Các vị theo mỗi cái đế quốc chạy đến đại biểu, đều tán đi. Không được, trưởng lão, không thể cứ như vậy tính toán. Lúc này, một đạo quang mang lóe qua, lại chính là lỗ trưởng lão thần hồn bay tới, hét lớn liên tục, ta ngự thú tông hơn 10 vị đệ tử, bị hắn một chiêu đánh giết, sao có thể dễ dàng như vậy tính toán. Nghe được lời này, cái kia bình phán trưởng lão Rear Map khẽ run, không có nói chuyện, mà sách tông dương sát cung phụng đã là vinh váo tự đắc đạp lên đài, quát to, trên đài tỉ thí, sinh tử vô luận, chết mấy cái người đệ tử có cái gì không được sao. Muốn chiếu ngươi nói như vậy, song long hội thẳng thắn mệnh lệnh rõ ràng quy định, mọi người điểm đến là dừng đến, nếu ai hạ sát thủ, nhất mệnh bồi nhất mệnh có được hay không. Muốn như vậy lời nói, con mẹ nó ai còn toàn lực ứng phó. Lại làm sao có thể phân xét ra các tông môn đệ tử thực lực. Đánh giám, ta những đệ tử kia là trên đài sao? Bọn họ là tại dưới đài bị giết. Ngươi mới đánh giám, Trác Phàm một quyền kia là trên đài ra, đánh giết là ngươi trên đài đệ tử. Chỉ bất quá lực lượng quá lớn, kết giới bất ổn, trong nháy mắt sụp đổ, mới lan đến gần ngươi dưới đài đệ tử. Muốn trách lời nói, thì quái kết giới này bố đến cấp quá thấp, liên tục điểm dư âm năng lượng cũng đỡ không nổi. Có gan ngươi tìm song long viện phân xử a. Dương sát cái bụng một cái, lúc này đem đầu mâu dẫn hướng song long viện, tài liệu hắn cô dám hướng song long viện làm khó dễ. Quả nhiên, cái kia lỗ trưởng lão ngữ khí trì trệ, không biết nên như thế nào phản bác. Cái kia bình phán trưởng lão nhưng cũng theo gương mặt co lại, có chút lúng túng ho khan vài tiếng. Dù nói thế nào, kết giới này cũng là hắn bố, dương sát lời ấy. Không phải liền là để cái này lỗ trưởng lão tìm hắn tính sổ sách a. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, một cái chỉ là hạ tam tông tỉ thí, liền có thể có như thế mạnh thực lực đệ tử xuất hiện a, coi như thượng tam tông cũng rất khó xuất hiện như thế một cái quái vật a. Mà lại, đã ngươi nha là quái vật, cần gì phải đối một người bình thường hạ thủ nặng như vậy nha, cũng thật sự là cợt nhả cực kỳ. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cái kia phân xét cung phụng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thở dài, các vị vẫn là đi về trước đi, đợi lão phu đem việc này bẩm báo hai vị chí tôn, nhất định sẽ cho các vị một cái công đạo. Chẳng lẽ nói, song long viện tín dự, các ngươi cũng tin không được. Trong lòng bất giác run lên, hai người không còn dám phát ra tiếng, đành phải gật đầu hẳn là. Đã người ta liền song long viện thẻ bài đều rời ra ngoài, bọn họ nếu là lại tính toán đi xuống, cũng là cùng song long viện không qua được, vậy bọn hắn nhưng là vạn vạn không chịu đựng nổi. Kết quả là, chỉ còn lại có một luồng thần hồn lỗ trưởng lão hậm hực rời đi, chỉ là tại trước khi đi, vẫn là vạn phần ác độc trừng Trác Phàm liếc một chút. Dương sát thì là từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, không chút nào đem cái này liền thân thể đều không còn tại lão gia hỏa để vào mắt, sau đó mang theo Trác Phàm cùng chúng đệ tử rời đi nơi này. Chỉ là đợi chung quanh đều không có người ngoài về sau, Dương sát mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn về phía Trác Phàm nói, lão huynh a, tại tông môn lúc. Ta nhìn ngươi tâm tính cũng thẳng vững vàng, cho dù là giết cái kia hai cái trưởng lão lúc, cũng là bố trí đến tỉ mỉ cẩn thận kín, không lộ một tia đầu để câu chuyện cho người khác. Làm sao lần này như thế không giữ được bình tĩnh, người ta dăm ba câu liền đem ngươi chọc giận thành dạng này, phía dưới như vậy ngoan thủ. Ngay cả ta đều giật mình, ngươi lúc đó thật rất giận sao. Tiểu tử kia vừa mới khiêu khích cho ta rất lợi hại phải không, ta ngược lại là không chú ý nhiều. Lông mày nhíu lại. Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói. Thế nhưng là mọi người nghe này, lại là có chút sững sờ, đã ngươi trong lòng không giận, làm gì ra lớn như vậy chiêu,
liền hắn cả cái tông môn trước tới tham gia tỉ thí đệ tử đều diệt, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta sách lược sao? Đó cũng không phải. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trác Phàm bất giác thở dài một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn về phía lối vào cái kia tối tăm nơi hẻo lánh, huống hồ, một quyền này cũng không phải vì cái kia kém cỏi chuẩn bị, hắn còn chưa xứng. Nói, Trác Phàm trong mắt một đạo tinh quang lóe qua, mọi người gặp này, lại là bất giác toàn sững sờ. Hắn, đây là ý gì? Cùng một thời gian, chiến trường đối diện bên trong, hối hả đám người dần dần rời đi, một vị thân mang áo bảo xám thanh niên, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt, theo dòng người, chậm chậm rời đi nơi này. Bạch, một nói bóng người màu xanh lóe qua, lộ ra một cái khuôn mặt tuấn lãng thân hình, đi vào cái kia áo bảo xám thanh niên trước người, cười nói, sư đệ, một ngày không gặp ngươi bóng người, ta còn tưởng rằng ngươi chạy đi đâu, nguyên lai là đến xem hạ tam tông tỷ thí a. Ha ha ha, làm sao, luôn luôn lười biếng ngươi, liền trong tông môn cao thủ đối chiến đều chẳng muốn nhìn, hiện tại lại đột nhiên chú ý hạ tam tông động tĩnh. Ha ha ha, sư huynh hiểu lầm, ta không phải đến xem hạ tam tông đối chiến, chỉ là tìm đến người. Khóe miệng hơi vểnh lên, cái kia áo bảo xám thanh niên lộ ra vui vẻ nụ cười, sư huynh, ngươi còn nhớ rõ trước mấy ngày, ta đột nhiên tim đập nhanh lúc tình cảnh sao? Lúc đó ta thì cảm thấy, số mệnh đối thủ tức sẽ xuất hiện, quả nhiên, hắn đến. Mi đầu bất giác vẩy một cái kia áo bảo xanh thanh niên có chút kỳ quái nói, thế nào, tại cái này tam tông sao? Đúng vậy a, ta ở chỗ này tìm tới hắn. Cười nhẹ gật gật đầu, cái kia áo bảo xám thanh niên trong hai con ngươi hai đạo hỏa mang đột nhiên đến lóe lên, lộ ra vẻ hưng phấn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hắn cùng ta là đồng dạng người nửa thú, đế thánh chi thân. Chúng ta thể nội năng lượng, cũng tương sinh tương khắc, nhất định là số mệnh chi địch. Trong mắt bất giác run run, cái kia áo bảo xanh thanh niên không khỏi kỳ dị liếc hắn một cái, sư đệ, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi hưng phấn như thế bộ dáng. Đương nhiên, bởi vì có đáng giá nhất chiến đối thủ a. Thật sâu hít một hơi, cái kia áo bảo xám thanh niên ngửa đầu nhìn lên trời, sâu xa nói, trời không có hai mặt trời, núi không hai hổ. Đẳng cấp tương đương hung thú, tổng phải quyết ra thắng bại, mới sẽ bỏ qua, đây cũng là số mệnh chi địch. Sư huynh, xin lỗi, người cái kia Tây Châu đệ nhất thiên tài danh hào, sư đệ ta muốn lấy ra. À không, phải nói, tại chúng ta cái này hai cái đã định trước nhất chiến hung thú ở giữa, quyết ra. Nghi đầu nhìn không được run run, cái kia áo bảo xanh thanh niên thật sâu nhìn cái kia áo bảo xám thanh niên liếc một chút về sau, kiên định gật đầu, đạm mạc lên tiếng, chúc mừng. Ha ha ha, thống khoái, còn muốn cáo chúng ta hắc trạng, quả thực tự lấy nhục a. Một buổi sáng sớm, Dương Sát cười lớn từ bên ngoài trở lại cái này đặt chân tiểu viện, vẻ mặt đắc ý dương dương bộ dáng, đi theo phía sau Âm Sát cùng Quỷ Sát hai người, cũng là bất giác cười một tiếng, ý mừng hiển thị rõ. Trác Phàm đẩy cửa phòng ra đi tới, kỳ quái xem bọn hắn liếc một chút, sâu xa nói, thế nào, đánh máu gà. Hắc hắc hắc, so đánh máu gà còn thoải mái. Bất giác tà cười một tiếng, Dương Sát phóng nhãn nhìn xem các cái gian phòng nói, đám kia thằng nhãi con đây, còn không mau chạy ra đây, cùng lão tử chia sẻ một chút hôm nay thành quả thắng lợi. Muốn khoe khoang thì cùng ta khoe khoang tốt, những tiểu tử kia ta để bọn hắn bố trí xuống kết giới, tĩnh tâm tu luyện. Vừa mới đột phá tu vi, đến thừa dịp mấy ngày nay thật tốt vững chắc một chút. Ha ha ha, nói cũng đúng, vẫn là ngươi muốn chu đáo, dù sao chúng ta là không ngừng hướng bên trên khiêu chiến nam nhân. Chỉ là một cái hạ tam tông, đã lại khó thỏa mãn chúng ta dã tâm. Dương mắt nhìn Trác Phàm liếc một chút, Dương Sát bất giác vui vẻ ra mặt, tiếp lấy hưng phấn nói, Trác quản gia, người biết sáng sớm hôm nay, chúng ta đi làm gì không? Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, không biết, cũng không muốn biết, nhiều lắm là cũng là bị gọi đi, xử lý hôm qua sự tình, còn có thể làm gì? Ách, bất giác trì trệ, Dương Sát bất đắc dĩ nhún nhún vai, người tiểu tử này, chỉ một điểm này khiến người ta hận đến nghiến răng, tinh cùng khỉ giống như. Trong lòng so người nào đều rõ ràng, miệng phía trên còn nói không biết, để lão tử liền cái nút đều bán không ra, thật sự là mất hứng, hừ. Ha ha ha, Dương Sát, người cùng tiểu tử này có cái gì cái nút bán chạy, còn là có chuyện nói thẳng đi. Nếu là ngươi không nói lời nào, ta nhưng là nói. Lúc này, Âm Sát vỗ vỗ bả vai hắn điều cười ra tiếng.
Thế nhưng là nghe xong lời ấy, Dương Sát cái này nói nhảm nhưng là không đáp ứng, vội vàng nói, không không không, vẫn là ta nói, chuyện này, nhất định phải từ ta tự mình giảng thuật, mới càng đặc sắc. Liếc nhìn nhau, mọi người thấy Dương Sát bộ dáng như vậy, tựa như lúc trước nói quá nhà cách mạng sử đồng dạng, bất giác tất cả đều cười nhẹ lắc đầu. Tiểu tử này, bình thường không có gì yêu thích, thì là ưa thích qua cái miệng nghiện, vậy thì do hắn đi thôi. Lại nói hôm nay chúng ta một buổi sáng sớm, liền bị một đạo thô kệch thanh âm mang ra. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy cửa vị trí đứng đấy một vị vải thô áo gai trung niên nhân. Người này tuy nhiên dung mạo không đáng để ý, nhưng là cái kia một thân khí thế cường hãn. Dương Sát giống như kể chuyện diễn nghĩa đồng dạng, tình cảm dạt dào. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, lại là gương mặt nhìn không được hung hăng co lại, lạnh lùng nói, giản lược nói tóm tắt, nói điểm chính. Người kia cũng là Song Long Viện bảo thối, gọi chúng ta đi đem ngày hôm qua sự tình nói rõ một chút. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Dương Sát một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Trác Phàm, oán giận nói, ngươi có thể hay không thông cảm một chút nói cố sự tâm tình người ta, êm đẹp tạo nên không khí, liền bị ngươi dạng này vô tình cắt đứt. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm thở dài, lắc lắc đầu. Hiện tại hắn tính toán biết, vì sao toàn bộ Ma Sách Tông trưởng lão cung phụng nhóm, đều sợ tiểu tử này nói quá nhà cách mạng sử, nguyên lai nghe hắn nói cố sự, thật rất đau a, đau lòng. Gặp Trác Phàm trầm mặc không nói, Dương Sát thật sâu nhìn lấy hắn, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nín không đi xuống, tiếp tục nói, lúc đó chúng ta theo cái kia người tới hôm qua cái kia tỉ thí sân bãi, chỗ đó đã là một vùng phế tích, hoang vu cô tịch, thế nhưng là ngay tại cái kia mất hết cả hứng chỗ, lại là có hai đạo cao lớn vĩ ngạn bóng người đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, để cho chúng ta nhịn không được lòng sinh sùng bái. Nói điểm chính, nghi đầu nhịn không được lắc một cái. Trác Phàm khóe miệng bất giác một phát nói, lại nói, lão tử hôm qua thì phá hủy nó một mặt vách tường mà thôi, từ đâu tới một vùng phế tích câu chuyện. Căm ghét khoát khoát tay, Dương Sát một mặt bất mãn nói tốt, ngươi không thích lão tử ý cảnh này làm nổi, lão tử không nói chính là. Thực chính là chúng ta hôm nay bị gọi đi, nhìn thấy Song Long Chí Tôn. Còn có ngày hôm qua cái bình phán trưởng lão cùng ngự thú tông cái kia lỗ lão đầu tàn hồn, cũng cùng một chỗ ở nơi đó. Hai vị trí tôn hướng chúng ta ba phe đối chất một chút, tìm hiểu tình hình. Cái gì, Song Long Chí Tôn tự mình tới đó. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm cũng là trong lòng run lên. Hơi hơi gật gật đầu, Dương Sát từ chối cho ý kiến nói, đương nhiên, Hạ Tam Tông ra lớn như vậy một việc, Song Long Chí Tôn tự nhiên thân đến hiện trường xem. Mà lại, nhìn hai vị trí tôn biểu lộ, cũng là rất kinh dị a. Sau cùng còn quyết định tự mình tọa trấn Hạ Tam Tông thi đấu. Thì vì phòng ngừa tiểu tử ngươi lại dẫn xuất cái gì cái sọt đến, ha ha ha. Song Long Chí Tôn bởi vì ngươi một người ra mặt, cũng thật sự là vinh hạnh lớn lao. Âm Sát cũng là gật gật đầu, nhìn về phía Trác Phàm, vui vẻ cười nói. Khẽ chau mày, Trác Phàm kỳ quái nói, chẳng lẽ nói, hôm qua sự tình cứ như vậy hết. Đương nhiên, còn có thể thế nào, ta lúc đó liền đã nói, ngươi là trên đài xuất thủ, nhằm vào là cái kia hôi hùng. Trên trận những cái kia ngự thú tông đệ tử chết thảm, hoàn toàn là bị dư âm năng lượng đánh chết, không có quan hệ gì với chúng ta. Điểm này, cái kia bình phán trưởng lão cũng là thẳng thắn, chi tiết tự thuật. Song Long Chí Tôn luôn luôn theo lẽ công bằng chấp sự, đương nhiên sẽ không khó xử chúng ta. Dương Sát chuyện đương nhiên nói. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm lại hỏi, cái kia lỗ trưởng lão đây, hắn cam tâm như thế hết sao? Này, hắn chỗ nào hội cam tâm? Bất quá coi như hắn niệm rách mồm, Song Long Chí Tôn cũng không nghe hắn. Dù sao sự thật bày ở trước mắt, tới tham gia Song Long hội, cái kia không phải sớm đã làm tốt tổn thất nặng nề dự định. Chỉ bất quá, hắn lần này vận khí không tốt, quá thảm điểm mà thôi, ha ha ha. Bất giác cười lớn một tiếng, Dương Sát ôm bụng cười nói, đúng, hắn trả cáo chúng ta hắc trạng, nói tại Ma Sách Tông tinh anh trong môn chưa thấy qua chúng ta, nói chúng ta nhờ người ngoài. Lúc đó ta thì đổ ập xuống nói cho hắn biết, chúng ta là mẹ hắn tạp dịch phòng. Kết quả, hắn nhất thời thì mắt trợn tròn, còn nói chúng ta tông chủ tiểu nhân vô sỉ, làm loại này thay xà đổi cột trò xiếc. Sau cùng, Song Long Chí Tôn tựa hồ đối với hắn cũng phiền, còn để hắn tranh thủ thời gian tìm cỗ nhục thân tồn tại, miễn cho biến mất giữa thiên địa. Ha ha ha, đoán chừng khi đó hắn bị tức đến không nhẹ đi. Nghe được lời này, còn lại ba người cũng là cười một tiếng. Cười nhạo lấy lắc lắc đầu.
cái này không may Lỗ trưởng lão, một câu bên trong không có một câu hữu dụng, nhưng chỉ có một câu coi như hắn nói đúng, đó chính là bọn họ tông chủ, thật là cái tiểu nhân vô sỉ. Điểm này, liền chính bọn hắn người đều không phản đối. Liếc nhìn nhau, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đều là lần nữa cười to lên. Thế mà, đúng lúc này, hét lớn một tiếng lại là ngột vang lên, Trác Phàm, không tốt, Sương Nhi nàng bị người bắt đi. Không khỏi sững sờ, bốn người dương mắt hướng nhìn ra ngoài, lại chính gặp một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp cuống cuồng bận bịu hoảng hướng bọn họ nơi này chạy tới, lại chính là Vĩnh Ninh công chúa không thể nghi ngờ. A, à, lại là nha đầu kia, nàng không phải hôm qua chúng ta đi ra lúc đó chẳng về sau, cái thứ nhất chạy tới hướng ngươi chúc mừng người a. Còn có một cái nha đầu đây, nghe nàng nói là bị bắt đi. Mí mắt hơi hơi nhảy một cái, dương sát một mặt kỳ quái nói, không có khả năng a, Song Long viện địa phương, ai dám động đến to. Không muốn sống. Trong lòng cũng là có chút hồ nghi, Trác Phàm nhẹ giơ lên hai bước tiến lên, đỡ lấy vội vàng chạy đến Vĩnh Ninh thân thể, thản nhiên nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, từ từ nói. Trác Phàm, không tốt, chúng ta vừa ra cửa liền bị một đám nước khác thế tử đùa giỡn. Sương Nhi cản bọn họ lại, để cho ta tới cầu cứu, hiện tại đoán chừng đã bị bắt đi. Vĩnh Ninh cuống cuồng bận bịu hoảng, rơi lệ như cược, ánh mắt càng là có chút giật mình lo lắng. Dương sát bọn người nghe, bất giác cùng nhau cau mày nói, Song Long viện địa phương, cái kia con ông cháu cha to gan như vậy, dám tùy tiện ở chỗ này lỗ máng. Liền xem như đến đây quan chiến các quốc gia khách quý, cũng không có lá gan này a. Lại nói, gặp phải loại sự tình này, tùy tiện tìm Song Long viện một cái bảo thối, đều có thể giúp nàng giải quyết, làm gì chạy xa như vậy đi cầu cứu. Dương sát trong lòng ba người hồ nghi, Trác Phàm cũng là nhíu mày. Trác Phàm, người nghe ta nói, tựa hồ là nhìn ra trong lòng mọi người không tin, Vĩnh Ninh bất giác thất kinh lần nữa tự thuật một lần lúc trước lời nói, một từ không bỏ sót, trong mắt cầu xin chi sắc hoàn toàn không giống làm bộ. Thậm chí, cái kia hơi có vẻ giật mình lo lắng ánh mắt, đều có chút điên cảm giác. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Dương sát bất giác bật cười một tiếng, được, nhà đầu này khẳng định bị kích thích, bị dọa sợ, nói chuyện so lão tử còn rườm rà. Tốt, ta minh bạch. Chúng ta bây giờ liền đi cứu Sương Nhi. Thật sâu nhìn Vĩnh Ninh liếc một chút, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, đạm mạc gật đầu. Dương sát gặp, lại là sững sờ, uy, sự kiện này quá cổ quái a, người còn thật đi. Thế nhưng là, Trác Phàm tựa như không nghe thấy hắn lời nói giống như, bao quát Vĩnh Ninh vòng eo, liền bỗng dưng bay lên không trung, biến mất trong nháy mắt không thấy. Dương sát còn muốn nói tiếp cái gì, âm sát lại là vỗ nhẹ nhẹ đập hắn đầu vai. Cười nói, không có gì đáng ngại, tiểu tử này so ngươi tinh khôn nhiều, ngươi đều có thể nhìn xảy ra vấn đề, hắn chỗ nào có thể nhìn không ra. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, mi đầu bất giác vẩy một cái, Dương sát bất giác nhẹ bật cười, thở dài, tiểu tử này, thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Nói, ba người liếc nhìn nhau, liền tất cả đều trở về phòng, không chút nào vì Trác Phàm an nguy lo lắng. Một phương diện khác. Ở một tòa che lấp trong rừng rậm, Sương Nhi hai con người khép hờ, một mặt điềm tĩnh nằm tựa ở một cây đại thụ trước, như là một vị ngủ mỹ nhân giống như, yên tĩnh bất động. Nàng quanh người, bị một tầng nhạt vầng sáng xanh lam bao phủ, một cái dài hơn một mét màu lam nhạt bươm bướm, ở chung quanh nàng không ngừng mà bay múa, huy sái ra cái nảy ánh sáng màu xanh lam. Bạch! Bỗng nhiên, Sương Nhi hai con người bỗng nhiên mở ra, trong đồng tử giống như chư thiên tinh thần. Thần bí mà thâm thúy, một cỗ kỳ dị ba động chợt một chút khuếch tán ra đến, nhất thời liền đem bốn phía ánh sáng màu lam toàn bộ chấn vỡ, sau đó lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dường như ngủ đồng dạng. Cái kia con bướm chấn động mạnh một cái, thân thể run rẩy hai lần, trong lòng hoảng hốt nhìn về phía Sương Nhi, phát ra thanh âm quen thuộc, cái này tiểu nữ oa đến tột cùng là ai, lão phu thế mà không cách nào xâm lấn nàng thần thức, khống chế lại nàng, chỉ có thể đưa nàng đánh bất tỉnh. Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Người này, chính là cái kia Lỗ trưởng lão thần hồn không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn thân thể bị hủy lúc, vẫn chưa lộ ra ra thần hồn hình thái, chính là sợ mọi người biết hắn lực lượng, có đề phòng. Hiện tại hắn muốn báo thù, cho nên cũng phát huy ra hắn tránh thức lực lượng. Cái này nếu để cho Dương sát mấy người bọn hắn cung phụng nhìn đến, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này Lỗ trưởng lão thần hồn, lại cũng là dị thường hiếm thấy lĩnh vực thần hồn,
đem địch nhân rơi vào vô tận ác mộng địa ngục chi điệp, mộng điệp. Hưu, một đạo tiếng xé gió lên, Trác Phàm mang theo vẻ mặt hốt hoảng Vĩnh Ninh đi vào mảnh này rừng rậm trên không, tại nàng chỉ điểm xuống, tìm kiếm lấy phía dưới mỗi khắp ngõ ngách. Hắc hắc hắc, rốt cục đến, đợi lão phu thu thập ngươi cái này tiểu quái vật, lại đem hai cái này nữ oa đưa đi xuống cho ngươi chôn cùng, hừ. Lỗ trưởng lão bất giác cười lạnh một tiếng, bỗng dưng ẩn vào chỗ rừng sâu, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Sương Nhi vẫn như cũ tựa ở đại thụ bên cạnh, khuôn mặt một mảnh yên tĩnh chi sắc. Trác Phàm ở trên không một đường phi nhanh, dò xét lấy phía dưới hết thảy. Bỗng nhiên, Vĩnh Ninh nhất chỉ phía dưới đại thụ bên cạnh, ánh mắt mê mang vội vàng nói, nhìn, là Sương Nhi. Ha ha ha, ngươi nhãn lực lại so với ta còn tốt, không khỏi khẽ cười một tiếng. Trác Phàm khóe miệng xẹt qua không hiểu đường cong, một cái cúi người, hướng phía dưới tiến lên, đã như vậy, chúng ta đi xuống đi. Bạch, một cái lắc mình, Trác Phàm đã là rơi xuống mặt đất, dương mắt nhìn lên, đã thấy Sương Nhi chính tựa ở đại thụ bên cạnh, hôn mê bất tỉnh. Trong lòng hết thảy không sai, Trác Phàm mang theo Vĩnh Ninh hướng Sương Nhi phương hướng đi đến, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng hướng bốn phía liếc lấy, điều tra lấy bốn phía tình thế. Khóe miệng lại là một mực treo một bộ tà dị đường cong, trong lòng cười lạnh liên tục. Ông! Thế mà, Trác Phàm hai người còn chưa đi vào Sương Nhi trước người, một đạo vô hình ba động lại là đột nhiên tại bọn họ quanh thân không gian chớp động. Ngay sau đó, nhưng gặp từng đạo màu xanh lam choáng màn phát lên, hai người trước mắt hoàn cảnh liền đột ngột đến biến đổi, trong nháy mắt hóa thành một mảnh trắng xóa thế giới, không có cái gì, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Mà bên cạnh hắn Vĩnh Ninh, cũng là ngốc trệ suy nghĩ thân hình dần dần mờ đi, sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nơi này, chỉ còn lại có Trác Phàm một người mà thôi. Huyễn cảnh, mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm không khỏi suy cười ra tiếng, nơi này quả nhiên là cái bẫy dập, vừa mới ta đến thời điểm, thấy chung quanh cũng không bố trận dấu vết. Cái này huyễn cảnh, hẳn là người làm chỗ tạo đi. Ha ha ha, biết là bẫy dập còn bước vào đến. Hỗn tiểu tử, người quả nhiên phách lối cực kỳ. Đột nhiên, một tiếng già nua hét lớn vang lên, Trác Phàm chỉ là nghe xong, liền khinh thường bĩu môi, sâu xa nói, lỗ trưởng lão. Giống như người hóa hư cao thủ, thế mà cầm hai tiểu cô nương làm mồi nhử, không ngại mất mặt sao? Khinh thường bĩu môi, lỗ trưởng lão từ chối cho ý kiến, thì tính sao? Người nào để trong này là Song Long Viện, bên cạnh ngươi lại có cái kia ba vị cung phụng bảo hộ. Lão phu không thật mạnh công, chỉ có thể dụng kế. Hôm qua mọi người rời đi lúc, ta gặp cái kia hai nữ cùng ngươi tựa hồ rất thân cận, liền thừa cơ mê các nàng thần trí, làm cho các nàng đi dụ ngươi tới đây. Thế nhưng là bên trong một nữ không biết sao, lại không nhận mê hoặc, lại là để lão phu khó hiểu cực kỳ cái nào. Hả, ngươi nói là Sương Nhi à? Không sai gật đầu, Trác Phàm không vội chút nào, còn có nhàn tình nhã trí giải thích cho hắn một phen. Nàng là thiên vũ thánh nữ, lớn nhất thiện nhìn bầu trời máy, thức mệnh đồ, càn quét hết thảy mê vụ, thấy rõ chân tướng. Người đối nàng dùng mê thuật, quả thực cũng là đụng trên họng súng, sao có thể mê cho nàng a? Trong lòng bất giác run lên, lỗ trưởng lão khẽ gật đầu, giật mình nói, thì ra là thế, lão phu đã sớm nghe nói, thiên vũ có mây thị nhất tộc, rất là kỳ dị. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, nhưng là tiểu tử. Người hôm nay đem bí mật này nói cho lão phu, thì không sợ lão phu đem nữ oa kia bắt về, thật tốt nghiên cứu một phen sao. Dù sao, đây cũng là cái kỳ tài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghiên cứu cái rắm, một người chết, nghiên cứu quỷ a. Khóe miệng hơi hơi một phát, Trác Phàm lộ ra tà dị tiếu dung, lão tử hôm nay đã dám theo ngươi chia sẻ bí mật, ắt có niềm tin để ngươi cẩn thủ bí mật này. Mà người chết là lớn nhất không dễ dàng để lộ bí mật. Nghe được lời này, cái kia lỗ trưởng lão không khỏi cười lớn một tiếng, ha ha ha. Thật là cuồng vọng tiểu tử, người bây giờ trong tay ta nắm chặt, dựa vào cái gì nói có thể muốn lão phu mệnh. Khặc khặc khặc, ngươi nhà thân thể là bị lão tử hủy, lại hủy ngươi nguyên thần, để ngươi thần hồn câu diệt, cũng bất quá là tốn nhiều một chút lực thôi, không có gì quan trọng. Vừa dứt lời, Trác Phàm sau lưng hai cánh đột nhiên triển khai, tản mát ra mông lung ánh sáng, phiêu đãng bốn phía, tà tiếu liên tục, lão đầu tử, người phải biết, huyễn cảnh chung quy là huyễn cảnh, cũng không phải là thực chất. Bây giờ ta cái này Lam Hải mị ảnh dược triển khai,
ngươi một khi hút vào ta cái này ánh sáng phấn, đồng dạng sẽ rơi vào huyễn cảnh, không dứt ra được, ngươi cái này thần hồn huyễn cảnh tự nhiên có thể phá. Nói, Trác Phàm tiếp tục vỗ cánh, quang phấn phiêu tán rơi rụng ở giữa, thế nhưng là Lỗ trưởng lão gặp, lại là cười nhạo liên tục, khinh thường nói, tiểu tử thúi, ngươi thật sự là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản a. Cái này Lam Hải mị ảnh rực xác thực hiếm lạ, nhưng là nó chỉ có thể nhằm vào có thân thể người. Lão phu thân thể đã hủy, những thứ này quang phấn đều không thể hút nhập thể nội, như thế nào rơi vào huyễn cảnh. Người đây quả thực là, tốn công vô ích, ha ha ha. Thân thể bất giác trì trệ, Trác Phàm mi đầu sâu nhăn, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, dường như cũng mới phản ứng được một dạng. Tiếp lấy hắn liền đem hai cánh thu hồi, cánh tay hồng mang đại thịnh, gầm thét liên tục, hừ, huyễn cảnh là giả, ta quyền đầu là thật. Huyễn cảnh là tại thế giới chân thật trên cơ sở bố trí đi ra, ta đem cái này một vùng đều hủy, nhìn ngươi huyễn cảnh phá không phá. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm đột nhiên đồng tử ngưng tụ, hiện ra xích mang cường lực nhất quyền, liền hung hăng hướng khắp nơi đập xuống. Oanh! Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn phát ra, khắp nơi tại một trận kịch liệt rung động về sau, lại bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó đụng một tiếng, hồng mang bắn ngược, đúng là đem hắn thân thể mình cho đánh bay ra ngoài, lúc này phun ra một miệng đỏ thẫm máu dịch. Ha ha ha, nếm đến đau khổ a, người cái này cậy mạnh tiểu tử, thân thể mạnh hơn, cũng không có thể đột phá lão phu huyễn cảnh. Cái kia Lỗ trưởng lão lần nữa đắc ý quát kêu lên. Trác Phàm đứng người lên, bất khả tư nghị dao động cái đầu, không có khả năng, cái này xông lên chi lực nhất định là ảo giác. Ta quyền lực nhất định đem khắp nơi đạp nát. Lại đến mấy cái quyền, cái này huyễn cảnh tất phá. Nghĩ như vậy, Trác Phàm bất chợt tới đến hướng bốn phía mạnh mẽ huy quyền, kình lực trực thấu thương khung. Thế nhưng là, quyền kia đầu đánh trên không trung, lại đều là một trận không gian ba động về sau, liền lại một bắn ngược trở về. Nhất thời đem chính mình lần nữa đánh cho trọng thương. Như vậy xuống tới, bất quá 3 năm quyền công phu, Trác Phàm liền đã vết thương chồng chất. Đem chính mình làm đến không thành hình người. Lỗ trưởng lão ở một bên nhìn đến tà tiếu liên tục, hét lớn lên tiếng, tiểu tử, coi như thân thể ngươi mạnh hơn, lần này cũng chết chắc. Nơi này chính là lão phu thế giới, không phải do ngươi làm chủ. Như là địa ngục bên trong Diêm La, tại hướng phía dưới tiểu quỷ kết tội, cái kia Lỗ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hét lớn liên tục. Ngay sau đó, không gian xung quanh lần nữa biến đổi, trở thành một mảnh huyết sắc thế giới. Mà Trác Phàm dưới chân, cũng đột nhiên biến thành một tòa ao máu. Nương theo lấy một ngạt quỷ hào âm thanh liên tiếp vang lên, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, hàng ngàn hàng vạn ác quỷ hướng Trác Phàm nơi này tới gần, trên thân tất cả đều là máu me đầm đìa, ruột xuyên bụng nát, chỉ có trong mắt tản ra tà ác cùng bạo lệ. Trác Phàm, trả mạng cho ta. Trác Phàm, trả mạng cho ta. Bên trong có một nhóm lớn người, lại vẫn là Trác Phàm đã từng đánh giết địch nhân. Lúc này vừa vặn hướng hắn đến lấy mạng. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm không khỏi quá sợ hãi, thì thào lên tiếng, không có khả năng, đây đều là ảo giác, lão tử muốn đem toàn bộ các ngươi đánh nát. Giống to một tiếng, Trác Phàm đột nhiên nâng lên cánh tay, liền muốn hết sức nhất kích. Thế nhưng là, còn không đợi hắn vung ra quyền đầu, cánh tay hắn lại là đột nhiên bị bắt lại, tựa như có đồ vật gì ngăn chặn hắn đồng dạng. Trong mắt ngưng tụ, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một con kia chỉ ác quỷ đã là bò lên trên hắn thân thể, đang không ngừng gặm ăn cánh tay hắn. Cái kia cường hãn kỳ lân tí, vậy mà trong nháy mắt bị gặm thành bạch cốt, tiếp lấy liền xương cốt đều không có. Đầy mắt không thể tin dao động cái đầu, Trác Phàm kêu sợ hãi liên tục, không có khả năng, đây là ảo giác, không phải thật sự. Đúng vậy a, là ảo giác, có điều, tại huyễn cảnh bên trong bỏ mình người. Tại trong hiện thực cũng sẽ chết, ha ha ha. Vô tận thương khung ở giữa, lại truyền tới Lỗ trưởng lão cái kia tà dị tiếng cười gian. Trác Phàm ngửa mặt lên trời trợn mắt nhìn, kêu to liên tục, cảm thụ lấy thân thể bên trên truyền đến từng ngụm bị gặm ăn thống khổ, lại là không có cách nào, chỉ có thể kêu đau đớn không thôi. Sau đó nhìn thân thể mình từng bước một bị thôn phệ, lại là một chút sức lực đều không sử ra được, tại trong tuyệt vọng. Thê thảm mà xa vào cái kia tanh hôi ao máu bên trong, chìm không tiến vào, biến mất không thấy gì nữa. Một phương diện khác, vẫn là cây đại thụ kia dưới, Trác Phàm thân thể êm đẹp nằm ở nơi đó, nhưng hai mắt nhắm nghiền, cau mày, một mặt thống khổ bộ dáng, tay chân không khỏi run run, lại là không có cách nào động đậy,
một cái màu lam nhạt bươm bướm tại hắn quanh người đi loanh quanh, từng trận màu xanh lam huỳnh quang bao phủ thân thể, phát ra tà dị cười to, hắc hắc hắc. Tiểu tử ngốc, người đoán sai, từ vừa mới bắt đầu thì đoán sai. Lão phu thần hồn chính là mộng điệp, đem người kéo vào mộng yểm bên trong, cũng không phải là huyễn cảnh. Người đối phó huyễn cảnh cái kia một bộ phương pháp, tại lão phu vì ngươi chế tạo vô tận mộng yểm bên trong, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù sao, tại trong thế giới kia, lão phu cũng là thần, có thể khống chế hết thảy. Người coi như lại liều mạng vung đầu nắm đấm, cũng là trong mộng huy quyền, cùng hiện thực cùng thân thể ngươi không quan hệ. Bất quá, chỉ có một việc là tương quan, ngươi trong mộng bỏ mình, tại trong hiện thực cũng tương đương chết. Khác biệt duy nhất là, ngươi trong mộng kiểu chết, cũng là lão phu thao túng. Lão phu muốn để ngươi đau đến không muốn sống, lấy báo chúng ta ngự thú tông mười mấy đệ tử bỏ mạng mối thù, hừ. Ha ha ha, vậy thì thật là quá đáng tiếc, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ lại là đột nhiên vang lên. Thân thể thình lình chấn động, giấc mộng kia điệp thần hồn bất khả tư nghị nhìn hướng phía dưới cái kia chính đắm chìm trong ác mộng bên trong thân thể, kinh dị kêu lên, ngươi. Ngươi tỉnh. Cho tới bây giờ thì không ngủ qua. Thống khổ sắc mặt bỗng dưng giãn ra, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị, thăm thẳm mở to mắt, một mặt tà cười nhìn về phía hắn, mộng điệp, thật là rất thưa thất thần hồn, có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Đáng tiếc, hôm nay gặp gỡ lão tử, xem như gặp gỡ khắc tinh. Bất giác sợ hãi cả kinh, cái kia lỗ trưởng lão bốn phía nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, chính mình cái kia màn ánh sáng màu xanh lam vẫn như cũ không có tán. Bất giác kinh dị nói, cái này sao có thể, người thế mà tại lão phu mộng yểm mê thần cảnh bên trong tỉnh lại. Ha ha ha, người nghe không hiểu ta lời nói à, ta chắc là đã sớm nói, lão tử cho tới bây giờ không ngủ qua. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua thần bí đường cong, toàn bộ thân thể bắt đầu dần dần mờ đi, tiếp lấy hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lỗ trưởng lão gặp này, nhất thời quá sợ hãi, không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là tại cách đó không xa, còn có một đạo Trác Phàm bóng người, phiêu hốt tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, nụ cười quỷ quyệt liên tục. Hắn phải đồng tử bên trong, chớp động lên ba nói vầng sáng màu vàng óng. Mà lỗ trưởng lão giấc mộng kia điệp thần hồn bốn phía, chẳng biết lúc nào, đã sớm bị bao bọc một tầng vô hình kết giới. Hư huyễn không gian, như một loại nước gợn, đang không ngừng chớp động lên. Không minh thần đồng tầng thứ ba, huyễn không. Trong lòng hét lớn một tiếng, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, cái kia ba đạo vòng vàng đột nhiên phát ra quỷ dị kim quang. Cùng một thời gian, lỗ trưởng lão chợt cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng run run, nguyên bản sáng sủa bầu trời, một mà trở nên tối tăm xuống đến, một vòng giống như trong mắt huyết nguyệt, tại hắn kinh ngạc dưới ánh mắt, từ từ bay lên, phảng phất là một cái tà ác ánh mắt tại nhìn xuống phía dưới hết thảy sinh linh. Lỗ trưởng lão chợt đến giật mình, trong lòng không lý do gấp lên. Không thể tin nói cái này. Đây là huyễn cảnh, thật chẳng lẽ chính bên trong chiêu, là lão phu sao? Khặc khặc khặc, ngươi chính xác, lão gia hỏa. Vân không chi đỉnh, vang lên một chuỗi dài tà ác cười to, sớm tại ngươi mộng yểm chi thuật trước, ngươi liền đã rơi vào ta huyễn không chi cảnh. Dựa theo ngươi lúc trước nói, giờ này khắc này, ngươi thế nhưng là tại lão tử thế giới bên trong. Chính thức phải chết ở chỗ này, là ngươi a, ha ha ha. Trong mắt nhìn không được co lại, lỗ trưởng lão bất khả tư nghị nói, không có khả năng, ngươi chừng nào thì phát hiện lão phu chỗ ẩn thân. Cái này a, ngươi thì không cần biết. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm chăm chú nhìn phía trước cái kia đã thất kinh mộng điệp, bất giác sủi cười ra tiếng. Cái kia huyết anh phát ra bén nhọn cười quái dị, siêu một tiếng bay đến Trác Phàm trên bờ vai, nhìn thẳng hắn liếc một chút, đều là vô tận trào phúng lên. Trên thực tế, tại Trác Phàm dựa theo Vĩnh Ninh chỉ, rơi xuống phiến khu vực này trước đó, liền sớm thả ra huyết anh tìm hiểu. Quả nhiên, tại cách đó không xa tìm tới cái này lỗ trưởng lão thần hồn. Cho nên hắn liền tương kế tự kế, lấy ảo hư không chi uy, tại một khu vực như vậy tạo nên một cái huyễn cảnh, tựa như chính mình bóng người rơi tới đó, nhưng thực hắn sớm đã biến mất tiến rừng cây ở giữa. Chờ cái kia lỗ trưởng lão xuất hiện, cho là mình mưu kế đạt được lúc. Mới lại lấy ảo hư không đem hắn bao phủ. Cho nên từ đầu đến cuối, hết thảy đều là ảo tưởng. Lỗ trưởng lão cho là mình thắng, nhưng thủy chung bị Trác Phàm huyễn cảnh khống chế,
bất quá một giấc mộng đẹp mà thôi. Hống hống hống. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, liên tiếp, từng tiếng đắt đỏ long ngâm, đột nhiên vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, cả vùng vỡ vụn ra, mấy trăm đầu cự long bỗng nhiên nghênh không bay lên, cười ngạo cửu thiên. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, lỗ trưởng lão không khỏi quá sợ hãi, trong lòng kinh hãi. Đúng lúc này, Trác Phàm tiếng chế nhạo vang lên lần nữa, lỗ trưởng lão, người mộng yểm lợi hại hơn nữa, nhưng bắt không ngừng người, có cái dám dùng. Nhưng ta cái này huyễn không kết giới nhưng là khác biệt, muốn đi ra ngoài, thế nhưng là muôn vàn khó khăn a, ha ha ha. Ngươi muốn làm gì? Trong lòng bất giác siết chặt, lỗ trưởng lão cuối cùng lo sợ lên, kinh hãi lên tiếng. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, làm ngươi vừa mới đang trợ lý a, ngươi không phải nói a, huyễn cảnh trung hòa mộng yểm bên trong chết mất người, trong hiện thực cũng sẽ chết đi. Cho nên, đến tiếp xuống gặp trắc trở ngài nhưng là muốn nhịn xuống, khắc thụ không tra tấn, thần hồn tán loạn mà chết, vậy ngài nhưng là chính là mình tìm đường chết, trò cười thiên hạ, ha ha ha. Ngươi dám, cái kia thần hồn bất giác run run rung động nhích người, mắng to lên tiếng. Nơi này là Song Long Viện, người dám ở chỗ này giết người, không sợ chết sao? Hừ hừ hừ, người dám, ta lại có gì không dám? Đã ngươi muốn ta chết, ta cũng không cần thiết để ngươi lại sống sót. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm bỗng nhiên hét lớn lên tiếng, lão tiểu tử, nếm thử cái gì gọi là vạn long cắn xé tư vị đi. Giống, vừa dứt lời, cái kia trong ảo cảnh, khó có thể tính toán cự long liền ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng. Cùng nhau hướng lỗ trưởng lão phóng đi. Không khỏi trong lòng kinh hãi, lỗ trưởng lão muốn chạy trốn, lại chỗ nào có thể tìm được đường ra. Còn không có bay xa 2-3 mét, mộng điệp một cái cánh liền bỗng dưng bị một đầu cự long cho cắn. Ngay sau đó, hắn cự long cũng ào ào đuổi theo, trên dưới miệng, tất cả đều cắn ở trên người hắn, sau đó từng miếng xé nát, đem hắn toàn bộ thần hồn xé thành tứ phân ngũ liệt. Chỉ một thoáng, lỗ trưởng lão nhất thời cảm thấy mình có loại bị lăng trì cảm giác, thống khổ kêu gào lên. A, à, cái kia hư ảo trong không gian, giấc mộng kia điệp thần hồn càng không ngừng lay động thân thể, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Trác Phàm thì là ở một bên nhìn lấy, lộ ra tà ác nụ cười. Giờ này khắc này, hắn đã ngưng tụ thiên long thần hồn, lực lượng nguyên thần mạnh, cùng lúc trước thiên vũ lúc không thể so sánh nổi. Trước kia, hắn muốn bằng chiêu này làm chết một cái thần chiếu đỉnh phong cường giả, đều có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, hắn chiêu này lại có thể dễ dàng ngược giết một cái hóa hư cao thủ, cũng không có vấn đề gì. Ngẩng đầu nhìn lại, ấn cái kia thần hồn cường độ tới nói, Trác Phàm có thể biết rõ, cái này lỗ trưởng lão dù sao cũng là hóa hư tứ trọng cao thủ. Nhưng ở trước mặt hắn, lại giống như trẻ sơ sinh một dạng không có chút nào lực phản kích. Có thể thấy được, lấy hắn thực lực bây giờ, tại Tây Châu cái này khu vực hành tẩu, cho dù không thể đi ngang, cũng không sợ phổ thông nhân vật. Tối thiểu nhất, đồng dạng tông môn trưởng lão cung phụng, hắn vẫn là có lực đánh một trận. Nghĩ như vậy, liền Trác Phàm chính hắn cũng không khỏi đến bật cười ra tiếng, làm một cái vãn bối người trẻ tuổi tới nói, chính mình có phải hay không quá mạnh điểm. Hoàn toàn không cho những lão gia hỏa kia đường sống a, ha ha ha. Thế mà, ngay tại hắn đắc chí vừa lòng lúc, một đạo tán thưởng thanh âm lại là đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, há, cái kia họ lỗ thế mà dễ dàng như vậy liền bị làm ở. Ha ha ha, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống a. Tiểu tử, có một tay, khó trách có thể một chiêu diệt hắn toàn bộ ngự thú tông tinh anh đệ tử đây. Xem ra hạ tam tông đối chiến, quả nhiên không thích hợp ngươi ra mặt a. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm bất giác giật nảy cả mình, quay đầu nhìn qua. Lại chính gặp một vị tóc đen hắc nhiêm lão giả, chẳng biết lúc nào đứng tại hắn sau lưng. Một đôi thâm thúy ánh mắt, chăm chú nhìn cái kia có chút cứng ngắc thân thể, khóe miệng xẹt qua nụ cười lạnh nhạt. Bạch! Bởi vì Trác Phàm kinh hãi, cái kia huyễn cảnh không gian nhất thời biến mất không thấy gì nữa, lỗ trưởng lão thần hồn cũng tại kinh lịch luân phiên tinh thần tra tấn về sau, vô lực rơi xuống mặt đất, suy yếu hấp hối. Thế nhưng là, Trác Phàm đã chú ý không hắn. Chỉ là một mặt cẩn thận nhìn phía sau lão giả kia, trong lòng chăm chú để phòng lên. Có thể tại vô thanh vô tức phía dưới nhích lại gần mình, chính mình còn không có phát hiện, người này thực lực coi là thật thâm bất khả trắc. Mà lại, người này cho hắn cảm giác, cùng cái kia đan thanh sinh cho hắn không khác nhau chút nào, có thể thấy được,
bọn họ tuyệt đối là cùng một đẳng cấp cao thủ. Có thể cùng Tây Châu đệ nhất nhân cùng chỗ một cái cấp bậc, Trác Phàm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, người này không phải hắn có thể đối phó đến cao thủ, sau đó trong nháy mắt liền thuận theo xuống tới, ôm quyền nói, xin hỏi tiền bối. Hắc Nghiêm Chí Tôn, thế mà, hắn lời nói còn chưa hỏi ra, cái kia lỗ trưởng lão đã là hư thoát nâng lên đầu, nhìn về phía ông lão tóc đen kia, nhất thời hai mắt tỏa sáng, kêu lên, Chí Tôn đến rất đúng lúc, tiểu tử này dám công nhiên tại Song Long Viện được giết người, mời Chí Tôn chủ trì công đạo. Nghi đầu nhìn không được nhảy một cái, Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Hắc Nghiêm Chí Tôn. Ha ha ha, không tệ, bất giác cười lạnh, cái kia lỗ trưởng lão phát ra mỉa mai thanh âm, tiểu tử thúi có mắt như mù, mà ngay cả Hắc Nghiêm Chí Tôn đều không biết được. Vậy lão phu đổi lại một loại thuyết pháp, người hẳn phải biết đi. Lão nhân gia ông ta cũng là Song Long Chí Tôn một trong, đại biểu toàn bộ Tây Châu Ma Đạo đỉnh phong, Hắc Nghiêm Chí Tôn. Cái gì? Song Long Chí Tôn. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Trác Phàm bất giác hít sâu một hơi, bất khả tư nghị nhìn về phía lão giả kia, trong lòng kinh dị. Đây chính là Đan Thanh Sinh rời đi về sau, công nhận Tây Châu tối cường giả, Song Long Chí Tôn bên trong một vị. Nhìn lấy Trác Phàm cái kia kinh dị ánh mắt, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác mỉm cười lấy khoát khoát tay, thản nhiên nói, tiểu gia hỏa không cần kinh hoàng, lão phu trước đến không phải nhằm vào ngươi. Hoàn toàn ngược lại, là muốn bảo vệ ngươi nhất mệnh. Bất quá bây giờ xem ra, tựa như không có cần thiết này, ha ha ha. Không khỏi giật mình, lỗ trưởng lão bất khả tư nghị nói, Chí Tôn đại nhân, người này không tuân theo Song Long Viện quy củ, công nhiên nháo sự, ngài sao có thể. Im miệng, trong mắt lóe lên một đạo khiếp người hàn mang, Hắc Nghiêm Chí Tôn lạnh lùng nguyết hắn một cái, hừ nhẹ lên tiếng, lỗ trưởng lão, người làm lão phu là mù a, cái gì cũng không biết. Người buộc cái kia hai cái nữ oa đến là có ý gì? Nhất chỉ đại thụ bên cạnh, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Sương Nhi cùng Vĩnh Ninh hai nữ, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác hừ lạnh nói, hôm qua Hạ Tam Tông thi đấu ngoài ý muốn sự tình, chúng ta đã làm ra cân nhắc quyết định, người thế mà còn muốn trong bóng tối tự mình trả thù, đem chúng ta Song Long Viện quy củ đưa ở chỗ nào? Hừ, không biết cái gọi là cẩu vật, chúng ta cho các tông mặt mũi, lấy lễ đối đãi, đó là tôn trọng. Cũng đừng được đà lấn tới. Trong mắt một đạo hàn mang lóe qua, Hắc Nghiêm Chí Tôn gầm thét lên tiếng, cái kia lỗ trưởng lão nhìn thấy, bất giác thân thể lắc một cái, nhất thời run run rẩy rẩy lên, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, thế nhưng là... Siêu! Không có dấu hiệu nào, Hắc Nghiêm Chí Tôn cong ngón búng ra, nhất thời một đạo kình khí xẹt qua cái kia lỗ trưởng lão thần hồn, cái kia thần hồn liền phạch một cái, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đã là bị trong nháy mắt đánh tan. Tiêu vong giữa phiến thiên địa này. Chỉ là trong tích tắc công phu mà thôi, cái kia lỗ trưởng lão cứ như vậy bị Hắc Nghiêm Chí Tôn vô tình mặt sát, thậm chí liền Trác Phàm đều không kịp phản ứng, nơi này liền bỗng dưng thiếu một người. Lão phu không phải nói a, để ngươi im miệng, còn ở nơi đó quát kêu, hừ. Một đôi mắt lạnh nhẹ nhàng liếc liếc một chút cái kia thần hồn tiêu tán chỗ, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác đạm mạc lên tiếng. Trác Phàm gặp này, lại là cái chán bỗng dưng kinh hãi ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ lên. Đối mặt giống Song Long Chí Tôn dạng này, lệnh hắn không có lực phản kháng chút nào đối thủ, cho dù là Trác Phàm, cũng có chút tâm thần bất định bất an. Quay đầu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, Hắc Nghiêm Chí Tôn quan sát tỉ mỉ một chút về sau, trái lại lộ ra vui vẻ nụ cười, khó được, tuổi còn nhỏ, thì có thực lực như thế, quả nhiên là Tây Châu may mắn. Cho dù là cùng năm đó chúng ta cái kia kẻ bị ruồng bỏ so sánh, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Tiền bối quá khen, Trác Phàm không dám nhận, con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ. Kẻ bị ruồng bỏ, chẳng lẽ là Đan Thanh Sinh, ân, hẳn là hắn. Chỉ là cái này Hắc Nghiêm Chí Tôn nói như thế, đến tột cùng là vui ý vẫn là tức giận. Nếu là hắn vẫn như cũ tức giận Đan Thanh Sinh lúc trước sự tình, đem chính mình so sánh với hắn. Chẳng phải là có giận chó đánh mèo chi ý. Vậy mình thì xong đời. Nhưng nếu hắn chả nhớ tình bạn cũ tình thầy trò, cái này so sánh, cũng là vui lớn hơn giận, chính mình ngược lại có thể cam đoan an toàn. Chỉ là không biết, trong lòng của hắn đến tột cùng ý gì. Thật sâu nhìn Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc một chút, gặp hắn một mực đang nhìn mình cười, hơn nữa nhìn không ra là cười lạnh vẫn là cương triều, Trác Phàm trong lòng liền một mực thật lâu bất an. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa, người không cần kinh hoàng,
lão phu đã vừa mới nói, không phải nhằm vào ngươi mà đến. Mà lại ngươi cũng nhìn đến, lão già kia lão phu đã thay ngươi giết. Điều này nói rõ, lão phu là đứng tại ngươi bên này, đúng không? Gặp Trác Phàm vẫn như cũ một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác bật cười một tiếng, sâu xa nói. Trong lòng hiện ra hồ nghi, Trác Phàm cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, tại không có thăm dò vị này Chí Tôn tính tình trước, hắn nhưng là không dám tùy ý tin tưởng hắn nói chuyện. Dù nói thế nào, vị này Chí Tôn cũng là người trong ma đạo. Cái gọi là ma đạo ra biến thái, mọi người đều biết. Vạn nhất vị này Chí Tôn thì ưa thích trêu đùa đối thủ đây, ngay tại ngươi buông lỏng cảnh giác, mừng rỡ trong tích tắc, một chiêu đem ngươi làm thịt, nhìn ngươi chấn kinh dị thường bộ dáng, người nào nói chuẩn. Cái này có thể không quan thực lực, chỉ cùng tính tình có quan hệ. Cho nên, Trác Phàm tuy nhiên mặt ngoài cung kính dị thường, nhưng trong lòng lại là vẫn như cũ cảnh giác vạn phần, khom người bái nói Trác Phàm không dám, tạ Chí Tôn xuất thủ cứu giúp. Lão Phu không phải đã sớm nói, lão Phu vốn định bảo vệ ngươi nhất mệnh, lại đi một chuyến uổng công. Ai, tính toán, ngươi tiểu tử này thật là rất cẩn thận. Hắc Nghiêm Chí Tôn gặp Trác Phàm tuy nhiên mặt ngoài không còn cảnh giác, nhưng thân thể y nguyên cứng ngắc, liền biết hắn lòng cảnh giác như cũ rất nặng, bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng. Ngẩng đầu liếc hắn một cái, Trác Phàm hai mắt đi loanh quanh, thăm thẳm lên tiếng, Chí Tôn đại nhân, nếu là ngài không có việc gì lời nói, ta có hay không có thể đi. Nói, Trác Phàm đã là chuẩn bị ôm vào hai nữ rời đi. Trở về. Thế nhưng là, còn không đợi hắn khởi hành, Hắc Nghiêm Chí Tôn đã là bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, khí bật cười, lão phu có đáng sợ như vậy à, người muốn vội vàng hoảng chạy. Chí Tôn đại nhân, không phải ngươi nói ngươi không phải nhằm vào ta đến à, chỉ muốn bảo vệ ta nhất mệnh. Hiện tại mệnh ta bảo trụ, thủ phạm cũng bị ngài giải quyết, ngài còn có chuyện gì? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm chuyện đương nhiên nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Hắc Nghiêm Chí Tôn không khỏi giận quá mà cười, gật gật đầu, hảo tiểu tử, cứ như vậy muốn chuồn mất a. Thế nhưng là lão phu bảo vệ ngươi nhất mệnh, ngươi cứ như vậy chạy đi, thích hợp sao? Ây, Chí Tôn đại nhân, là ngài nói ngài lần này một chuyến tay không? Mặc kệ ngài xuất thủ hay không, ta cái mạng này đều giữ được a. Cho nên, cảm tạ ngài lo lắng chi tình, nhưng ân cứu mạng, vẫn còn không tính là đi. Trác Phàm trong lòng nhất định. Tựa hồ càng ngày càng nắm chặt vị này Hắc Nghiêm Chí Tôn mạch lạc. Lần này hắn xuất hiện, tuyệt đối là chuyên tới tìm mình, mà lại nhất định có chuyện muốn hắn làm, nếu không tuyệt sẽ không một mực cắn cái này ân cứu mạng không thả. Nói cách khác, việc này là bọn họ nhất định phải làm, nhưng lại khó có thể mở miệng. Yên tĩnh trầm tư một lát, Hắc Nghiêm Chí Tôn đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, ánh mắt sáng lên, thản nhiên nói, đúng, lần này lão phu giúp ngươi giải quyết cái kia lỗ trưởng lão. Cũng coi như giúp ngươi một cái, cũng không phải là xen vào việc của người khác. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là hắn chết trong tay ngươi, tất nhiên sẽ đắc tội Ngự Thú Tông. Nhưng chết trong tay lão phu thì khác biệt, lão phu là tại thi hành quy củ, Ngự Thú Tông không lời nào để nói. Thế nhưng là bọn họ vẫn là sẽ đem sổ sách tính toán tại trên đầu ta, khác nhau ở chỗ nào sao? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, trừ phi ngài đem Ngự Thú Tông cho bình, vậy ta cứ yên tâm. Lĩnh người phần nhân tình này. Da mặt nhịn không được run run, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác khí cười ra tiếng, ha ha ha. Ngươi thật là dám nghĩ, lúc trước chúng ta ái đổ muốn làm sự kiện này, vì Tây Châu an ổn, ta đều không để hắn làm như vậy. Hiện tại ngươi một câu, chúng ta liền đi làm. Vậy ngài đối với ta cũng không có cái gì ân tình, hẹn gặp lại đi. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm lúc này liền muốn chạy. Cũng là bị Hắc Nghiêm Chí Tôn một tiếng gầm thét gọi lại, chờ một chút, trở về, có chuyện tìm ngươi. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý, cái eo bỗng dưng liền thẳng tắp. Quả nhiên, là có chuyện a, cái này hắn thì không sợ. Ngươi có chuyện tìm ta, còn có thể đem ta làm gì, ha ha. Phàm là có người tìm hắn làm việc, hắn liền tương đương với bắt đến đối phương tay cầm, mặc kệ thực lực đối phương như thế nào. Hắn đều sẽ kéo dậy, đây chính là phái đoàn. Nhìn thấy Trác Phàm đột nhiên giống biến một người một dạng, vênh váo tự đắc, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác mi đầu lắc một cái, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, tiểu tử, ngươi cũng không cần kênh kiệu, tìm ngươi làm không phải cái đại sự gì, chỉ là muốn đối ngươi hạ cái cấm lệnh mà thôi. Tại Hạ Tam Tông cùng Trung Tam Tông trong tỷ thí,
ngươi không được tham chiến, chỉ thế thôi. Ách! Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một mặt không hiểu, kỳ quái nhìn về phía Hắc Nghiêm Chí Tôn, thì cái này. Vậy các ngươi trực tiếp hạ cấm lệnh không phải, cùng ta thương lượng cái gì? Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý theo ngươi một tên tiểu bối nói cái này à? Bất đắc dĩ lắc đầu, Hắc Nghiêm Chí Tôn không khỏi thở dài một tiếng, cái gọi là vô quy củ bất thành phương viên, chúng ta Song Long hội tại Tây Châu một mực tổ chức đến bây giờ, được đến chín tông tán đồng, trọng yếu nhất một chút, cũng là một cái công chính. Nếu không mà nói, Song Long hội không chiếm được Tây Châu các đại thế lực tín nhiệm, nhân tâm liền sẽ tán, Tây Châu sẽ xuất hiện chiến loạn. Cho nên, tại ngươi không có bất kỳ cái gì sai lầm tình huống dưới, chúng ta không có lý do hướng ngươi hạ cấm lệnh. Nếu không, cũng là nện chính chúng ta tín dự. Thế nhưng là, thực lực ngươi cũng thực sự quá mạnh điểm, đã vượt qua hạ tam tông thậm chí trung tam tông tầng thứ. Ngươi như ở trong sân, đoán chừng bọn họ không ai dám ra sân, trận này Song Long hội đo không ra các tông tiềm năng, tương đương trắng làm, không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy, chúng ta muốn cho ngươi tự hiểu là không lên chàng đi. Thẳng đến khiêu chiến thượng tam tông lúc, xuất hiện ma sách tông không thể chống đối thủ. Ngươi lại ra tay không muộn a? Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm không khỏi kỳ quái liếc hắn một cái, làm sao ngươi biết, chúng ta chỉ tại Thượng Tam Tông. Ha ha ha, hiện tại Ma Sách Tông đệ tử chỉnh thể thực lực, có tư cách này. Bất giác khẽ cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn thản nhiên nói. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm trong lòng do dự, không nói một câu. Bất quá, hắn ngược lại không phải là do dự muốn hay không đáp ứng. Thực lấy hiện tại những đệ tử kia thực lực, hắn lên hay không lên chẳng cũng không đáng kể. Mấu chốt là, hắn đang nghĩ, đến tột cùng có thể dùng cái này theo cái này Chí Tôn trên thân gõ đến chỗ tốt gì đâu. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác sờ sờ chính mình râu dài, suy cười ra tiếng, thực cái này họ Lỗ dự định, lão phu đã sớm biết. Chỗ lấy không có sớm ngăn cản, cũng là muốn tránh thức xem kỹ một chút thực lực ngươi. Quả nhiên. Như trưởng lão kia chỗ báo, là cái quái vật. Giống như ngươi người, tại hạ tam tông đối chiến bên trong, vốn là cái uy hiếp, không cần phải tồn tại. Chí Tôn đại nhân, ngài đang uy hiếp ta. Ra mặt nhìn không được lắc một cái, Trác Phàm không còn gì để nói nhìn về phía hắn, thân là Song Long viện Chí Tôn, có thể tùy ý đối với hắn tông đệ tử động thủ sao? Hắc hắc hắc, Song Long viện Chí Tôn đương nhiên sẽ không, thế nhưng là Ngự Thú tông Lỗ trưởng lão đối ngươi ghi hận trong lòng. Bố hạ bẫy dập đem người đánh giết, sau đó Song Long viện tra ra chân tướng, đem Lỗ trưởng lão giải quyết tại chỗ, trả lại ngươi cái công đạo, ngươi nói sự kiện này. Hừ hừ, thật đúng là thuận lý thành chương a. Bất giác cười lạnh một tiếng, Trác Phàm khẽ cắn môi, gật đầu nói tốt, ta đáp ứng, sau này đối chiến, không có gì tất yếu, ta thì không tham gia. Nói, Trác Phàm ôm chặt lấy hai nữ, nhấc chân vừa bước liền thẳng lên trên mây, chuyển mắt không thấy tăm hơi. Hắc Nghiêm Chí Tôn hài lòng gật đầu, thì thào lên tiếng, ha ha ha. Tiểu tử này thật đúng là gian trá vô cùng, vốn định lấy tình cảm người, để hắn cam tâm tình nguyện đáp ứng, kết quả sau cùng còn phải dựa vào uy hiếp, ai. Lắc đầu thở dài một tiếng, nhưng là rất nhanh, Hắc Nghiêm Chí Tôn dường như lại nghĩ tới cái gì, hét lớn lên tiếng, còn có, cái này có quan hệ Song Long viện danh dự, khác để người khác biết, nếu không mà nói. Yên tâm, người chuyện xấu xa này. Lão tử biết rõ phân tắc. Đã giải xong Long viện phong cách hành sự, Trác Phàm lúc này liền không còn nể tình, mắng to lên tiếng, xa xa truyền đến. Dù sao các ngươi hành sự nguyên tắc là công chính, lão tử chỉ cần không phạm tội, các ngươi thì không có lý do làm gì ta, hừ. Trong lòng bất giác trì trệ, cái kia Hắc Nghiêm Chí Tôn nhất thời giận dữ, nhưng rất nhanh lại mỉm cười lấy lắc lắc đầu, ai, tiểu tử này thật đúng là khôn khéo. Không có hiểu rõ tình huống trước. Cẩn thận chặt chẽ. Nhưng hết thảy đều làm rõ ràng về sau, lại như thế buông thả, không câu nệ tiểu tiết, thật là một cái làm đại sự người a. Đúng vậy a, thế nhưng là hắn tính tình này, cùng năm đó thanh sinh cuồng ngạo không bị trói buộc rất giống. Về sau, có thể hay không lại là một cái đâm rắc rối phiền phức lớn đâu. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm già nua vang lên, một vị mày râu lão giả tóc trắng, đột nhiên xuất hiện tại cái kia Hắc Nghiêm Chí Tôn trước người. Lại chính là Song Long Chí Tôn bên trong khác một Chí Tôn. Mí mắt hơi hơi lắc một cái kia Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng là thở dài lên tiếng, ai, Bạch Mi, lúc trước chúng ta làm Song Long viện này,
không phải liền là vì Tây Châu tu giả, có cái công bình tu luyện hoàn cảnh sao? Để những cái kia có tài năng tu giả, có thể không bị trì trệ truy tìm thiên đạo mà đi. Thế nhưng là, theo thời gian chuyển rời, mọi người chăm chú vào tư nguyên phía trên ánh mắt quá nhiều, cũng rất ít ra tránh thức người tu đạo. Không chỉ ma đạo, còn có chính đạo cũng là như thế, mọi người quá chú trọng những tư nguyên này, mà quên một cái tu giả sơ tâm, chúng ta cũng là như vậy. Vì Tây Châu công chính, chúng ta đem chúng ta đệ tử đắc ý nhất cũng bước đi. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cùng nữ oa kia muốn kiến tạo một cái đại đạo vì công thế giới, không phải là trong lòng của hắn nói sao. Trăm ngàn năm qua, thật vất vả xuất hiện một cái dạng này tùy tâm mà động tu giả, vẫn là chúng ta đồ đệ, chúng ta vì sao còn muốn mạt sát hắn sơ tâm đâu. Có lẽ, chúng ta đã không còn là lúc trước cái kia giấu trong lòng sơ tâm tu đạo người, mà chính là toàn bộ Tây Châu người trưởng quản, song long chí tôn đi. Cái kia bạch mi chí tôn cũng là thở dài một tiếng, hưu quạnh nói, là chúng ta biến, theo toàn bộ Tây Châu biến. Hơi hơi gật gật đầu, hắc nhiêm chí tôn không khỏi thở sâu, không cách nào giữ vững sơ tâm, liền đoạn cầu đạo chi lộ, chúng ta hai cái lão gia hỏa càng giống là nhân gian đế vương a. Ha ha ha, khó trách thanh sinh hắn thực lực sớm như vậy liền siêu việt chúng ta, chính chúng ta lại là hơn ngàn năm đều rất khó động một cái, bởi vì chúng ta cách thiên đạo càng ngày càng xa. Cho nên, hiện tại chúng ta lại gặp được một cái dạng này người, sẽ còn làm trước kia một dạng sự tình sao? Trong lòng trầm ngâm một trận, Bạch Mi dương mắt nhìn Hắc Nhiêm liếc một chút, lại là không nói gì, giữ im lặng. Đã ngồi ở vị trí cao bọn họ, sớm đã cùng toàn bộ Tây Châu lợi ích buộc chung một chỗ, không cách nào tự kiềm chế. Nhiệm vụ bọn họ, chỉ có bảo trì Tây Châu ổn định một đầu. Mặc kệ ai muốn đánh phá cái này ổn định, bọn họ cho dù biết rõ sai là toàn bộ Tây Châu, cũng muốn xuất thủ ngăn cản. Chỉ vì bọn họ hiện tại, là Tây Châu mạnh nhất song long chí tôn. Dương mắt liếc Bạch Mi liếc một chút, Hắc Nhiêm chợt cười khẽ một tiếng, Bạch Mi, nếu là thanh sinh thật trở về lời nói, ta muốn đem thanh kiếm kia cho hắn, để hắn đi truy tầm hắn sơ tâm đi. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Bạch Mi thật sâu nhìn Hắc Nhiêm liếc một chút, suy nghĩ một chút, cũng là đạm mạc gật đầu. Sau ba ngày, đi qua Trác Phàm một quyền kia rung động, song long chí tôn tự mình ra mặt quyết định về sau, Hạ Tam Tông tỉ thí lần nữa bắt đầu. Chỉ bất quá lần này, đã không còn là Hạ Tam Tông, mà chỉ còn lại có hai tông. Bất quá dù vậy, đến đây vây xem các quốc gia đại biểu, cũng là từng cái hưng phấn dị thường, thậm chí so lúc trước còn muốn chờ mong đến tiếp xuống nhất chiến. Dù sao, Trác Phàm cùng Ma Sách Tông chỉnh thể thực lực, thật cho bọn hắn mang đến lớn lao ngạc nhiên. Đồng thời, phần này ngạc nhiên cũng lan truyền nhanh chóng, truyền đến còn lại tông môn trong tai. Đến mức cái này lại mở nhất chiến, để các tông chen chúc mà tới, đạt đến chưa từng có rầm rộ. Các ngươi mau nhìn, ma hồn tông người đến. Theo mọi người tiếng kinh hô lên, Hàn Vân Phong dẫn theo mười mấy người, uy phong lẫm lẫm đi tới nơi này, lên tới khán đài, còn có tông môn trưởng lão đi theo. Lần này, hắn không còn là chỉ cùng hắn hai cái huynh đệ đến đây, chỉ bởi vì lúc này Ma Sách Tông, đã không chỉ là Trác Phàm một người cần thiết phải chú ý, bọn người người thực lực. Cũng cần chính mình những sư đệ này nhóm thật tốt chú ý một phen. Thế nhưng là, còn không đợi hắn đứng vững gót chân, lại là một tiếng kinh hô, truyền vào hắn trong tai, đồng thời, cái kia đội tân tiến nhân mã thẳng tắp hướng bọn họ nơi này đi tới, người cầm đầu còn mang theo một mặt thoải mái nụ cười. Cái đó là, Trung Tam Tông mạnh nhất, Kiếm Thần Tông. Ôn Đào, ánh mắt khẽ híp một cái, Hàn Vân Phong sắc mặt bất giác trầm xuống, chăm chú nhìn cầm đầu đến đây người kia. Đó là cái mặt ngoài hiền lành công tử văn nhã, khóe miệng vĩnh viễn treo một đạo thân cận nụ cười, chỉ là cái kia nheo lại trong hai mắt, thỉnh thoảng hai đạo tinh mang lóe qua, giống như hai đạo kiếm cương giống như, chỉ là một cái đối mặt, liền đâm thẳng nhân tâm cơ sở, khiến người ta ngăn không được trong lòng đau xót. Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Hàn Nhị Thiếu trong lòng hoảng sợ, cả kinh nói, nhu tình kiếm, Ôn Đào. Nghĩ không ra hắn đã là hóa hư tứ trọng cao thủ. Cho dù so với Thượng Tam Tông những thiên tài kia đệ tử, cũng không thua bao nhiêu a. Không sai, người này cũng là kỳ tài, tại cái này đời người bên trong, xem như áp chúng ta một đường. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Hàn Vân Phong trong mắt lóe lên một đạo chiến ý. Có thể nói, nếu là không có Trác Phàm xuất hiện lời nói, hắn lần này muốn nặng đối phó, cũng là cái này Trung Tam Tông đệ nhất thiên tài, Ôn Đào. Tựa hồ không có chú ý tới Hàn Vân Phong trong mắt địch ý.
Ôn Đào cười lớn một tiếng, đi vào trước mặt hắn chắp tay ôm quyền nói, Hàn công tử, đã lâu không gặp, gần nhất tu vi lại có tiến nhanh a, đều hóa hư nhị trọng, thật đáng mừng, ha ha ha. Ngươi nha một cái hóa hư tứ trọng, chúc mừng ta cái hóa hư nhị trọng thực lực tăng mạnh, là tại bẩn thỉu ta sao? Gương mặt nhìn không được co lại, Hàn Vân Phong tức giận hừ lên tiếng. Vội vã khoát khoát tay, cái kia Ôn Đào một mặt ý cười bồi tội nói, hiểu lầm, ta là thật tâm thành ý chúc mừng. Ai, đúng, nghe nói các ngươi ba ngày trước nhìn Hạ Tam Tông cái kia cuộc tỉ thí. Như vậy cái kia kinh động song tôn thân từ ra mặt tiểu tử, thật lợi hại như vậy sao? Hội đối với chúng ta tạo thành uy hiếp sao? Hừ, có thể hay không, chính mình đi nhìn thử một chút không phải? Cười lạnh, Hàn Vân Phong từ chối cho ý kiến. Không khỏi sờ mũi một cái, Ôn Đào bất đắc dĩ bĩu môi, một mặt u oán nguyết hắn một cái, chẳng phải theo ngươi hỏi thăm một chút tình báo a, cần phải nhỏ mọn như vậy, thật giống như ta không có tình báo nơi phát ra giống nhau. Nói, Ôn Đào một thanh kéo qua bên cạnh một vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên cười nói, sư đệ, ngươi nói với hắn, ngươi cùng người kia quan hệ thế nào? Tại Hạ Tạ Thiên Thương, đến từ Thiên Vũ, từng theo Trác Phàm kể vai chiến đấu. Sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thanh niên kia chỉnh trọng lên tiếng, trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng. Không sai, đã từng kiếm hầu phủ đệ nhất thiên tài, Tạ Thiên Thương cũng tới. Cái này nếu để cho Trác Phàm biết, nhất định sẽ giật nảy cả mình, người nhà không cố gắng tại Thiên Vũ phụ tá Lạc Minh đại nghiệp, chạy chỗ này tới làm gì. Ôn Đào thì là cười lớn một tiếng, đắc ý nhíu nhíu mày, nhìn đến a, ta chỗ này tình báo nhiều hơn ngươi. Muốn hay không mọi người trao đổi một chút. Khinh thường bĩu môi, Hàn Vân Phong bọn người từ chối cho ý kiến. Nhưng là đúng lúc này, lại một tiếng kêu sợ hãi vang lên, làm cho trên khán đài các quốc gia đại biểu, lần nữa rối loạn lên, mau nhìn, Thiên Hành Tông người đến. A, Thiên Hành Tông không phải liền là Thiên Vũ Hộ Quốc Tam Tông đứng đầu a, hướng bọn họ hỏi thăm một chút Ma Sách Tông tin tức, chắc là càng đáng tin một số đi. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Ôn Đào đối với Hàn Vân Phong mọi người khoát khoát tay, hướng lấy Thiên Hành Tông chỗ đó chạy đi, ách, xin lỗi, chúng ta đi trước, chúng ta hồi trò chuyện, ha ha ha. Nhìn lấy Ôn Đào cái kia dần dần biến mất bóng người, Hàn Vân Phong trong mắt chỉ có một mảnh vẻ âm trầm. Hàn Nhị Thiếu nhìn lấy cái kia nho sĩ giống như bóng người rời đi, bất giác kỳ quái nói, a, cái này Ôn Đào thật sự là trung tam tông đệ nhất thiên tài. Nhìn không ra có cái gì đặc biệt a, ngược lại một cỗ văn nhân dáng vẻ thư sinh. Ngươi biết cái gì, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Hàn Vân Phong nhẹ hừ một tiếng nói, Ôn Đào danh xưng nhu tình kiếm, trong bông có kim, cương nhu hòa hợp. Ngươi là không có cùng hắn giao thủ qua, người này người như tên, ấm thì ôn tồn lễ độ, nho sĩ chi phong, vừa thì cuồng phong tàn phá bừa bãi, sóng biển ngập trời. Hai loại kiếm thế, phù hợp một kiếm, bởi vì cái gọi là nhu tình kiếm. Nhu phía trước, kiếm ở phía sau, tình mê tâm gian, đoạt tính mạng người tại nhu phong trong mưa phùn, mới là đáng sợ nhất. Trong lòng bất giác run lên, Hàn Nhị Thiếu thở sâu, hơi hơi gật gật đầu. Lăn đi! Bỗng nhiên, lại là hét lớn một tiếng vang lên, xa xa truyền đến, Hàn Vân Phong bọn người xem xét, bất giác cười khẽ một tiếng, quả nhiên, Thượng Tam Tông người cũng đến. Tiểu tử này thực lực, đã kinh động toàn bộ chín tông cao thủ, tất cả mọi người là đến xem hắn. Nhìn tới, tất cả mọi người đã cảm nhận được thật sâu uy hiếp a, ha ha ha. Tại mọi người kinh khủng nhìn soi mói, Viêm Ma mang theo Ma Viêm Tông các đệ tử, lạnh lùng đi lên đài, bên cạnh thì là theo chân Thanh Nha trưởng lão. Mà đường lối người nhìn thấy bọn họ, đều là một mặt sợ hãi ào ào trốn tránh, sợ chọc tới bọn này hung sát. Ngọc Mỹ, ngươi xem qua người kia xuất thủ à, thật lợi hại như thế. Đó là đương nhiên. Bằng không nhiều người như vậy chạy chỗ này đến xem khỉ làm xiếc sao. Cái kia so với Viêm Ca như thế nào? Cái này. Ma Viêm Tông mọi người tất tất dẫn dẫn hướng một cái duy nhất gặp qua Trác Phàm xuất thủ sư muội, nghe ngóng lấy tình cảnh lúc đó, thế nhưng là hỏi như thế xấu hổ vấn đề, Ngọc Mỹ nhất thời liền khàn giọng, có chút do dự nhìn về phía Viêm Ma. Mà Viêm Ma cũng là nhẹ nhàng vội ho một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thế mà. Ngay tại Ngọc Mỹ không biết nên trả lời như thế nào lúc, cười to một tiếng lại là bỗng dưng từ phương xa rõ ràng truyền đến, ha ha ha. Viêm Ma, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Thái Thanh Tông, Vũ Thanh Thu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Viêm Ma bất giác lạnh hừ một tiếng,
nhìn về phía xa xa đi tới đội nhân mã kia, cầm đầu đệ nhất cái kia áo bảo xanh thanh niên ngay tại hướng hắn hữu hảo chắp tay. Tùy ý ôm một cái quyền, Viêm Ma bất giác mỉa mai cười ra tiếng, nghĩ không ra đường đường Tây Châu đệ nhất thiên tài, cũng sẽ có e ngại thời điểm. Làm sao, người cũng sợ chính mình vị trí bị tiểu tử này đoạt, mới đến quan chiến. Ha ha ha, không phải vậy, Thái Thanh Tông coi trọng một cái chữ thanh, thanh đạm mà chí nhã, không là công danh lợi lộc chỗ trói. Cái danh hiệu này, ta ngược lại là không để ý như vậy. Ngươi muốn lời nói, cầm lấy đi liền tốt. Hừ, vậy lão tử cũng muốn đánh bại ngươi, chân chính có thực lực này mới được. Ngươi bây giờ nói lời này, không phải bẩn thỉu ta à. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Viêm Ma hung hăng nguyết hắn một cái. Không khỏi cười nhẹ lắc đầu, Vũ Thanh Thu thở dài lên tiếng, cái này không phải, ngươi hôm nay danh vị, có lẽ ngày mai thì đổi chủ, thoảng qua như mây khói mà thôi, làm gì nhìn nắng như vậy. Huống hồ, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một người muốn vĩnh viễn giữ vững chính mình vị trí, nhưng là không dễ dàng như vậy. Nói, Vũ Thanh Thu vô tình hay cố ý nhìn về phía bên cạnh cái kia áo bảo xám thanh niên. Theo hắn ánh mắt nhìn qua, Viêm Ma ánh mắt khẽ híp một cái, lại là bất chợt tới đến trong lòng run sợ một hồi, có cỗ không lý do uy hiếp cảm giác xuất hiện trong lòng, bất giác trong lòng hoảng sợ. Sao, chuyện gì xảy ra, người này đến tột cùng là ai? Làm sao lại cho hắn đáng sợ như thế cảm giác? Chậm rãi ngẩng đầu lên, đối lên Viêm Ma cái kia chấn kinh song đồng, cái kia áo bảo xám thanh niên không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi ôm một cái quyền, thản nhiên nói, tại hạ Diệp Lân, lại là Trác Phàm duy một đối thủ, người khác đều không xứng. Thân thể bất giác hung hăng chấn động, Viêm Ma nhìn chằm chằm cái kia lạnh lùng song đồng, lại là cả kinh một câu đều nói không nên lời. Dường như rất là kỳ lạ bị đối phương cho chấn trụ. Lại khó có một tia phản kháng. Thật giống như trong rừng sơn thú, gặp phải bách thú chi vương, cam tâm tình nguyện thần phục. Loại này đến từ đáy lòng thật sâu cảm giác áp bách, là Trác Phàm cũng không mang cho hắn, điều này không khỏi làm hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong lòng không lý do lo sợ lên. Còn là lần đầu tiên, hắn loại này không có chút nào lý do cảm thấy e ngại, để hắn càng thêm kinh dị người trước mặt thân phận. Thiên địa có chính khí, duy ta chính nghĩa tông. Bỗng nhiên, một tiếng hét to vang tận mây xanh, mười mấy thân mang hoàng phục đệ tử, vênh váo tự đắc đi vào phía trên chiến trường này, một người cầm đầu khí vũ hiên ngang, dáng người khôi ngô, càng là liên tục cao giọng thét lên, Ma Đạo lại ngẩng đầu, duy ta chính khí trường tồn. Có ta Triệu Đức trụ, nhất định bao bọc được. Gương mặt nhìn không được co lại, Vũ Thanh Thu nhìn lấy đội nhân mã này tới đây, bất giác bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng, cái này thiên địa chính nghĩa tông, thủy chung dạng này. Cố chấp cực kỳ, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Biết Ma Sách Tông muốn ngẩng đầu, sớm liền đến chèn ép hắn nhóm. Hừ, trừ ma vệ đạo, Thượng Tam Tông cuối cùng một cái tông môn, mỗi lần không đều thua ở chúng ta Ma Viêm Tông phía dưới a, có tư cách gì trừ ma vệ đạo? Khinh thường bĩu môi, Viêm Ma từ chối cho ý kiến, cái này thiên địa chính nghĩa tông cũng bất quá là cái miệng pháo mà thôi, Triệu Đức trụ. Hừ hừ, hắn có thể bao bọc được ai vậy, cắt. Bất giác nhìn không được cười lên, Vũ Thanh Thu khẽ gật đầu, thở dài lên tiếng, nhỏ hẹp chính đạo, thật là ai cũng không che được a, mà lại song Long Chí Tôn một trong Hắc Nghiêm Chí Tôn, nhưng cũng là ma đạo a, ha ha ha. Hiu. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió vang, cái kia bình phán trưởng lão bóng người xuất hiện lần nữa ở trung ương trên đài cao. Bỗng dưng, mọi người nhất thời liền không lên tiếng. Sau đó hắn đối với hư không khom người cúi đầu nói, cho mời hai vị chí tôn thượng tọa. Bạch, một cái lắc mình, song Long Chí Tôn bóng người đột nhiên xuất hiện tại đài cao chủ vị, tại chỗ tất cả mọi người gặp, không khỏi cùng nhau khom người chào. Chậm rãi khoát khoát tay, Bạch Mi Chí Tôn đạm mạc lên tiếng, mọi người không cần phải khách khí, hai tông nhân mã nhưng là đã đến chàng. Huyền Thiên Tông, Ma Sách Tông hai tông đệ tử, vào chàng. Hơi hơi gật gật đầu. Bình phán trưởng lão cao giọng hét lớn. Ngay sau đó, hai tông đệ tử chậm rãi đi tới, trên khán đài tất cả mọi người, cũng đồng loạt nhìn chăm chú về phía Ma Sách Tông cái kia một người cầm đầu bóng người, trong mắt lóe không hiểu tinh quang. Thế nhưng là, Trác Phàm mới vừa vào chàng, lại là cũng không có hộ tống đội ngũ tiếp tục hướng đài tiến lên tiến, mà chính là quay người lại đi vào Ma Sách Tông nghỉ ngơi khu, dửng dưng ngồi xuống. Mọi người bất giác sững sờ, còn không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm lại là ngón tay búng một cái, ánh sáng lóe lên,
trên vách tường đột nhiên xuất hiện một hàng tiểu thơ, bàn tọa sơn lâm hổ khiếu thiên, cửu tông nan đáo ngã lâm tiền, ra môn bãi hảo thiên bôi chản, thủy năng giữ ngã cộng bả hoan. Khẩu khí thật là lớn. Nhìn đến cái này tiểu thơ, tại chỗ tất cả tông môn đệ tử tất cả đều trong mắt co rụt lại, bỗng dưng tức giận lên. Cái kia thiên địa chính nghĩa tông tinh thần chính nghĩa nhất thời bạo phát, tức giận tới mức giơ chân, cái kia Triệu Đức trụ càng là mắng to lên tiếng, tốt ngươi cái ma đạo kẻ xấu, dám khẩu suất cuồng ngôn. Ngươi chờ, chúng ta thiên địa chính nghĩa tông nhất định đem ngươi diệt sát hầu như không còn. Hắn những tông môn kia, ngày bình thường đối thiên địa chính nghĩa tông cái này một bộ hiên ngang lẫm liệt tác phong dị thường phản cảm, nhưng lần này lại là cùng nhau giơ ngón tay cái lên, vạn phần chống đỡ. Tiểu tử này thực sự thật ngông cuồng, nhất định phải hung hăng giáo huấn mới được. Thật sâu nhìn cái kia tiểu thơ liếc một chút, Vũ Thanh Thu bất giác bật cười ra tiếng, ha ha ha. Tiểu tử này không chiến thì không đánh đi, còn dán ra như thế muốn ăn đòn lời nói, rõ ràng là muốn hướng các tông hạ chiến thiếp. Lão tử tại núi rừng bên trong xưng vương xưng bá, phát đạt, chín tông đệ tử đều là kẻ bất lực, liền đi tới trước mặt ta tư cách đều không có. Ta chỗ này đã làm tốt chuẩn bị, dọn xong chén rượu, có gan liền thông qua những cái kia tiểu lâu la, đến trước mặt ta đến, phân cao thấp đi. Diệp Lân tỉ mỉ giải bài thơ này hàm nghĩa, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Vũ Thanh Thu nói, sư huynh, hắn là ý tứ như vậy đi.